Quan lộ thương đồ, chương khác. Tập 26. Chương 587, kế hoạch đầu tư nhà máy tinh viên. Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích, nhảy lên ghế sofa, ôm gối ngồi bên cạnh Hứa Tư, hít hít. Chị Hứa Tư, trên người chị có mùi thơm rất đặc biệt nhé, để em ngửi xem, rốt cuộc là từ đâu tỏa ra. Rồi ôm lấy cổ Hứa Tư hít lung tung. Em mà là nam nhân thế nào cũng ôm chị suốt cả ngày. Này này! Trương Khắc gõ gõ cửa kính ngăn ban công, chỉ Tôn Tĩnh Mông. Không phải định làm chuyện gì đó chứ hả? Cút đi, chuyện giữa phụ nữ với nhau, trẻ con nhìn cái gì? Tôn Tĩnh Minh đưa chân đạp hờ Trương Khắc. Quần lót màu đen dưới chiếc áo thun thoáng qua trước mắt, Trương Khắc khẽ huýt sáo, đi lấy điện thoại ra ban công gọi điện cho Trần Tín Sinh. Bảo hắn có thời gian tới Hong Kong tiếp xúc với Liễu Chí Thành. Mặc dù Motorola có ý định lập nhà máy tinh viên ở Thiên Tân, nhưng chỉ để chế tạo mạch tổ hợp cung cấp cho bọn họ, không có tác dụng thúc đẩy trực tiếp sản nghiệp điện tử trong nước. Nếu như tất cả theo bước tiến lịch sử, nhà máy tinh viên có tác dụng trực tiếp thúc đẩy sản nghiệp điện tử trong nước phải 3 năm nữa mới bắt đầu xây dựng. Liệu có khả năng đẩy tiến trình lịch sử sớm lên 3 năm không? Tinh viên wafer, vật liệu nền để sản xuất vi mạch tích hợp. Hôm sau Trần Tín Sinh ngồi máy bay 4 giờ chiều tới được Đài Loan, Trương Khắc vốn định về Hải Châu nói chuyện với Tương Vi, nhưng nhân chuyện này bảo cô tới Hong Kong luôn, Phó Tuấn ra sân bay đón họ. Trương Vi và Trần Tín Sinh tới bãi biển Vịnh Nước Nông thì trời đổ mưa nhỏ, trên bãi biển rất ít người, nhưng cũng có người cầm ô đi dạo trên bãi biển, lái xe giảm tốc độ lại, Tương Vi nhìn ngắm nước biển màu lam ngoài cửa sổ. Thấy tựa hồ có bóng người nhấp nhô, nói đùa với người trong xe. Trời mưa còn có kẻ thần kinh lướt sóng kìa, mau nhìn kìa, kẻ đó bị sóng biển hất nhào xuống nước kìa, trông ngu thế cơ chứ. Tỏ ra rất hưng phấn. Phó Tuấn vỗ vai bảo lái xe dừng lại bên bãi biển, mời Trần Tín Sinh, Tương Vi xuống xe, cười nói. Mọi người tốt số đấy, ngày mưa không cần phải ra biển tập lướt sóng với Khác thiếu gia. Hả? Tương Vi che miệng. Chỉ bóng người bị sóng hất lộn nhào xuống nước, hỏi Phó Tuấn. Khác thiếu gia đấy à? Đành xin mọi người quên câu cô vừa mới nói. Mọi người cười ha hả, bắt chẹt được một bữa cơm mới miễn cưỡng đồng ý. Đi ra bãi biển thấy Hứa Tư, Tôn Tĩnh Mông đều tránh mưa dưới ô, mặc quần jean, áo thun, trông giống người nhàn nhã ra biển nghe tiếng sóng. Tương Vi còn thấy hai cô gái không quen hưng phấn nhìn hướng Trương Khác tập lướt sóng. Cô thấy Trương Khác chưa kịp ngồi lên ván trượt đã bị sóng đánh ngã rồi, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng thê thảm của y, khẽ chọc lưng Hứa Tư. Khác thiếu gia lại mới lừa được hai thiếu nữ ngây thơ đấy à? Hứa Tư phì cười. Đợi lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho chị. À phải, Khác thiếu gia vội vàng gọi tôi đến Hong Kong có việc gì thế, tôi phải suốt đêm an bài việc trong nhà, sáng sớm 6 giờ đã xuất phát, đến hiện giờ cũng không biết có việc gì. Trương Khác nhìn thấy đám Trần Tín Sinh đi ra bãi biển, ôm ván trượt để sóng đánh vào bờ, lấy khăn tắm quấn lấy người, hỏi bọn họ có hứng thú ra biển bơi một vòng không? Đám Trần Tín Sinh tất nhiên không có hứng thú dở người đó, cả đoàn liền quay về. Tới ảnh Loan Viên, Liễu Minh và bạn về phòng, Trương Khác bảo Phó Tuấn An bài đám Trần Tín Sinh ở lại ảnh Loan Viên, giới thiệu qua tình hình. Giám đốc điều hành của Đài Tích Điện trùng hợp ở ngay tầng dưới. Hôm qua ông ta tới bái phỏng bác Tôn có ám thị mong thông qua bác ấy giới thiệu với Cẩm Hồ, nên mọi người liền ngẫu nhiên tới Hong Kong làm việc gặp phải chuyện này. Trần Tín Sinh hỏi. Có cần lấy cái cớ nào đó cho kín kẽ không? Không sao, nếu có bị nhìn ra cũng biểu thị chúng ta có thành ý mà thôi. Trương Khác quay sang nói với Tương Vi. Chị Tương, anh Trần không thể ở Hong Kong mãi, bác Tôn thì nhiều việc, chẳng may chuyện này có chút manh mối. Thì cần người liên lạc cố định, tôi bảo chị tới làm trợ thủ tạm thời cho anh Trần, danh nghĩa tôi cũng nghĩ hộ chị rồi, là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Việt Tú, đợi chuyện này giải quyết xong, chị muốn ở lì vị trí đó không đi cũng được. Tương Vi sửng sốt nhìn Hứa Tư, thấy cô mỉm cười, lại nghi hoặc hỏi lại. Có thể ở lì không đi? Tạm thời mong chị ở Hong Kong gánh vác, sau này có ở lại hay không thì chị tự quyết định, giờ không gấp. Trương Khác đan 10 ngón tay vào nhau đặt trước ngực. Rất nhiều chuyện, đặc biệt phía Đông Nam Á cần bên Hong Kong này làm bàn đạp, chuyện ở đây rất phức tạp. Tương Vi gật đầu, không nói gì thêm, ở Hong Kong một thời gian rồi tay, mặc dù cô sớm muốn rời khỏi Hải Châu,
nhưng đột nhiên cơ hội bày ra trước mặt, không phải dễ dàng tiếp nhận ngay được. Buổi tối Tôn Thượng Nghĩa tổ chức bữa tiệc nhỏ trong nhà, mời cha con Liễu Chí Thành tham gia. Cho dù không nói tới khoảng thời gian ngắn ngủi cộng sự ở Ti, thì Trần Tín Sinh làm Tổng Giám đốc Ti Trung Quốc, Liễu Chí Thành cũng không xa lạ gì, huống chi tháng 3 Trần Tín Sinh rời Ti sang Ái Đạt gây oanh động lớn trong nước, Đài Loan cũng cho đăng tin này. Người trong nghề không đánh giá cao lựa chọn của Trần Tín Sinh, nhưng sau khi điện tử Ái Đạt thành công lên thị trường chứng khoán Hong Kong, Cẩm Hồ lấy được giấy phép sản xuất điện thoại di động, người trong nghề mới thay đổi cái nhìn về lựa chọn của hắn. Liễu Chí Thành còn tưởng phải đợi vài ngày, hoặc phải đích thân tới Hong Kong một chuyến, không ngờ, vừa khéo, Trần Tín Sinh tới công tác. Ông ta không kiên nhẫn được, hàn huyên vài câu qua loa với đám Diệp Kiến Bân rồi kéo Trần Tín Sinh vào một góc trò chuyện rất lâu, đám Tôn Thượng Nghĩa ít nhiều bị thu hút về phía đó. Trương Khác thì Ba Hoa cười đùa vui vẻ với Tôn Tĩnh Mông, Thịnh Hạ, Liễu Minh. Dù sao cũng chỉ là nhà chung cư không thể rộng rãi bằng nhà riêng, đám Liễu Minh chẳng hứng thú với tiệc tùng kiểu này, đang định kéo Trương Khác chuồn xuống quán ba phía dưới, còn tốt hơn ngồi mốc người ở đây. Trần Tín Sinh nâng ly rượu về phía Trương Khác, ý bảo y đi tới. Trương Khác cười xin lỗi, bảo Đỗ Phi bồi tiếp mấy cô gái xuống quán ba phía dưới, đi về phía Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành. Liễu Minh ngạc nhiên lắm, song thấy cha không có ý gọi mình tới, liền thao đám Đỗ Phi. Ông Liễu, có người tôi muốn trịnh trọng giới thiệu cho ông. Trần Tín Sinh chỉ Trương Khác đang thong thả đi tới. Liễu Chí Thành từ đầu tới cuối chỉ coi Trương Khác là bạn chơi đùa của con gái, hôm qua cũng nghe Liễu Minh kể về mấy lần gặp mặt, ấn tượng của ông là một chàng trai rất sôi nổi, không hiểu sao Trần Tín Sinh lại trịnh trọng giới thiệu, chẳng lẽ bối cảnh gia đình cậu ta không tầm thường. Tôi tới Ái Đạt là nhờ Khác thiếu gia cho cơm ăn. Câu nói này lởn vởn trong đầu Liễu Chí Thành mấy lần, nhưng ông cũng không chắc mình hiểu ý của Trần Tín Sinh. Đầu thập niên 90, Malaysia vì phát triển sản nghiệp điện tử trong nước định ra kế hoạch vĩ đại phát triển hành lang đa phương tiện siêu cấp ở Cát Long Pha, cung cấp rất nhiều chính sách ưu đãi thu hút nhà đầu tư trong ngoài nước, khiến Malaysia mau chóng thành nước xuất khẩu sản phẩm điện tử chủ yếu ở châu Á. Nếu không có cơn bão tài chính bất ngờ có lẽ sản nghiệp điện tử ở Malaysia sẽ còn phát triển phi tốc, rất nhiều doanh nghiệp điện tử Âu Mỹ Nhật Hàn có kế hoạch đặt nhà máy ở Cát Long Pha, trong đó có kế hoạch đầu tư nhà máy Tinh Viên. Trần Tín Sinh kể vắn tắt cuộc nói chuyện vừa rồi với Liễu Chí Thành cho Trương Khác nghe. Ông Liễu, đây là kế hoạch đầu tư của Đài Tích Điện ở Malaysia, hay là kế hoạch đầu tư riêng của ông và ai đó? Trương Khác hỏi thẳng, nếu không ta nói là kế hoạch của Đài Tích Điện thì việc này không cần nói nữa, chính quyền Đài Loan căn bản không cho phép đầu tư nhà máy Tinh Viên ở trong nước. Liễu Chí Thành do dự, nhìn Trương Khác đứng trước mặt, thân phận của y đúng là khiến người ta phí sức suy nghĩ. Đây không phải là kế hoạch đầu tư của Đài Tích Điện. Chương 588, ai dẫn đầu? Trời vẫn còn lất phất mưa, Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩ tới biệt thự ngói đỏ của Diệp Chăn Dân ở Hong Kong, trong màn mưa ánh đèn đường phát ra ánh sáng vàng đục, chiếu lên mặt đường ướt nhoẹt. Muộn thế này còn có chuyện gì thế? Diệp Chăn Dân trước đó chỉ nhận được điện thoại Trương Khác nói có chuyện quan trọng cần báo cáo trước mặt ông. Từ ngày ông tới Hong Kong đều qua 2,3 giờ sáng mới ngủ, liền bảo Trương Khác tới. Ngồi trong thư phòng, Trương Khác đem ngọn nguồn sự việc kể ra. Chuyện cũng không phức tạp, từ đầu năm 95 chính phủ Malaysia học theo mô hình phát triển sản nghiệp điện tử của Đài Loan, quyết định lập hành lang đa truyền thông siêu cấp ở Cát Long Pha. Nền móng của điện tử Đài Loan chính là Đài Tích Điện, Malaysia cũng tích cực thúc đẩy một nhà máy Tinh Viên. Nhà đầu tư dẫn đầu là một đại phú hào Malaysia, Quách Tùng Duyên chủ tịch tập đoàn Quách Thị. Nửa đầu năm 96 là giai đoạn chủ bị, tập đoàn Quách Thị tài lực hùng hậu, có uy tín trong giới thương nhân người Hoa, lập nên được đoàn đội đáng tin cậy. Xét từ góc độ hiện thực, Malaysia muốn lập nhà máy Tinh Viên, chỉ có thể lôi kéo nhân viên kỹ thuật từ Singapore và Đài Loan, phía Singapore chỉ đồng ý chuyển nhượng một phần kỹ thuật. Quách Tùng Duyên chỉ đành đặt hy vọng lên hai nhà máy Tinh Viên của Đài Loan là Đài Tích Điện, Thế Đại Tích Điện. Khoảng đầu năm Liễu Chí Thành được Quách Tùng Duyên liên hệ, cùng tham dự vào kế hoạch này. Vì không để phía Đài Loan cảnh giác, đám Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành đều không công khai kế hoạch. Chuẩn bị mất bao lâu, sắp chính thức đăng ký công ty thì cơn bão tài chính đột nhiên ập tới, tập đoàn Quách Thị bị trọng thương, lúc này tự cứu mình còn chưa xong,
đâu ra dư tiền đầu tư vào nhà máy tinh viên. Kinh tế đi xuống, các cơ cấu kinh tế bị ép thu hẹp ngân quỹ, lời hứa trước kia không ai muốn nhắc tới nữa. Đối với tuyệt đại đa số nhà đầu tư mà nói, đây chỉ là một hạng mục chưa triển khai mà thôi. Liễu Chí Thành không chỉ là một trong số nhà đầu tư càng trực tiếp tham gia vào quá trình chú kiến, nửa năm qua làm vô số công tác, đạt thành thỏa thuận ngầm với 30 nhân viên kỹ thuật sắp hết hạn hợp đồng của Đài Tích Điện, bọn họ đồng ý tới Malaysia chuẩn bị lập nhà máy tinh viên. Các nhà đầu tư khác phủi đít bỏ đi cùng lắm chỉ mất chút đầu tư tiền kỳ, nhưng Liễu Chí Thành phải chịu trách nhiệm với những kỹ sư của Đài Tích Điện. Bất kể như thế nào chuyện ông ta tham dự đầu tư xây dựng nhà máy tinh viên ở Malaysia không thể che giấu được lâu, mà quan hệ của ông ta với Trương Trung Mưu sớm đã trở nên căng thẳng, cho dù tiếp tục ở lại, ông ta và những kỹ sư có ý rời đi kia sẽ bị người ta loại bỏ, dẫm dưới chân, tới khi hoàn toàn bị người khác thay thế. Lối thoát tốt nhất của Liễu Chí Thành và những kỹ sư kia chính là tiếp tục thực thi kế hoạch nhà máy tinh viên, trọng trách dẫn đầu chuyển từ Quách Tùng Duyên sang Liễu Chí Thành. Liễu Chí Thành phải tìm nhà đầu tư khác, đó là nguyên nhân thời gian qua ông ta ở Hong Kong. Hong Kong không chỉ là một trong số trung tâm mậu dịch tài chính thế giới còn là trung tâm giới thương nhân người Hoa, hơn nữa chưa bị cơn bão tác động trực tiếp. Thực ra áp lực của Hong Kong không phải nhỏ, chỉ số Hang Seng Index hơn một tháng qua sụt giá mất 1/3, thị trường chứng khoán, địa ốc đã có dấu hiệu không cầm cự được nữa, giao dịch địa ốc đã thu hẹp tới cực điểm, địa ốc sụp đổ cùng suy thoái kinh tế là điều có thể nhìn thấy. Chí mạng nhất là hiện theo quan điểm phần đông, cơn bão tài chính sẽ còn xu thế lan rộng. Liễu Chí Thành rơi vào tình cảnh quẫn bách, ông ta căn bản không còn tư cách tranh thủ quyền khống chế hạng mục nữa, tình cờ gặp Tôn Thượng Nghĩa được giới thiệu người của Cẩm Hồ, liền giống như bệnh lâu gặp được thuốc, nên mới vội và hoảng hốt như thế. Ồ, ra là vậy. Nghe Trương Khắc Kế xong, Diệp Chân Dân trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi. Cháu muốn kéo hạng mục này vào trong nước. Không kéo được vào trong nước thì đêm hôm khuya khắt thế này làm sao cháu hăng hái như thế? Đây là điều chắc chắn, đơn thuần chỉ đầu tư nhà máy tinh tiên, khả năng trong vài năm không có được lợi nhuận, nhưng kéo nó vào trong nước, nắm chắc trong tay mới phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ, cũng phù hợp với lợi ích chỉnh thể của quốc gia, Trương Khắc cười nói. Nhưng khó khăn quá lớn, khả năng cuối cùng phát hiện ra uổng công vô ích. Nói cho chú xem khó khăn thực tế lớn nhường nào. Diệp Chân Dân khoanh tay ngồi ở góc bàn làm việc, tư thế luôn rất tùy ý, mặc dù giới truyền thông coi ông là quan viên học giả thuộc loại quá độ bi quan, sau đó dự đoán sớm một năm của ông chuẩn xác chỉ ra nguyên nhân đằng sau cơn bão tài chính bất thình lình, khiến thanh danh trong giới học giả kinh tế tăng vọt. Anh là chuyên gia, anh giới thiệu tình hình đi. Trương Khắc đá quả bóng sang cho Trần Tín Sinh. Thứ nhất là vấn đề tài chính, xây một nhà máy tinh viên 8 inch. Thường mà nói phải có dự toàn chừng 1,2, 1,5 tỷ đô la Mỹ mới đủ dùng. Thứ hai là vấn đề đưa thiết bị sản xuất và kỹ thuật chế tạo vào. Mỹ, Nhật và các quốc gia châu Âu phong tỏa đưa các thiết bị và kỹ thuật tương quan vào nước ta. Thứ ba là vấn đề đội ngũ kỹ thuật, đây là điều rất khó. Trần Tín Sinh hiểu rất thấu triệt vũng nước này sâu cỡ nào. Theo như tôi biết khi đám Trương Trung Mưu, Liễu Chí Thành rời khỏi Ti về Đài Loan lập Đài Tích Điện thì cao tầng quản lý hy vọng thuê nhân viên kỹ thuật nội địa bồi dưỡng, đồng thời hy vọng giúp đỡ được cho sản nghiệp điện tử trong nước, cũng để thuận tiện sau này tiến vào nội địa xây dựng nhà máy. Nhưng suy nghĩ này bị nhà cầm quyền Đài Loan kiên quyết ngăn cản, về sau thuê kỹ sư người Hoa ở Malaysia. Những kỹ sư này không được đãi ngộ tốt từ ở Đài Tích Điện, lần này định bỏ Đài Tích Điện cũng là những người đó, còn nhà máy tinh viên ở Singapore lại mời rất nhiều kỹ sư nội địa. Đau đầu thực sự là vấn đề phong tỏa kỹ thuật, nhưng hiện là thời cơ tốt nhất để trong nước xây dựng nhà máy tinh viên, vì sản nghiệp điện tử châu Á sẽ tiến thêm một bước bị đả kích khi cơn bão tài chính lan ra, kinh tế xấu đi nói không chừng làm phong tỏa kỹ thuật lòng hơn, có thêm điều kiện để đàm phán. Diệp Chân Dân gật gù, liếc sang Trương Khắc. Vậy trong 4 tỷ kia của cháu, chuẩn bị bỏ ra bao nhiêu? Trương Khắc đáp. Vấn đề tài chính cháu đã có suy tính rồi. Nhà đầu tư trước đó không phải hoàn toàn vứt bỏ, từ họ có thể huy động được 100 triệu đô la Mỹ, bên cháu thắt lưng buộc bụng có thể lấy ra 300 triệu đô la Mỹ, rồi nỗ lực kiếm thêm 100 triệu nữa từ Hong Kong và trong nước. Có 5-600 triệu này làm nền tảng, rồi huy động thêm số còn lại từ cơ cấu tài chính, hẳn là không khó lắm. Trương Khắc tính đợi sau khi cơn bão tài chính tàn phá Hàn Quốc xong thì rút 1 tỷ từ trong quỹ đầu tư ra,
số tài chính này là thanh bạch, Trương Khác lấy ra 4 tỷ kia, vậy là có thể gom được 300 triệu đô la Mỹ, không ảnh hưởng tới tài chính lưu động của Cẩm Hồ. Trong nước mặc dù đâu đâu cũng thiếu tiền, nhưng nếu thực sự kéo được hạng mục này vào trong nước, tôi nghĩ cả Thủ tướng Triều Tể Đông cũng đích thân ra mặt tới các ngân hàng ăn xin hộ mọi người. Diệp Chân Dân thấy đám Trương Khác nắm chắc kiếm được 500,600 triệu, số tiền còn lại dễ giải quyết, thậm chí ông cho rằng chỉ cần 300 triệu khởi động là đủ, trong nước khao khát đột phá ở phương diện này từ lâu, nói. Vậy là chỉ còn lại khúc xương khó gặm là vấn đề kỹ thuật và thiết bị. Vâng, rất khó gặm, nhưng dù sao phải thử mới biết được. Trương Khác thầm nghĩ ít nhân chính phủ Singapore sẽ không cố tăng thêm chướng ngại làm khó dễ. Phía bên Ti chỉ có thể đưa vào kỹ thuật hạng 2 hạng 3 đã bị đào thải. 3 giờ sáng mới rời chỗ ở của Diệp Chân Dân, mưa vẫn còn chưa dừng. Chương 589, bão tới nội địa. Xe đi rất êm, ngồi trong xe có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, Trương Khác gọi điện cho Diêu Văn Thịnh. Ở đầu bên kia điện thoại Diêu Văn Thịnh vừa ngáp vừa uy hiếp. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì cứ đợi tới kiến nghiệp ăn đòn đi. Trương Khác chẳng sợ, cười lớn. Chỉ có lòng tốt nhắc anh nửa đêm thức dậy đi vệ sinh khỏi đái dầm thôi. Chuyện báo cáo cho Vương Duy Quân, La Quân tất nhiên Trương Khác giao cho La Văn Thịnh đi làm, trước kia hắn làm việc ở bộ bưu điện, Trương Khác hơi lo hắn không rõ tầm quan trọng của nhà máy tinh viên, còn đặc biệt dặn Triệu Bằng đang ở kiến nghiệp phụ trách chuẩn bị kế hoạch vườn sồi phối hợp với hắn. Trở về ảnh loan viên, Trương Khác tắm rửa xong là cắm đầu ngủ vùi, cho tới 10 giờ sáng mới tỉnh. Trước đó Triệu Bằng gọi điện tới, bọn họ đang làm thủ tục, sẽ bay tới Thâm Quyến trước, tranh thủ trước khi trời tối tới được Hong Kong. Tôn Thượng Nghĩa, Trần Tín Sinh, Tương Vi đã tiến hành tiếp xúc sâu hơn với Liễu Chí Thành, đề xuất rõ ràng muốn đặt hạng mục ở nội địa, cũng mong muốn tiếp xúc thêm với nhà đầu tư khác. Liễu Chí Thành trước đó không nghĩ tới việc đưa hạng mục tới nội địa, dù sao thiết kế ban đầu của nó là Donny đóng giày cho hành lang đa phương tiện siêu cấp của Malaysia. Đột nhiên quyết định chuyển hạng mục tới nội địa, các nhà đầu tư người Hoa trước tới giờ vẫn chưa rút khỏi hạng mục khả năng sẽ không còn hứng thú với hạng mục này nữa. Liễu Chí Thành thấy bản thân Trương Khác không ra mặt, mặc dù trong lòng rất nghi hoặc nhưng nếu đám Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa đều thừa nhận y mới là người định đoạt cuối cùng thì không cần hoài nghi thân phận của y nữa, nói. Đầu tư xây nhà máy ở Cát Long Pha tựa hồ điều kiện thích hợp hơn, Khác thiếu gia hôm nay có chuyện khác sao? Trần Tín Sinh không chắc Trương Khác giờ này đã tỉnh chưa, gọi điện thoại tới hỏi thì nghe Phó Tuấn nhận máy, còn thấy tiếng sóng vỗ bờ, đành xin lỗi Liễu Chí Thành. Khác thiếu gia đúng là đang bận chuyện khác, hạng mục chuyển vào trong nước sẽ tăng thêm khó khăn vì nhân tố chính trị, nhưng cơn bão tài chính sẽ còn tiếp tục lan đi, sản nghiệp điện tử ở Đông Nam Á sẽ suy thoái tới mức độ nào, tới bao giờ mới có thể hồi sinh. Đây đều là những điều không sao dự đoán được. Hệ thống tài chính khép kín cùng lượng dự trữ ngoại hối sung túc ở nội địa có thể đảm bảo không bị tác động bởi nguy cơ tài chính, thị trường 1,3 tỷ dân trong nước mới là đối tượng thực sự đáng dựa vào. Hôm nay nắng to, các cô gái trốn hết trong phòng, chỉ có một mình Trương Khác ra biển tập lướt sóng. 5 giờ chiều, Diêu Văn Thịnh, Triệu Bằng cùng Chu Tiểu Quân mới tới Hong Kong, Diêu Văn Thịnh tới là đại biểu chính phủ tiếp xúc với Liễu Chí Thành, bày tỏ chính phủ sẽ ra mặt hiệp trợ giải quyết một số khó khăn. Diêu Văn Thịnh tới Hong Kong gặp mặt Trương Khác xong liền liên hệ với Vương Duy Quân, trong điện thoại Vương Duy Quân nói với hắn, cuộc họp thường ủy đột xuất vừa quyết định cho hắn làm cục trưởng cục xúc tiến đầu tư, cấp bậc hành chính không đổi, nhưng từ cấp phó lên chính chức là sự tiến bộ thực sự. Lệnh bổ nhiệm phải đợi hắn về kiến nghiệp mới có, nhưng ngay bây giờ hắn có thể lấy chức vụ mới triển khai công tác rồi, xem tình hình tiến triển, Vương Duy Quân cũng sẽ tới Hong Kong. Ý nghĩa của hạng mục nhà máy tinh viên, Thành ủy kiến nghiệp hiểu rất rõ. Ngày 23 Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Hứa Duy kết thúc hành trình tuyên truyền trở về Hong Kong, nhưng ngựa không ngừng vó tới Hải Châu chụp quảng cáo cho chiếc di động đầu tiên của Ái Đạt, Hứa Tư cũng đi theo bọn họ về Hải Châu. Bắt đầu từ ngày 25, bão nhiệt đới đổ bộ vào Hong Kong, mấy ngày liên mưa không ngừng, phảng phất cả tòa thành đều bị ngâm trong nước mưa, cái nóng nực của mùa hè Hong Kong bị quét sạch. Trương Khác chẳng thể ra biển học lướt sóng, đành nhốt mình trong căn phòng chật hẹp làm việc. Vì bão sân bay phải đóng cửa, Vương Duy Quân phải đi xe tới Hong Kong. Người khởi xướng kế hoạch nhà máy tinh viên, Quách Tùng Duyên cũng tới Hong Kong trong ngày hôm đó. Quách Thị là tập đoàn thương nhân người Hoa đời 2 ở Malaysia,
đầu thập niên 90 đã tới nội địa tiến hành đầu tư, năm 95 lập một công ty dầu ăn ở Kiến Nghiệp, Quách Tùng Duyên rất hiểu thị trường ngày càng phát triển của nội địa. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão tài chính, tài sản của Quách Thị từ 4,1 đô la Mỹ giảm xuống còn chưa tới 3 tỷ đô la Mỹ, cơn bão tài chính vẫn còn xu thế phát triển. Ban đầu Quách Tùng Duyên định bỏ 300 triệu cho hạng mục nhà máy tinh viên, lúc này mặc dù chưa hoàn toàn từ bỏ, nhưng quy mô đầu tư đã giảm xuống còn 60 triệu, ông ta phải đảm bảo xí nghiệp của Quách Thị vượt qua được cơn bão chưa biết còn kéo dài bao lâu này. Liễu Chí Thành cũng hiểu, kinh tế tiếp tục xấu đi, thì kiên trì xây dựng nhà máy ở Malaysia là không thực tế. Chính phủ Kiến Nghiệp cũng tỏ ra rất có thành ý, Vương Duy Quân tới là để mời ông ta và Quách Tùng Duyên tới Kiến Nghiệp khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Do tránh phía Đài Loan cảnh giác, danh nghĩa là do Tập đoàn Ái Đạt gửi lời mời chính thức tới Tổng bộ Đài Tích Điện. Tập đoàn Ái Đạt trong 2 năm qua quần khởi thần tốc, thành xí nghiệp dẫn đầu sản nghiệp đầu đĩa trong nước, hiện lại 5 giấy phép sản xuất điện thoại di động, trở thành doanh nghiệp điện tử mà bất kỳ doanh nghiệp hải ngoại nào muốn khai thác thị trường trong nước đều không thể bỏ qua. Ngày 28, Vương Duy Quân cùng Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa Tháp Tùng Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành đi đường vòng qua Quảng Châu rồi tới Kiến Nghiệp. Trương Khác cũng cùng Đỗ Phi, Thịnh Hạ quay về Kiến Nghiệp. Tối ngày 28, La Quân, Tiêu Minh Kiến tổ chức tiệc chiêu đãi hai người Quách Liễu. Kết thúc bữa tiệc, Trương Khác cùng La Quân đi gặp Lý Viễn Hồ. Lâu lắm rồi không tới Tân Mai Uyển, nơi ở của Từ Học Bình tối om, nơi đó tới nay vẫn chưa có người vào ở. Bất kể thế nào Từ Học Bình không thể về Đông Hải được nữa, trừ khi hoàn toàn nghỉ hưu tới Đông Hải định cư. La Quân nhìn thao ánh mắt của Trương Khác, ông ta điều tới Kiến Nghiệp không lâu thì Từ Học Bình bị điều khỏi Đông Hải, tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng biết Từ Học Bình là quan viên tinh cách rõ ràng, hoàn toàn không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh. Xe dừng lại trước nhà Lý Viễn Hồ, Cao Trân đi ra mở cửa, Trương Khác không có thiện cảm gì với tên thư ký này, chỉ lạnh nhạt chào hỏi một tiếng. Lý Viễn Hồ đã xuống phòng khách đợi hai người bọn họ. Trương Khác lần đầu tiên tới chỗ ở của Lý Viễn Hồ tại Tân Mai Uyển. Vào thư phòng của Lý Viễn Hồ, La Quân không quá khách khí, mắt nheo lại đợi Cao Trân ra ngoài rồi mới nói, Trương Khác tất nhiên không nói gì, có thể nhìn ra La Quân cũng không ưa gì Cao Trân. La Quân tới ngay cả Lý Viễn Hồ cũng chẳng quá nể nang, tất nhiên không cần phải lịch sự với thư ký của ông ta. Đợi Cao Trân đi ra khỏi thư phòng, Trương Khác mới báo cáo cho Lý Viễn Hồ. Trong nước luôn muốn thành lập nhà máy tinh viên, nhưng không có được kỹ sư trình độ cao, mặc dù hiện giờ khó khăn còn rất nhiều, song đây là cơ hội hiếm có trong mấy năm gần đây. Đầu tư xây dựng nhà máy tinh viên trong phạm vi thế giới không phải là chuyện gì đáng kể, nhưng đối với Kiến Nghiệp mà nói, đặc biệt là với hành lang số, ý nghĩa không hề tầm thường. Tiễn La Quân và Trương Khác đi. Lý Viễn Hồ đứng trong thư phòng nhìn căn biệt thự không sáng đèn phía trước mặt, nhớ lại những việc làm của người tiền nhiệm trong thời gian chấp chính. Tháng 7, nguy cơ tài chính bùng phát ở Thái Lan, TW liền hạ văn kiện yêu cầu các tỉnh thanh tra tài vụ của các công ty đầu tư cấp tỉnh thành. Không tra không biết, tra rồi mới giật nảy mình, chỉ tập đoàn đầu tư quốc tế Quảng Đông thôi đã nợ nước ngoài với quy mô hơn 3 tỷ đô la Mỹ, TW lập tức lệnh chính phủ Quảng Đông áp dụng biện pháp xử trí. Lập tức phái tiểu tổ công tác tới các công ty đầu tư cấp tỉnh tra sổ sách. Vấn đề rất nghiêm trọng, các công ty đầu tư quốc hữu lợi dụng chính phủ hỗ trợ điều kiện vay vốn nước ngoài, quản lý lại hết sức hỗn loạn, dự tính chỉ riêng quy mô nợ xấu của các công ty đầu tư của tỉnh Duyên Hải Đông Nam tới hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Chương 590, vậy là có thể yên tâm. Đương nhiên khi Từ Học Bình chấp chính ở Đông Hải cũng vay vốn nước ngoài, chỉ một lần với quy mô hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Nhưng lại là vay vốn dài hạn của Nhật, trong thời gian ngắn không bị ảnh hưởng của cơn bão tài chính, chẳng những thế vì đồng yên sụt giá mà có thu hoạch lớn. Người ta đều nói Từ Học Bình bị điều khỏi tỉnh Đông Hải là hoàn toàn coi như hết rồi, nhưng Lý Viễn Hồ nhìn ra ngoài cửa khẽ mỉm cười, chỉ e chưa chắc đã như vậy. Trên xe của La Quân, Trương Khác nhận được điện thoại của Từ Học Bình, không tiện nói chuyện tỉ mi, qua loa vài câu rồi cúp điện thoại. Đến khi đưa La Quân về chỗ ở, Trương Khác vào xe lập tức gọi lại cho Từ Học Bình. Bác, có chuyện gì gấp không ạ? Cục kiểm toán phái tiểu tổ công tác tới Quảng Đông hôm nay về báo cáo với Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông, Phó Thủ tướng buổi tới tìm bác nói chuyện, tình hình không lạc quan. Giọng của Từ Học Bình rất nặng nề, từ giọng nói của ông có thể phán đoán ra được tình hình nghiêm trọng cỡ nào.
lúc này mất bò mới lo làm chuồng chưa phải là quá muộn. Trương Khắc cười. Cháu chỉ quan tâm lần này bác có xuất hiện làm một số công tác cụ thể hay không thôi. Việc thanh tra các công ty đầu tư quốc hữu đã sắp đi vào hồi kết, càng tới hồi kết thì con số tra ra được khiến người ta kinh hoàng, chỉ mỗi Quảng Châu thôi đã tra ra lỗ hổng gần 10 tỷ, toàn quốc mấy trăm công ty đầu tư, không tưởng tượng nổi có bao nhiêu lỗ hổng giấu trong bóng tối. Mấy vị lãnh đạo TW, bao gồm Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông đều bị kết quả này làm toát mồ hôi lạnh, lúc này không ai dám tự tin nói cơn bão tài chính còn cách mình rất xa. Ý kiến của TW là tiếp tục đào sâu thanh tra, liên hợp với Bộ Tài chính, Cục Kiểm toán thành lập tiểu tổ thanh tra, Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông đích thân nắm quyền tổng chỉ huy, tìm Từ Học Bình muốn ông làm trợ thủ phụ trách công tác thanh tra cụ thể. Lãnh đạo tiểu tổ thanh tra tới các tỉnh đào sâu thêm vấn đề là chuyện mất lòng người, nhưng dù sao cũng là công tác thực tế. Đương nhiên đây không phải là kết quả lý tưởng Trương Khắc muốn thấy, so với chủ trì công tác thanh tra, chẳng bằng yên tĩnh đợi một năm nữa. Thầm nghĩ chắc Từ Học Bình khát vọng được làm chuyện thực tế, mà với tính cách của ông, không thể làm được chuyện vẹn cả đôi đường. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Khắc bảo Phó Tuấn lái xe tới nhà chiêu đãi số 2 Đại học Sư phạm. Sau khi nhập thu, thời tiết kiến nghiệp không còn quá nóng nực khó chịu nữa. Công trì kỳ 1 của vườn sồi đã gần xong, ngày 30 tháng 8, Trung tâm Đầu tư Sáng nghiệp vườn sồi cử hành nghi thức khánh thành, Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành cũng nhận được lời mời tham gia. Nghi thức cắt băng khánh thành do Lý Viễn Hồ, La Quân làm. Hiện đã không còn nhìn thấy chút dấu vết của này máy nhuộm Lệ Phong nữa, dù công trình phụ trợ xung quanh chưa hoàn thiện hẳn dáng dấp của sĩ nghiệp hiện đại chú trọng môi trường kiểu Nhật hiện ra rõ rệt, ngay chính La Quân ngạc nhiên giới thiệu cho hai người Quách Liễu. Tháng 5 khi tôi tới đây, nơi này không khác gì nhà máy nhuộm bên kia, nếu nói có, khả năng là tồi tệ hơn sơ hơn. Một thời gian nữa thôi bên kia cũng sẽ cải tạo thành cùng quy cách giống bên này. Liễu Chí Thành tới kiến nghiệp vài ngày nhưng luôn trầm mặc, ông nhìn thấy được tương lai rực sáng của Cẩm Hồ từ bước mở rộng kỹ thuật này. Một doanh nghiệp chỉ hơn năm trước thôi còn chỉ có thể sản xuất đầu đĩa muốn đầu tư trung tập thực nghiệm làm cơ sở, về mặt khuếch trương kỹ thuật có thể gọi là bừng bừng dã tâm. Đầu tư vài trăm triệu tiền kỳ cũng chỉ là lập nền móng, sau này nghiên cứu phát triển càng hút tiền khủng khiếp, 4 tỷ của Cẩm Hồ chưa chắc cầm cự được tới ngày có thành quả nghiên cứu. May mắn trong tay Cẩm Hồ nắm giấy phép sản xuất di động. Đương nhiên Cẩm Hồ còn nhiều cơ mật kỹ thuật, Liễu Chí Thành không thể biết được, ông ta chỉ có thể từ góc nhìn chuyên nghiệp phân tích những gì thấy được trước mắt. Khâm phục thì khâm phục, Liễu Chí Thành hiểu đem hạng mục chuyển tới trong nước, bản thân ông ta phải gánh nguy hiểm chính trị thế nào. Đầu tư xây dựng nhà máy ở Malaysia và ở nội địa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Từ năm ngoái tới nay, quan hệ giữa hai bờ eo biển lại rơi vào căng thẳng, đừng nói là kỹ thuật hạch tâm như chế tạo tinh viên, nhà cầm quyền Đài Loan thậm chí còn hạn chế cả tin tức kỹ thuật điện tử bình thường truyền vào nội địa. Liễu Chí Thành nếu mang một đội ngũ kỹ thuật chế tạo tinh viên hoàn chỉnh tới nội địa không chỉ là vấn đề triệt để đổ vỡ quan hệ với Đài Tích Điệt, chỉ sợ trước khi quan hệ hai bờ hào hoãn lại, ông ta không có cơ hội bước chân lên lãnh thổ Đài Loan. Phải chịu nguy hiểm chính trị lớn như vậy. Liễu Chí Thành không thể không suy nghĩ thật kỹ càng, nên từ lúc tiếp xúc ở Hong Kong tới hai ngày lấy danh nghĩa khảo sát nghiệp vụ tới Hong Kong, ông ta chưa hề có ý gật đầu. Băn khoăn của Quách Tùng Duyên thì ít hơn, Malaysia vì cơn bão tài chính phải giật gấu vá vai, chẳng còn tinh lực nào để ý tới hạng mục nhà máy tinh viên nữa. Ngoài nhân tố Liễu Chí Thành ra thì Quách Tùng Duyên có hơi lo bên phía Singapore liệu có bỏ dở ý hướng hợp tác trước đó, không chuyển nhượng kỹ thuật nữa. Lúc này chỉ có thể nói đề tài liên quan tới kiến thiết phòng thực nghiệm. Phòng thực nghiệm có bước đi đầu xuất sắc hay không, quan trọng là chiêu mộ được nhân viên nghiên cứu kiệt xuất. Trương Khắc mỉm cười nói. Cẩm Hồ đang chuẩn bị tới Đông Nam Á răng lưới, lúc đó hy vọng ông Liễu giúp giới thiệu nhân tài gia nhập Cẩm Hồ. Liễu Chí Thành thầm nghĩ, cho dù có bỏ hạng mục tinh viên thì cũng phải an bài lối thoát cho những kỹ sư kia mới phải với người ta. Cẩm Hồ đầu tư vào nghiên cứu nhiều như thế, đãi ngộ hẳn là không tệ. Trương Khắc nhìn ra do dự trong lòng Liễu Chí Thành, tính toán tranh thủ lúc ông ta do dự, nắm lấy những nhân viên kỹ thuật kia trong tay, tình hình Đông Nam Á sẽ còn xấu đi, những kỹ sư kia sau khi rời khỏi Đài Tích Điện sẽ không có nhiều lựa chọn lắm. Trước kia phía đầu tư đã đăng ký một công ty khoa kỹ ở Cát Long Pha, mấy chục kỹ sư kia đều làm công tác chuẩn bị dưới danh nghĩa công ty đó.
khi đại đa số nhà đầu tư lựa chọn rút lui, Trương Khắc chỉ cần tùy tiện lấy danh nghĩa công ty nào đó tiếp nhận cổ phần của Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành ở công ty khoa kỹ kia coi như đã tiếp nhận mấy chục kỹ sư đó rồi. Đương nhiên, sau khi công ty khoa kỹ đổi chủ có bao nhiêu kỹ sư ở lại, đồng thời tới kiến nghiệp thì không biết, tác dụng của Liễu Chí Thành trong việc này là tối quan trọng. Khi tham quan hiện trường, Liễu Chí Thành không nói gì nhiều, sau khi tiễn Lý Viễn Hồ, La Quân đi, mọi người quay trở lại trung tâm đầu tư sáng nghiệp vườn sồi, tới khu nghỉ ngơi nói chuyện. Nếu thực sự muốn khởi động hạng mục nhà máy tinh viên này, không có khoảng 200 kỹ sư thành thạo là không đủ dùng. Liễu Chí Thành ngồi xuống, chân thành nói. Trương Khắc gật đầu, không có đội ngũ kỹ thuật hoàn chỉnh, không có nhân vật hạch tâm như Liễu Chí Thành chủ trì, đương nhiên sẽ không lỗ mãng lập hạng mục nhà máy tinh viên được, nhưng miệng y không nói như vậy. Có vài việc luôn cần có người làm, đối với tài phủ tôi rất đạm bạc, có dễ thì mất cũng nhanh, chỉ không cam tâm thị trường trong nước là chỗ để cho doanh nghiệp nước ngoài vơ vét kiếm lời. Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành nghe xong có chút động lòng. Vì xúc tiến tín nhiệm hai bên, gần 10 ngày qua hai người bọn họ cũng đại khái tìm hiểu quá trình quật khởi của Cẩm Hồ, rõ ràng Cẩm Hồ mang dấu ấn tính cách rõ ràng của Trương Khắc. Cho nên những lời của Trương Khắc, hai người bọn họ tin tưởng. Sau 5 ngày tham quan nghiệp vụ, mặc dù Liễu Chí Thành chưa hạ quyết tâm, nhưng đồng ý cùng Quách Tùng Duyên đem cổ phần của công ty khoa kỹ kia chuyển tới công ty do Trương Khắc đăng ký ở quần đảo Cayman, đồng thời để Trương Khắc đầu tư một phần tài chính để duy trì công tác chủ bị tiền kỳ của hạng mục này. Cho dù Liễu Chí Thành không còn mang nhiều hy vọng lắm vào hạng mục này, ít nhất vì bản thân, vì để lại đường lui cho những kỹ sư kia, ông không lập tức rút khỏi nó được. Chuyện chưa có tiến triển thực tế, nhưng chính phủ kiến nghiệp không hề lơi lỏng, mà lại càng trở nên hứng thú hơn. La Quân thậm chí còn tìm Trương Khắc hỏi Cẩm Hồ có thể một mình gánh vác trọng trách này hay không, Trương Khắc trả lời rõ ràng, không có Liễu Chí Thành và những kỹ sư kia thì cho dù có được kỹ thuật chế tạo tinh viên hạng 2 từ Ti hoặc Singapore thì tối đa chỉ làm ra được nhà máy trình độ hạng 3, hơn nữa không gian tiến triển trong tương lai vô cùng hữu hạn. La Quân biết Trương Khắc có cả dũng khí từ chối cả Lý Viễn Hồ, nên không cưỡng ép, chỉ lần nữa tỏ rõ lập trường của thành ủy, chỉ cần có một phần khả năng, chính phủ thành ủy kiến nghiệp sẽ nỗ lực 100 phần để tranh thủ. Không chỉ phía kiến nghiệp tỏ rõ lập trường kiên định, tin tức từ chỗ Diệp Chăn Dân phản hồi lại, TW cũng vô cùng tha thiết với hạng mục này, chẳng qua hạng mục còn chưa đâu vào đâu nên không tiện ra mặt ủng hộ. Trung tuần tháng 9 Diệp Chăn Dân sẽ cùng đại biểu phía Hong Kong tới Singapore, cùng chính phủ Singapore thương lượng chuyện hợp tác chống lại tác động của cơn bão tài chính. Phó Thủ tướng Triều Tể Đông đã đồng ý cho Cẩm Hồ và thành phố kiến nghiệp phái nhân viên công tác đi cùng, thăm dò thái độ của phía chính phủ Singapore với việc chuyển hạng mục nhà máy tiên viên vào nội địa. Trong tháng 9, Cẩm Hồ sẽ liên tục tung ra các sản phẩm mới như điện thoại di động, từ điển điện tử, Tô Tân Đông phải ở tổng bộ tọa trấn. Tiêu Tấn Thành phụ trách chuẩn bị mạng lưới tiêu thụ ở nước ngoài, để cuối năm thuận lợi đưa ra máy MP3, còn phụ trách công tác tuyển mộ nhân viên. Thành Hán Trương chủ trì công tác trụ sở thực nghiệp ISS, phải tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật sản phẩm tốt nhất, cũng phải suy xét tới nên chuyển một phần công tác không trọng yếu lắm nào vào trong nước hay không, còn phải bí mật chủ bị một tiểu tổ nghiên cứu phát triển chip cơ sở. Trừ nắm toàn cục ra, công tác chủ yếu của vườn sồi đặt lên vai Trần Tín Sinh. Chuyện bên Hong Kong có Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức giúp Tương Vi làm quen với công việc mới, còn quỹ đầu tư có Nick Leeson là không phải lo lắng gì. Trương Khắc cảm thấy mình thật may mắn khi có trong tay một đội ngũ tinh nhuệ như thế, xem ra y có thể yên tâm thời gian dài trốn ở trong trường, tĩnh tâm lại vạch kế hoạch chi tiết hơn cho đế chế mà y gây dựng rồi. Chương 591, chó rớt xuống nước. Ngày 4 tháng 9, khi Trương Khắc về tới Hải Châu thì gặp đúng một trận mưa như chút, mưa đổ xuống ào ào như bầu trời bị xé toạc một chỗ ngay ở Hải Châu, rời đường cao tốc mưa càng lúc càng lớn, phía trước chỉ nhìn thấy một màn mưa trắng xóa, Phó Tuấn phải giảm tốc độ lại. Chiếc Toyota Crown của Triệu Cẩm Vinh đi qua phía trước, Phó Tuấn nhắc Trương Khắc một tiếng. Triệu Cẩm Vinh có một trang viên tư nhân ở gần đây. Trương Khắc khoanh tay trước ngực chẳng buồn để ý, hai ngày trước y được Hứa Thụy Binh cho biết tập đoàn Tân Thành ở Tân Gia Pha đề xuất yêu cầu rút đầu tư khỏi Cẩm Thành. Khi Cẩm Thành khai phát Tây Sa Điền, tập đoàn Tân Thành trái phiếu công ty ngắn hạn đầu tư vào 300 triệu, đại khái khi đó Triệu Cẩm Vinh không ngờ chuyện khai phát tới giờ vẫn chưa xong. Tới đường Tân Đình, thế mưa giảm hẳn, bầu trời đột nhiên bừng sáng.
Triệu Cẩm Vinh có lẽ nhìn thấy xe của Trương Khác, giảm tốc độ đợi. Dù vẫn có giọt mưa lớn lục đục rơi, song thế mưa nhỏ đi rất nhiều, Triệu Cẩm Vinh thò đầu ra khỏi xe, nước mưa chảy từ trán xuống, trông có chút khốn đốn. Dẫu thế nào thì ông ta cũng được coi là một kiêu hùng ở Hải Châu, đành người không đánh vào mặt, Trương Khác bảo Phó Tuấn đỗ xe bên đường xem ông ta muốn nói gì. Tạ gia muốn tới Hải Châu cắt lúa mạch rồi. Triệu Cẩm Vinh nhìn thanh niên còn ít tuổi hơn con mình, người có thể dậm chân làm Hải Châu rung chuyển, tức thì trong lòng trào dâng rất nhiều tình cảm phức tạp. Tạ gia muốn tới Hải Châu cắt lúa mạch rồi. Nhìn đôi mắt lạnh nhạt của Trương Khác, nhất thời không biết nói gì, đành lặp lại lần nữa, tin rằng y có thể hiểu hàm nghĩa trong câu đó. Vậy thì sao? Trương Khác hỏi lại. Triệu Cẩm Vinh cứng họng, ông ta không còn là kiêu hùng của Hải Châu nữa, lòng hiểu rõ, người duy nhất có thể cứu Cẩm Hồ là thanh niên này, gian nan nói. Chẳng lẽ Cẩm Hồ không muốn triển để đánh gục Khoa Vương sao? Thế thì liên quan gì tới Tạ gia đến Hải Châu cắt lúa mạch? Tạ gia còn có thể giữ quan hệ hợp tác với Cát gia ở Khoa Vương chính là vì muốn liên hợp với Cát gia tới Hải Châu cắt lúa mạch, bọn chúng còn kéo theo địa ốc Tinh Điển của Kiến Nghiệp, theo tôi biết Cẩm Hồ cướp công trình cải tạo ngõ học phủ trong tay Tinh Điển. Khác thiếu gia không nhìn ra mối liên hệ trong này sao? Trương Khác nhớ tới nữ nhân xinh đẹp nhưng độc ác như rắn rết kia, Tạ gia đúng là lắm thủ đoạn, chẳng những không bỏ thị trường Đông Nam Á, còn xúi được cha con Cát Minh Tín tham gia vào sản nghiệp địa ốc trong nước. Nhãn quang của Cát Minh Tín cũng không tệ, đây đúng là lựa chọn chính xác, thị trường với 1.3 tỷ dân trong nước cùng nền kinh tế còn phát triển cao tốc, là khu vực trọng tâm chuyển rời sản nghiệp tư bản tương lai, tới sớm đương nhiên có ưu thế lớn. Nghe ngữ khí của Triệu Cẩm Vinh thì lần này Tạ gia gạt bỏ tập đoàn Đại Nhã rồi. Có lẽ có chút liên hệ. Trương Khác hơi cau mày lại, bình đạm nói. Nhưng tôi vẫn không nhìn ra lời của ông có dụng ý gì. Cho tôi nửa năm là đủ rồi, sản nghiệp Tây Sa Điền có thể biến thành 1 tỷ, 2 tỷ tài phú thực sự. Môi Trương Khác hơi nhúc nhích, nhưng không nói gì. Cẩm Hồ chỉ cần cho tôi vay 300 triệu. Tôi có thể nhường ra 20% cổ phần Cẩm Thành, thậm chí nhiều hơn nữa. Điều kiện này chắc ông cũng đàm phán với Tạ gia rồi hả? Điều kiện Triệu Cẩm Vinh đưa ra chẳng hề làm Trương Khác động lòng. Triệu Cẩm Vinh nhìn không ra trong lòng Trương Khác nghĩ gì, ông ta đưa ra cái giá lớn nhất có thể. Đương nhiên nếu Cẩm Hồ có ý nhập cổ phần, tôi có thể suy tính nhường ra quyền khống chế cổ phần. Trương Khác vừa muốn xem bọn chúng chó cắn chó lại muốn nhìn Tạ gia đánh chết Triệu Cẩm Vinh, để ông ta vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi không hứng thú với địa ốc, ông nhìn thế kỷ Cẩm Hồ ấy, tôi có cổ phần trong đó không? Triệu Cẩm Vinh mắt trống rỗng. Còn có chuyện gì khác nữa không? Cậu muốn thấy Tạ gia tiểu nhân đắc chí, muốn thấy Khoa Vương dựa vào hút máu Cẩm Thành để sống tiếp sao? Triệu Cẩm Vinh áp giọng rít lên. Ông nói xem tôi có bận tâm tới mấy trò của Khoa Vương không? Trương Khác mỉm cười, phất tay bảo Phó Tuấn lái xe rời đi. Nhìn khuôn mặt điển trai lãnh đạm dần dần bị kính kéo lên che đi, trong lòng Triệu Cẩm Vinh chỉ còn lại sự thê lương, lúc này mới hiểu ra, y hoàn toàn chẳng để Khoa Vương vào trong mắt, Khoa Vương sống cũng được, chết cũng được, y chẳng hề quan tâm. Triệu Ti Minh ngồi ở ghế phụ lái từ đầu tới cuối không lên tiếng. Đến khi xe của Trương Khác biến mất khỏi tầm mắt mới quay lại gọi. 3. Triệu Cẩm Vinh tỉnh lại, thẫn thờ bảo lái xe rời đi. Xe đi tới thẳng tới bãi đỗ xe sau tòa nhà Phủ Thiên, lúc này mưa đã dừng, trước đó Trương Khác đi một vòng quanh Tây Sa Điền, đúng như Triệu Cẩm Vinh nói, cho ông ta thêm nửa năm là đủ. Nếu chẳng phải Cẩm Thành bị Khoa Vương làm trì hoãn nửa năm, nói không chừng thực sự Triệu Cẩm Vinh vượt qua được kiếp nạn này. Trương Khác xuống xe, vừa vặn thấy Trần Tĩnh từ tòa nhà Phủ Thiên đi xuống, Tạ Tử Gia cũng ở bên cạnh, trông thần sắc Trần Tĩnh có chút mệt mỏi, Trương Khác gật đầu chào rồi tới bát Cẩm chân. Khoa Vương tiếp tục duy trì thị trường ở Đông Nam Á là hợp lý, nếu không đầu tư trước đó thành con số không hết. Nhưng lợi ích giữa Khoa Vương và công ty hải ngoại không nhất trí, như Đại Nhã đã rút cổ phần khỏi công ty hải ngoại, không cần thiết phải vì công ty hải ngoại chia sẻ tốt thất tỷ giá, khi cơn bão tài chính sẽ còn tiếp diễn. Tạ gia thì phải gánh tổn thất tỷ gia, cho nên bọn chúng mới tính cùng cắt ra hút máu của Triệu Cẩm Vinh bù vào đó, gạt bỏ Đại Nhã qua một bên,
thậm chí dựa theo tác phong nhà họ Tạ thì Trương Khắc còn lờ mờ phát thảo ra một kế hoạch hút máu đại nhã của Khoa Vương, chẳng biết có phải đầu óc mình quá u tối không, Trương Khắc thầm thở dài cho Trần Tĩnh, đó thực sự là cô gái rất tốt. Trương Khắc và Phó Tuấn đi được vài bước, thấy Trần Tĩnh từ sau đi theo, dừng lại chỉ Bát Cẩm Chân, ý hỏi có phải bọn họ cũng tới đó dùng cơm không? Trần Tĩnh gật đầu, lần gặp nhau trước đó là ở sân bay Hong Kong, đã hơn nửa tháng rồi, không biết thời gian qua Trương Khắc bận cái gì, đi tới mỉm cười nói. Tôi nhìn thấy máy di động mẫu của Ái Đạt rồi, rất đẹp đó, thực sự phải đợi tới sau 20 tháng 9 mới bán sao. Tôi định mua một cái làm quà khai giảng cho Tử Gia. Hình như vậy. Trương Khắc mỉm cười. Cụ thể phải xem tiến độ phía sản xuất, nếu có sự cố có khi phải trì hoãn, nếu cô vội có để làm quà, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem còn hàng dư không. Trần Tĩnh cảm ơn, cùng đi vào Bát Cẩm Chân, Tạ Tử Gia cắn chặt răng không nói, Trương Khắc không nhìn cô lấy một cái, cảm giác hoàn toàn bị ngó lơ không dễ chịu chút nào. Vào Bát Cẩm Chân tách khỏi nhóm Trần Tĩnh, Trương Khắc đi về phía Đường Thanh. Đường Thanh, Trần Phi Dung còn có cả Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Lý Quý, Tiêu Xuân Minh, Hứa Nhược Hồng, bọn họ đã đợi ở đây rất lâu rồi, Trương Khắc gặp mưa lớn trên đường chậm mất một tiếng. Trừ Đường Thanh và Thịnh Hạ ra thì tất cả đều học ở Đông Hải, trong kỳ nghỉ phải tranh thủ thời gian liên hệ tình cảm. Ngày 28 tháng 8 Đỗ Phi từ Hong Kong về là về thẳng Hải Châu chứ không qua Kiến Nghiệp, mấy ngày qua lêu lổng với đám Lý Quý và Tiêu Xuân Minh, hắn vào được Đại học Đông Hải, theo tập quán, sẽ tổ chức tiệc rượu, nhìn mắt hắn thì chắc mấy ngày về Hải Châu uống không ít. Đợi hết Hong Kong tới 10 tháng 9 mới báo danh, Đường Thanh không nỡ xa nhà, vốn định đợi tới ngày cuối cùng mới đi. Có điều đám Thịnh Hạ ngày 8 tháng 9 khải giảng rồi, cô muộn lắm cũng không thể tới Hong Kong sau ngày mùng 8. Chương 592, không phải là uy hiếp. Trương Khắc vỗ vai Tiêu Xuân Minh, chỉ Tạ Tử Gia nói. Nghe nói cô ấy cùng khoa với mày, tới chào một tiếng đi, tránh sau này bị người ta bắt nạt. Tiêu Xuân Minh mặc dù trước mặt người quen thì nói rất nhiều, song vẫn là thiếu niên ngại ngùng, nào có dũng khí tới chào hỏi Tạ Tử Gia. Trần Tĩnh, tự Tử Gia ăn xong là đi luôn. Đỗ Phi, Lý Quý, Tiêu Xuân Minh vừa đỗ vào được đại học khó tránh khỏi phấn khích, 3 năm cao trung nhịn lắm rồi, phải buông thả một chút, Trương Khắc cũng rảnh rỗi cùng bọn họ ngồi uống rượu, bảo Phó Tuấn về trước. Thời gian qua Phó Tuấn theo mình đi lang thang suốt, Trương Khắc sợ hai nha đầu Tích Xung Tích Vũ nhớ, bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, mai Mã Hải Long cùng bọn họ đi kiến nghiệp là được. Sinh viên mới thời gian báo danh muộn, còn sinh viên cũ phải khai giảng rồi mới phải, Trương Khắc hỏi Trần Phi Dung. Sao giờ này mà bạn còn ở nhà? Hôm kia đi báo danh rồi, đem đồ chuyển tới túc xá ở trường cũ rồi theo ba mình về, nế không cuối tuần ở trường làm cái gì? Trần Phi Dung mỉm cười đáp. Hôm nay là cuối tuần à? Trương Khắc hỏi xong liền thấy hổ thẹn, y ra việc cho người khác chưa bao giờ nghĩ có phải là cuối tuần không, đám Trần Tín Sinh. Tô Tân Đông cũng ngại không nói với y, Trương Khắc lại cười tự chào. May mà tôi chưa quên chuyện báo danh. Trần Phi Dung còn chưa quen với trường cũ, nên chuyển túc xá xong cùng cha về nghỉ cuối tuần, định ngày mai cùng Trương Khắc, Đường Thanh tới trường. Đợi tới khi hai tên Lý Quý, Tiêu Xuân Minh không còn uống nổi nữa, Trương Khắc thấy Đỗ Phi cũng mặt đỏ gay rồi, liền ném chìa khóa cho Thịnh Hạ đưa cả đám về. Nửa ngõ Đan Tỉnh đã quay lại tiến hành tu sửa. Dự tính đến cuối năm vẫn chưa hoàn thành được, có điều mấy cửa hàng đầu ngõ vẫn tiếp tục kinh doanh bình thường. Đỗ Phi và Thịnh Hạ đưa người đi, Trương Khắc tháp tùng hai cô gái tới quán ba đằng sau, chơi ném xúc sắc, ai thua phải uống một ngụm bia, mặc dù Đường Thanh và Trần Phi Dung đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng Tích Tiểu Thành đại, và lại trước đó cũng uống không ít ở Bát Cẩm Chân rồi, nên hai cô gái má đỏ như máu, mắt long lanh như sắp nhỏ nước ra, kiều diễm vô cùng. Trương Khắc thích nhất là nhìn dáng vẻ các cô gái lúc hơi say, đang chơi tưng bừng cùng hai cô gái thì Trần Tĩnh thò nửa người vào. Trần Tĩnh nhìn thấy Trương Khắc có hơi ngần ngừ, bị Tạ Tử Gia đẩy vào, Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm theo ở đằng sau. Tầm nhìn của Tạ Chiêm bị Trần Tĩnh che khuất, không nhìn thấy Trương Khắc, hắn hùng hổ nói với Tạ Kiếm Nam. Chúng ta vì sao phải tránh cái thằng nhãi chưa mọc đủ lông đó? Nhớ lại cái nụ cười của nó là tôi nổi điên. Để tôi nhìn thấy lần nửa thế nào cũng cho nó một cái tát vỡ mặt. Trương Khắc ngẩng đầu lên, người hơi nhích sang một chút để Tạ Chiêm nhìn thấy mình, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói.
không may lại để anh nhìn thấy rồi. Miệng nói sướng xong có muốn sướng tay luôn không? Mặt Tạ Chiêm đang hùng hổ thành cứng đờ, quay mặt đi, coi như chưa từng nói câu vừa rồi. Trần Tĩnh xấu hổ lắm, cái miệng của Tạ Chiêm đúng là biết đắc tội với người khác, nhưng cô phản cũng nhanh, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, ngón tay múa trên không khí như đánh đàn, cười ngọt ngào coi như chào hỏi. Mọi người cũng ở đây à? Ở khách sạn bán đảo cô đã gặp Đường Thanh, lại thường ăn cơm ở Bát Cẩm Chân nên cũng không lạ gì Trần Phi Dung, hỏi Trương Khác. Bạn học khác của anh đâu? Trương Khác thu ánh mắt từ mặt Tạ Chiêm về, mỉm cười với Trần Tĩnh. À, có hai người uống say, Đỗ Phi đưa bọn họ về rồi. Trương Khác nhìn quanh, quán ba chỉ còn mỗi cái bàn cạnh bọn họ, Tạ Kiếm Nam và Tạ Chiêm mặt rất thiếu tự nhiên ngồi xuống, lúc này mới để ý tới trong tay Trần Tĩnh có một cái kẹp tài liệu, chắc là bọn họ tới quán ba bàn việc. Đỗ Phi và Thịnh Hạ đưa bạn về xong lúc này đẩy cửa đi vào. Trên bàn có giấy và bút chì, đó là quán ba chuẩn bị cho những người độc thân chuyển tin cho nhau, Trương Khác không muốn Trần Tĩnh kẹp giữa khó xử, viết một tờ giấy, đứng dậy nói với Trần Tĩnh. Thong thả uống nhé, chúng tôi đi trước đây. Rồi ném tờ giấy trước mặt Tạ Chiêm, bất chấp sự kinh ngạc của bọn họ, tới quầy ba trả tiền, cùng hai cô gái rời đi. Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm tới quán ba để bàn việc. Cho dù không có cái miệng thối của Tạ Chiêm nói ra câu kia thì ngồi cạnh Trương Khác, đừng nói là bàn việc, cho dù có uống rượu cũng chẳng vào được, đợi Trương Khác đi rồi cả hai tên mới như bỏ đi được tảng đá đè trên ngực. Trần Tĩnh nhìn Tạ Chiêm, không biết tờ giấy Trương Khác để lại có nội dung gì, đại khái không có gì hay ho. Cái gì chứ? Tạ Chiêm đập tờ giấy xuống bàn. Thằng đó dám uy hiếp tôi. Trần Tĩnh ngẹo đầu đọc nhẩm trong lòng. Đừng có để cái mồm của mày liên lụy người khác. Tạ Tử Gia chẳng tốt như thế, đọc ra miệng. Chứ viết rất đẹp. Rồi cau mày nhìn Tạ Chiêm. Câu nói kia của anh rất tùy tiện đấy. Tạ Chiêm không được an ủi thì chớ, lại bị Tạ Tử Gia chọc thêm cho một câu, hắn không đủ can đảm đấu khẩu với ma đầu này, quay sang hỏi Trần Tĩnh. Cô và thằng đó trông có vẻ rất thân nhau. Trần Tĩnh nghe câu này có chút thiếu tự nhiên, không nói gì cả. Tạ Tử Gia nhướng mày lên châm chọc. Chẳng lẽ anh thì không biết người ta, chẳng qua ngay tư cách chào người ta cũng không có. Tạ Tử Gia bảo vệ Trần Tĩnh, Tạ Chiêm cười hăng hắc liếc nhìn Tạ Kiếm Nam, thấy mặt hắn âm trầm, vội gọi phục vụ tới làng đi. Tạ Kiếm Nam cầm tờ giấy lên xem, vo viên vào gạt tàn, làm ra vẻ phong độ nói. Đừng coi là thật, nhưng anh ăn nói chú ý một chút. Đứng dậy cầm lấy tài liệu đặt sau lưng Trần Tĩnh. Đó là con số kinh doanh tháng trướng, mày nhíu lại, không biết là vì lời của Tạ Chiêm hay là vì con số kinh doanh tồi tệ. Em mệt rồi, chuyện công việc mai về công ty hãng nói. Trần Tĩnh không còn tâm tình nào nói chuyện công việc nữa, đứng dậy bỏ đi, Tạ Tử Gia trừng mắt với Tạ Chiêm một cái rồi đi theo. Tạ Chiêm vẫn còn nghi hoặc hỏi. Tôi làm gì đâu chứ? Anh không khâu cái miệng của anh vào được à? Tạ Kiếm Nam cũng rất tức giận chuyện đột nhiên thành cái này, không thể để Trần Tĩnh giận mà bỏ đi được, đứng dậy muốn đuổi theo, thấy Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia đứng trên bậc thềm, tầm nhìn bị Trần Tĩnh che mất, nhưng nghe thấy tiếng Trương Khác. Hạ giá toàn diện hàng cung cấp cho Tân Nguyên xuống. Tim hắn đập thịch, một cái, thấy Trương Khác đang xoay lưng lại phía mình gọi điện thoại. Trương Khác cảm thấy phía sau có người, quay lại nhìn, có vẻ không để ý vừa rồi gọi điện bị người ta nghe thấy. Giang tay ra cười với Trần Tĩnh. Tôi đúng là không ưa gì Tạ Chiêm cả. Nói xong đi về phía Đường Thanh. Ồ, vậy không phải là anh ta chỉ uy hiếp Xuân thôi đâu. Tạ Tử Gia huých vai Trần Tĩnh một cái. Anh ta tựa hồ rất là nhỏ nhen nhỉ. Tạ Tử Gia nói rất thoải mái, nhưng Tạ Kiếm Nam như có đá đè lên người, Trương Khác chắc chắn gọi điện cho ai đó ở Ái Đạt, phát hiệu lệnh giảm giá cung cấp hàng cho Tân Nguyên, là Tô Tân Đông Trăng. Tiếp tục duy trì thị trường Đông Nam Á, Khoa Vương phải chia sẻ tổn thất với công ty hải ngoại, Cát Ấm Quân cuối cùng kiên trì giới hạn kinh doanh không lợi nhuận, thế là phía bên Khoa Vương phải gánh đại bộ phận tỷ giá sụt giảm, giá hàng ở Đông Nam Á đã thấp hơn giá thành sản xuất rồi, mà nguy cơ tài chính còn tiếp tục, tỷ giá còn tụt xuống. Mặc dù đã quyết định lấy chỗ khác bù đắp vào, nhưng Khoa Vương thua lỗ lớn, Tạ Kiếm Nam không thoát khỏi cảm giác thất bại, lựa chọn dành cho hắn không nhiều, phải mở rộng thị trường trong nước. Hạ chi phí sản xuất, cùng sản xuất sản phẩm điện tử khác, dàn mỏng chi phí vận hành thị trường.
Chương 593, tá đao sát nhân. Chi phí kinh doanh của Khoa Vương năm nay cực lớn, chỉ riêng quảng cáo DTHTW đã mất 350 triệu rồi. Trong kẹp tài liệu kia Tạ Kiếm Nam viết bốn chữ, thị trường, chi phí, định tới quán ba bàn chuyện này, đâu ngờ cục diện lại như thế. Tạ Kiếm Nam trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cố dằn lòng nói với Trần Tĩnh. Ngồi một lúc hắng đi. Trần Tĩnh biết giờ không phải là lúc cãi nhau, kéo Tạ Tử ra quay vào. Tạ Chiêm thấy bọn họ quay lại, cũng không dám nói gì làm người ta ghét, tự giải thích. Câu vừa rồi của anh không phải nhắm vào em muốn uống gì anh gọi cho, bữa này coi như anh mời. Thấy Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh sắc mặt âm trầm, ngay cả Tạ Tử ra cũng trở nên nghiêm túc, hỏi. Sao thế, xảy ra chuyện gì? Cẩm Hồ đồng loạt giảm giá cung cấp hàng cho Tân Nguyên, cái thằng nhãi chưa mọc đủ lông trong miệng anh vừa đứng ngoài gọi điện. Tạ Kiếm Nam chẳng còn hơi sức đâu mà giận Tạ Chiêm nữa. Tân Nguyên hiện nhắm thẳng vào Khoa Vương, những linh kiện quan trọng như chip giải mã, chip điều khiển chiếm 6 phần chi phí sản xuất do Cẩm Hồ cung cấp cho Tân Nguyên. Tạ Kiếm Nam lúc này đã không ảo tưởng cạnh tranh chính diện với Ái Đạt vì duy trì hình tượng, cho nên sẽ không trực tiếp làm gì Khoa Vương, nhưng Tân Nguyên thì khác. Điện khí Tân Nguyên năm ngoái còn là mấy nhà máy lắp ráp phân tán, chẳng hình thành sức uy hiếp với Khoa Vương. Nhưng Cẩm Hồ lấy ra hạn ngạch thử nghiệm siêu cấp VCD, mấy nhà máy đó hợp lại với nhau, lại được hỗ trợ từ Cẩm Hồ nên trưởng thành nhanh chóng. Hiện Tạ Kiếm Nam phải đề phòng áp lực tới từ Tân Nguyên rồi. Mặc dù không biết Trương Khắc hạ giá tới mức nào, nhưng tuyệt đối không phải tin tức hay ho gì. Tờ giấy bị Tạ Kiếm Nam vo lại ném trong gạt tàn bị Tạ Tử Gia vô tâm lấy ra, giải trên bàn, đưa cho Tạ Chiêm. Đấy, xem đi, người ta tức rồi đấy. Tạ Chiêm mặt tối lại, không biết đối đáp thế nào, hắn đâu thể chỉ trích Trương Khắc tức giận trẻ con, quan trọng là người có thích trẻ con cũng là vì người ta có tư cách, chẳng ai có thể phủ nhận sức mạnh của Trương Khắc lúc này có thể thao túng sống chết của Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam phát hiện quay trở lại đây căn bản cũng chẳng làm được gì. Dưới sắc ép của Ái Đạt, các doanh nghiệp đầu đĩa không dám chủ động khơi lên cuộc chiến giá cả, đó là thanh gươm hai lưỡi, ai cũng biết mang giá ra đấu. Cuối cùng cũng chỉ chắp tay nhường thị trường cho Ái Đạt mà thôi. Tạ Kiếm Nam tin Ái Đạt sẽ không chủ động phát động cuộc chiến này, nhưng Tân Nguyên thì sao? Được Cẩm Hồ hạ giá cung cấp hàng, Tân Nguyên có nhiều không gian hơn để hạ giá tranh đoạt thị trường, điều này sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, hậu quả cũng dễ dàng tưởng tượng ra. Ngồi lì ở quán ba một lúc, Tạ Kiếm Nam không cả đụng tới Lý Diệu trước mặt. Thôi, ngồi đây cũng chẳng được gì, mọi người về cả đi. Tạ Kiếm Nam chẳng hề định đưa Tạ Chiêm về nhà, hắn vào xe, đi ra Tiền Nhai rồi gọi điện cho Tạ Hán Tĩnh, kể chuyện vừa rồi. Trương Khắc đâu phải là người giận dỗi trẻ con như thế. Thực ra hắn cũng không chắc suy nghĩ của đối thủ trẻ hơn mình rất nhiều này. Không có gì không thể. Tạ Hán Tĩnh giọng rất nặng nề. Nếu y giận rồi, lại nhắm vào Tạ Chiêm, vậy phải cho y cái thang để xuống, đừng vì chuyện này mà làm hỏng chuyện khác. Cháu tưởng chuyện của Cẩm Thành che mắt được y sao? Vậy phải xử lý thế nào? Tạ Kiếm Nam giả vờ chậm hiểu hỏi, hắn nghe ra ý của Tạ Hán Tĩnh là đá đít Tạ Chiêm, dù sao câu nói của Trương Khắc là hoàn toàn nhắm vào Tạ Chiêm. Mặc dù không hiểu vì sao Cẩm Hồ không động lòng với Cẩm Thành, nhưng Cẩm Hồ không có hành động gì, đặc biệt cả Đường Học Khiêm cũng phụ họa ý kiến của Chu Phú Minh, Tô Giật Quần, như thế nói rõ khả năng không có mấy hứng thú với Cẩm Thành. Từ trước tới nay Cẩm Hồ luôn tỏ ra rất kiềm chế, từ hạng mục trung tâm ẩm thực là nhìn ra được phần nào, Tạ Kiếm Nam cũng biết điều ấy, có lẽ Cẩm Hồ không thèm đồng mưu với Triệu Cẩm Vinh, nhưng không hứng thú không có nghĩa là bị chọc giận sẽ không nhảy vào phá đám. Cháu thấy khó xử thì để chú nói với Tạ Chiêm, nếu như nó ở lại đó không còn tác dụng gì thì để về Tân Thái nghỉ ngơi một thời gian. Tạ Hán Tĩnh im lặng một lúc rồi nói thêm. Cứ thế đi, chú sẽ gọi điện cho nó. Tạ Chiêm về chỗ ở, đang tức tối vì tờ giấy kia thì nhận được cú điện thoại của Tạ Hán Tĩnh, lòng lạnh quá nửa, ngay cả tức giận cũng không nổi nữa, không nghĩ tới uy thế của Tạ Hán Tĩnh áp trong lòng hắn bao năm, chất vấn. Vì sao lại thế? Chẳng vì sao cả. Giọng Tạ Hán Tĩnh rất lãnh đạm. Thời gian qua cháu vất vả rồi, về Tân Thái nghỉ ngơi đi. Được, các người quyết định như thế rồi, tôi còn cách gì nữa? Tạ Chiêm cười lạnh,
hắn đã hiểu ra Trương Khác không phải giận dỗi Trẻ Cần mà là muốn tá đao sát nhân, nhưng hắn không ngờ thanh đao đó lại khiến Tạ Hán Tĩnh không chút do dự nhận lấy đâm vào hắn, hắn mới tạm biệt Tạ Kiếm Nam chưa tới 20 phút. Tôi rút hoàn toàn cổ phần khỏi Khoa Vương, thế đã được chưa? Nói kiểu gì thế? Tạ Hán Tĩnh giọng không hề có chút sắc thái tình cảm nào, một câu an ủi cũng không có. Khoa Vương còn thiếu DTHTW 200 triệu, lấy cái gì ra mà chia, hiện Khoa Vương chưa có lợi nhuận, đợi có rồi tất nhiên không thiếu phần của cháu. Tạ Chiêm chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, hắn không ngờ chuyện thành ra như thế, chẳng còn tâm tình nào nghe những lời an ủi lạnh băng của Tạ Hán Tĩnh, căm tức ném di động vào tường, chiếc điện thoại vỡ tan tành, Tạ Chiêm hai tay ôm lấy đầu ngồi xuống ghế, hắn cũng biết Tạ Hán Tĩnh luôn bất mãn với mình. Tên đó vì sao nhắm vào Tạ Chiêm? Tạ Tử Gia nằm úp trên ghế sofa, tay chống cằm nhìn Trần Tĩnh dùng khăn lau khô tóc, cong môi lên thắc mắc. Hừ, không phải em nói anh ta giận dỗi Trẻ Con à? Mọi người coi tên đó như thần thánh, em chỉ có thể giả định vậy thôi. Tạ Tử Gia cong chân lên, hai bàn chân nhỏ trắng trẻo nghịch ngợm đá nhau. Tên đó gọi điện ở ngoài quán ba nói không chừng là cho chúng ta xem thấy. Anh ta làm sao tiên tri được lúc nào chúng ta đi ra? Trần Tĩnh cười ngồi xuống, muốn kéo Tạ Tử Gia dậy tắm rửa. Nói chung dù cách này hay cách khác tên đó sẽ có cách để cho chúng ta biết đó là phản ứng của y, nên hành động của y chắc chắn là cố ý. Tạ Tử Gia mượn đà ngồi dậy, ôm lấy eo Trần Tĩnh tay đưa lên sờ ngực Trần Tĩnh, tì cầm lên vai cô, mặt quay sang mũi gần như chạm cả má Trần Tĩnh, nói. Tờ giấy đó mang ý đồ rất rõ ràng, chứ không phải chỉ là giận dỗi đâu. À, em về Hải Châu mấy ngày rồi, sao không đi gặp chị Vãn Tình? Trần Tĩnh quen với động tác thân mật kiểu này của Tạ Tử Gia, nên không để ý mấy, đột nhiên nhớ ra một chuyện hỏi. Em. Tạ Tử Gia chép miệng, cô ta không giải thích, trừng mắt lên hỏi lại. Rốt cuộc là hai bên có ân oán gì với nhau thế? Em chỉ biết trước kia Tạ Chiêm thiếu chút nữa làm cho công ty Hải Dụ phá sản, nhưng kẻ kém cỏi như anh ta, làm phá sản vài công ty có gì lạ. Cô ta dần nhận ra được Trương Khác luôn lờ mình đi là vì xung đột với Tạ Gia, nhưng rốt cuộc là ân oán kiểu gì mà ghét nhau tới mức đó. Chị cũng chỉ nghe đồn thôi, hình như không đơn giản như vậy đâu. Trần Tĩnh định kể một phần ân oán phía sau cho Tạ Tử Gia nghe thì điện thoại đặt trên bàn trang điểm vang lên. Tạ Tử Gia cầm lấy, thấy số của Tạ Kiếm Nam thì làm động tác buồn nôn, nói. Trời ơi còn gọi điện chúc ngủ ngon sao, ghê chết đi. Trần Tĩnh cười nhận lấy điện thoại, đẩy mặt Tạ Tử Gia đang dán sát vào nghe trộm ra, cô cũng hy vọng được như Tạ Tử Gia nói, đôi khi phụ nữ chỉ cần cử chỉ quan tâm nho nhỏ như vậy thôi là cảm thấy đủ rồi, không ngờ Tạ Kiếm Nam nói chuyện Tạ Chiêm rời khỏi Khoa Vương, làm cô không phản ứng lại kịp, cô không thích Tạ Chiêm, nhưng không nghĩ tới đá Tạ Chiêm đi vào lúc này. Trương Khác có làm gì thì cũng là lập trường của đối thủ cạnh tranh, còn bọn họ đá Tạ Chiêm đi là đứng ở lập trường nào? Trần Tĩnh gập điện thoại lại, lòng rất buồn. Chương 594, cách cục. Đưa Đường Thanh, Trần Phi Dung về nhà xong, Trương Khác lái xe về Tân Cẩm Viên. Khi đi qua cảnh cổng thứ hai, Trương Khác nhìn thấy Triệu Ti Minh đứng dưới đèn đường, đi về phía xe của mình, liền dừng xe lại, vẫy tay với bảo vệ đang thò đầu ra, ý bảo với bọn họ bên này không có chuyện gì. Trương Khác gác tay lên cửa sổ xe, hỏi. Có chuyện gì? Cẩm Thành mấy năm qua làm gì để mày nhớ thù như vậy? Thù. Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn trời, tức cười nói. Nếu nói tới nhớ thù, có lẽ là Cẩm Thành nhớ thù mới đúng, con người tôi rất ít khi chịu thua thiệt. Vậy vì sao có món lợi lớn như vậy mà mày không chiếm lấy lại ngồi yên nhìn Cẩm Thành rơi vào tuyệt cảnh? Mày nghĩ như vậy hả? Trương Khác trầm ngâm một lúc nói. Có thể mày cho rằng làm ăn không cần nguyên tắc. Nhưng tao thì khác, làm ăn không phải cứ thấy lợi là lăn vào. So với chút giận lên người khác, không bằng nghĩ lại bản thân, mày nghĩ xem những chuyện Cẩm Thành làm mấy năm qua có đáng để tao đưa tay ra viện trợ không? Ánh mắt y trở nên sắc bén, thong thả nói. Tao nghĩ ba mày đã chuẩn bị tâm lý rồi, hại người khác thì có lúc bị người khác hại thôi, Cẩm Thành một khi không cầm cự nổi, sẽ nhiều kẻ ném đá xuống giếng lắm đấy, mày đừng trách tao khoanh tay ngồi nhìn. Triệu Ti Minh ủ rũ lùi lại, hắn đúng là không có tư cách gì tìm Trương Khác, chỉ là không nói chuyện một lần thì hắn không cam tâm,
nhìn Trương Khác lái xe vào cổng, ai cũng nghĩ y là một tên hoàn khố, đâu biết y giấu mình sâu như vậy. Đèn nhà Tạ Vãn Tình còn sáng, đêm đã khuya, gió hậu vi vu thổi tới, cây cỏ hậu đình đang mùa rực rỡ, Trương Khác đi xuyên qua con đường nhỏ lát đá cuội, dưới ánh đèn mờ thấy Tạ Vãn Tình ngồi trên ghế đá đọc tài liệu, vừa có vẻ dịu dàng duyên dáng, vừa có quyến rũ lả lơi, chiếc váy mỏng bị gió thổi dán sát lên da thịt, lộ hết ra đường cong hoàn mỹ. Chị xem gì mà chăm chú thế? Trương Khác đứng dựa vào cột đèn sắt, chăm chú ngắm nhìn gò má kiều diễm, chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp, bầu ngực đầy đặn của Tạ Vãn Tình. Á, đi gì mà như ăn trộm thế? Tạ Vãn Tình ôm lấy ngực. Sao chị biết em tới ăn trộm? Trương Khác cười hăng hắc, ngồi xuống một tay ôm eo cô, một tay lật tài liệu, phát hiện ra đó là tài liệu trường học quốc tế Hải Dụ. Chỉ đồng sau này sẽ ở trường à? Ừ. Tạ Vãn Tình gật đầu. Nếu em không về, chị cũng sẽ ở trong trường. Bên sông có khu nhà dành cho nhân viên, Tạ Vãn Tình tất nhiên để lại một gian cho mình, cô kiên trì chỉ đồng ở trong túc xá học sinh, ren tính độc lập từ nhỏ. Trương Khác luồn tay vào dưới váy Tạ Vãn Tình, vuốt ve cặp đùi cô, tay lấn dần vào mép trong đùi, mơn trớn quanh vùng tam giác thần bí, miết, nắn làm Tạ Vãn Tình người nhũn ra, phát ra tiếng rên rỉ động tình, cô không phản đối, còn đưa tay tắt đèn trong đình viện đi, dưới ánh trăng trong, tận tình hưởng thụ sung sướng cực hạn của nam nữa. Tạ Vãn Tình mang sức hấp dẫn thiếu nữ thanh xuân không bì kịp, cơ thể đầy đặn, tình dục nóng bỏng, am hiểu tình thú, không hề che giấu khao khát của mình. Mồ hôi tuôn như tắm, Tạ Vãn Tình ngẩng đầu tìm cánh môi Trương Khác hôn say đắm, thở hổn hển nói. Ngồi như thế này là được rồi. Cô luôn muốn ân ái một lần thật thỏa mãn như thế, toàn thân đỏ hồng so nững đợt sóng chiều trào dâng, mắt mê ly nhìn Trương Khác. Đủ để nửa năm không cần nhớ em rồi. Chị chịu lâu như vậy được sao? Trương Khác tay vẫn ma sát giữa hai chân Tạ Vãn Tình, lướt theo làn da mịn màng hơn bất cứ thứ lụa là nào trên thế giới này xuống dưới, nhẹ nhàng bóp bờ mông căng tròn, mồm thì ngoạm lấy một hạt tiểu anh đào, chí e xê lưỡi khéo léo liếm vòng tròn, thi thoảng vừa cắn vừa nhai, làm cô ngứa ngáy, miệng tận tình phát ra tiếng kêu dâm dật, tình dục lại lờ nữa khơi lên, chỉ là cơ thể không chịu nổi nữa, yếu ớt dựa vào lòng Trương Khác, hưởng thụ dư âm sau ân ái. Chị chỉ cần hưởng thụ thời khắc sung sướng là được rồi. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, cảm giác hạ thân dinh dính, xấu hổ đứng dậy nói. Đi tắm đi. Đi đâu? Trương Khác đánh mặt ra mặt hồ long lanh ánh trăng. Đừng, chân tay chị mềm nhũn rồi, chẳng còn chút sức lực nào, xuống nước chìm xuống mất. Tạ Vãn Tình lắc đầu. Trương Khác bế Tạ Vãn Tình lên, đặt cô ngồi ở sàn gỗ kiểu bến tàu sắt hồ. Còn y thì nhảy vào dòng nước mát. Tạ Vãn Tình ngâm đôi chân ngó sen vào nước, nhìn Trương Khác bơi cho ngô, thấy y chúi đầu xuống biến mất, một lúc sau lại trồi lên giữa hai chân mình, Tạ Vãn Tình dùng hai chân kẹp lấy đầu Trương Khác, lòng rào rạt nhu tình, vuốt mái tóc ướt sũng của y, cúi người xuống kỳ cọ cho Trương Khác. Trương Khác hưởng thụ sự phục vụ tận tình của cô, lúc này mới rảnh kể chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Triệu Cẩm Vinh cũng có lúc vẫy đuôi tỏ vẻ đáng thương sao? Tạ Vãn Tình cười, kéo Trương Khác ngồi lên sàn gỗ. Sao không nghĩ tới lúc cưỡng chế phá nhà người ta hung hăng thế nào, gieo gió thì gặt bão thôi. Nếu kẻ xấu đều sẽ gieo gió gặt bão thì thế giới này thanh bình rồi. Trương Khác gối đầu lên tay nằm xuống, nhìn trăng sao trên trời, hôm nay trời vừa mưa lớn, đêm khuya nằm bên cạnh hồ thế này rất thoải mái, quan trọng là được bàn tay nhỏ nhắn hơi lành lạnh của Tạ Vãn Tình kỳ cọ trên người. Trông cô lúc này hoàn toàn giống như một người vợ hiền dịu đang phục vụ chồng. Khoa Vương sẽ có phản ứng gì? Tạ Chiêm chỉ là nhân vật không quan trọng thôi, song không cho hắn một bài học, không thể giúp chị hả giận được. Trương Khác rên hừ hừ như con mèo được vuốt ve, nói. Bọn chúng chắc chắn sợ em phá đám chuyện Cẩm Thành, nhưng em sao làm thế được? Cẩm Hồ mà cứu Cẩm Thành, những người bị Cẩm Thành đốt nhà phé nhà sẽ nhìn vào Cẩm Hồ ra sao? Em không thể để bọn họ chỉ mặt chửi giúp kẻ ác hại người được. Bọn chúng có lẽ biết tâm thái này của em, song không nắm chắc. Bọn chúng thế nào cũng phải nỗ lực duy trì Khoa Vương, thế cũng tốt, em chỉ sợ bọn chúng dứt bỏ, như thế sau này làm sao khiến chúng nhìn mặt em làm việc được. Nói tới đó y cười rất bất lương. Cứ để bọn chúng lúc nào cũng chịu tư vị thất bại đi. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười. Em thật tự tin đấy.
vì cách cục không giống nhau mà trị. Trương Khắc cười tự tin. Bọn chúng chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không đột phá nổi cực hạnh của bản thân thì làm gì nổi. Bọn chúng nhìn thấy món lợi 100 đồng, là chỉ biết tìm đủ mọi cách moi cho được 120 đồng, mà không có khí độ nhường ra 20 đồng để lần sau còn kiếm tiếp, làm chuyện gì cũng không có chữ tín, nghĩ lừa lọc mới là chuyện thường của hoạt động thương nghiệp. Em vào lúc này là mê người nhất đấy. Tạ Vãn Tình vuốt gò má gầy của Trương Khắc, nhìn y ngây ngất, dáng vẻ tự tin của y làm người ta hoàn toàn quên đi khoảng cách tuổi tác, làm cô sinh ra cảm giác có thể dựa dẫm, đó là cảm giác rất tuyệt vời, cảm giác khiến cô bị chinh phục. Thế sao? Trương Khắc kéo Tạ Vãn Tình xuống, mút lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, tay xoa dọc tấm lưng như tơ mềm. Môi lưỡi xoắn vào nhau rất lâu mới tách ra, Trương Khắc ngắm nhìn đôi mắt hồ nước mùa thu của cô đang tỏa sáng say người, cùng cánh môi đỏ bị y hôn tới căng mọng ướt át, mỉm cười đưa cánh tay cho cô gối lên. À phải rồi. Tạ Vãn Tình trở mình chống tay Trương Khắc, cơ thể trần truồng hoàn toàn trình diện trước mắt y, mái tóc đen tuyền rũ xuống, hai con thỏ trắng run run nhẹ phát ra ánh sáng dụ hoặc. Tạ Vãn Tình kiêu hãnh nhìn ánh mắt si dại của Trương Khắc, hỏi. Thực sự sẽ điều chỉnh giá cung cấp hàng cho Tân Nguyên chứ? Em chỉ muốn bọn chúng sau khi đánh giá bản thân quá cao sẽ có chuyện hay ho gì xảy ra thôi, tới giờ chúng vẫn nghĩ em để ý tới Khoa Vương lắm. Trương Khắc cười nhạt. Áp lực thị trường đầu đĩa hiện rất lớn, tiếp tục không điều chỉnh hạ giá, sau khi chìm vào hỗn loạn sẽ càng khó thu thập, không chỉ hạ giá hàng cung cấp cho Tân Nguyên, em còn định thương lượng với bên Ti, C, Q, Philip xem có thể cùng giảm áp lực thế nào cho doanh nghiệp đầu đĩa mới thích hợp. Trương Khắc biết nếu chiến tranh giá cả Cẩm Hồ mất nhiều hơn được, cũng không muốn các doanh nghiệp khác đánh nhau làm thị trường hỗn loạn. Một khi Cẩm Hồ liên hiệp ba phía kia giảm bớt giá hàng, Khoa Vương tất nhiên là hưởng lợi theo, Trương Khắc để Cẩm Hồ đi đầu là muốn xem đám Tạ Kiếm Nam có phản ứng gì, y còn chưa biết Tạ Chiêm lúc này đã bị đá đít. Chương 595, sinh viên mới báo danh. Lật người mình lại, sờ xung quanh không biết Tạ Vãn Tình đi lúc nào, nói chung tỉnh lại không hề cảm giác thấy dấu vết buổi tối Tạ Vãn Tình đã từng ở đây. Hôm ngay ngày 5 tháng 9, là ngày sinh viên mới báo danh, định trì hoãn tới mai mới đi cơ, nhưng Đường Thanh muốn đi cùng Trần Phi Dung trở về phường, nên phải đi sớm một ngày. Tắm qua loa xong Trương Khắc ra ban công xem dáng đỏ côi lệ phía chân trời, Đường Thanh đi chiếc xe đạp màu vàng nhạt vào, bấm mật mã mở cửa sân, khóa xe đạp vào cây bên cạnh, ngẩng đầu thấy Trương Khắc chỉ buộc cái khăn tắm, thân trên để trần, chống tay rất uy phong, cô nàng dứ nắm đấm dọa dẫm. Đường Thanh chạy sầm sầm trên cầu thang, đợi đúng lúc cô mở cửa ra đúng lúc Trương Khắc kéo khăn tắm sang hai bên, còn thét lên. Á, lộ hàng rồi. Nhưng Đường Thanh thì không thét, tung chân tới, cô nàng còn ở khá xa, dép bay đi trước, chúng luôn hạ bộ Trương Khắc. Á. Trương Khắc đau đớn ôm bụng dưới, Đường Thanh hoảng hốt chạy tới hỏi y có làm sao không, Trương Khắc tóm lấy tay cô nàng ấn tới nói. Xoa một cái là không sao. Đường Thanh không đề phòng bị Trương Khắc kéo tới, đụng phải chỗ đó hoảng sợ xấu hổ rụt tay lại, Trương Khắc cười đắc ý, hậu quả một giây sung sướng là bị Đường Thanh vừa đấm vừa đá cho một trận nhớ đời. Tạ Vãn Tình chuẩn bị bữa sáng mang sang, ăn xong Trương Khắc ở nhà nhớ hai cô gái thu dọn đồ, tiếp đó Cố Kiến Bình rồi thím y, mợ y cũng đều sang giúp. Trương Khắc chỉ cần chọn xem mang sách nào, tư liệu nào đi, còn gọi điện thông báo Tô Tân Đông vài việc, đặc biệt là chuyện chiếc di động cho Trần Tĩnh tặng làm quà khai trường cho Tạ Tử Gia, bảo Tô Tân Đông nhớ kỹ làm chuyện này. Điện thoại reo không ngớt, hình như tất cả mọi người đều biết y sắp tới kiến nghiệp đi học, Trương Khắc vừa kẹp di động ở cổ vừa dọn đồ vừa nói chuyện điện thoại, thu dọn xong cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hỏi mọi người, kiểm tra lại một lượt, thím y nói. Thiếu cái gì tới kiếm nghiệp mua chẳng được. Khi ném đồ vào cốp xe Trương Khắc mới nhớ ra thiếu giấy trúng tuyển, thứ này làm sao tới kiến nghiệp mua cho nổi. Hỏi Đường Thanh, cô nàng từ đầu tới cuối không nghĩ tới việc này, gọi điện hỏi Đỗ Phi, hắn cũng đang dọn đồ, mẹ hắn muốn đi theo mới yên tâm, Đỗ Phi nói giấy trúng tuyển chắc ở trong tay Lý Chi Phương. Thời gian qua Trương Khắc không ở Hải Châu, chẳng ai nhớ hậu y chuyện này, đại khái Đỗ Phi. Đường Thanh cũng chẳng ý thức tờ giấy này có ý nghĩa gì với Trương Khắc, nên không để ý nốt. Trương Khắc gọi đến trường, Lý Chi Phương không ở văn phòng, Mã Tử Thiện nhận điện thoại, mới biết ông ta tới nhà y vài lần mà không gặp, hôm nay không gọi điện ông ta cũng tới lần nữa.
Nhận giấy trúng tuyển từ trong tay Mã Tử Thiện, tựa hồ nhìn thấy cuộc đời đại học y khao khát, Trương Khắc mỉm cười, mình rất coi trọng nó, những người khác căn bản lại không coi ra gì. Thu dọn thỏa đáng xong thì lần lượt đi đón Trần Phi Dung, Lý Quý, Tiêu Xuân Minh, Hứa Nhược Hồng rồi tới Đỗ Phi. Đỗ Phi vừa nhét hành lý lên sau xe vừa đuổi mẹ hắn. Mẹ trông chừng ba con là được rồi, cần gì trông chừng con? Cái xe này có 7 chỗ, thêm mẹ lại phải thêm cái xe nữa. Kiên quyết không để cho mẹ lên xe, đợi xe khởi động rồi mới cảm khái. Ôi mẹ tao, tao phải chịu đựng 19 năm rồi, thật chẳng dễ dàng gì. Trừ Trương Khắc ra thì tất cả đều cười lớn, ai nấy đều mang tâm trạng thoải mái sung sướng được vào đại học. Tới trạm thu phí đường cao tốc thấy có một chiếc Lotus màu lam, Đỗ Phi hớn hở nhảy xuống xe, chui vào chiếc Lotus, hóa ra là Thịnh Hạ đợi sẵn ở đây, thảo nào thằng danh sống chết không cho mẹ đi cùng. 3 năm qua, mặc dù tới thành phố này không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác biệt. Trước đó Trương Khắc đã nghiêm túc cảnh cáo tầng quản lý của Cẩm Hồ, nếu trời chưa sập xuống thì không được tùy tiện gọi điện quấy nhiễu cuộc sống đại học nhàn nhã tự do của y. Buổi sáng tốn không ít thời gian ở Hải Châu, nên 12 giờ xe mới rời đường cao tốc vào thành phố Kiến Nghiệp, di động vang lên, Trương Khắc lấy di động ra xem, là số Kiến Nghiệp, còn quen quen, vừa cảnh cáo được 1-2 ngày, ai gọi thế này? Chỉ biết cười khổ nhận điện thoại, bên kia là tiếng mẹ y. Con xuống đường cao tốc chưa? Mẹ Tiểu Thanh nói các con xuất phát sắp được 2 tiếng rồi. Hả, sao mẹ ở Kiến Nghiệp? Ba con cũng ở đây, ba mẹ tới hôm qua, nghe tin thằng nhóc con vừa mới đi, mặc kệ luôn, mẹ và ba con đi dạo nửa ngày ở Kiến Nghiệp. Thôi xong, người khác vứt bỏ được cha mẹ rồi, còn cha mẹ mình lại ngồi ôm cây đợi thỏ, lúc này không thể đuổi hai vị đó về Tân Vu được. Ngõ học phủ cuối tháng 5 đóng cửa thi công, tới nay đã được 3 tháng, song trong tháng 9 là không thể được rồi, nhưng nhìn từ bên ngoài đã thấy cũng sắp đi vào giai đoạn hoàn thiện. Tốc độ này đã được xem là kỷ lục xây dựng ở Hải Châu rồi, Trương Khắc không thể bất mãn được. Khi đám Trương Khắc xuống xe ở trước ngõ học phủ thì công nhân đang trồng một hàng cây ngô đồng ở ngoài phủ, như vậy thêm vào hàng cây ngô đồng cao lớn vẫn giữ nguyên trong ngõ, ngõ học phủ thực sự thành phố đi bộ bao phủ dưới tán cây rồi. Trương Chi Hành và vợ đứng một bên đang cảm khái. Lần trước qua đây còn cũ kỹ sập sệ, mới qua vài tháng thôi mà. Rồi hỏi Trương Chi Phi. Bao giờ thì xong được? Cửa hàng thì trong vòng nửa tháng sẽ giao cho chủ kinh doanh trang hoàng, nhà ở thì trong vòng một tháng sẽ trang hoàng đồng bộ. Đều tại Tiểu Khác thúc giục phải làm gấp, nó nói nó học ở đây không thể không có một quán cà phê tử tế, một quán bar tử tế, anh nói xem có phải nó tới đây để học hay không. Bên cạnh còn có cả Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh, Lương Quân, tất cả cùng bật cười. Có cần đợi lát nữa cháu mới tới để chú mắng thêm vài tiếng cho thống khoái không? Trương Khắc và Đường Thanh đi tới, những người khác đều đợi bên xe. Trương Chi Phi cười lớn. Chú 2 tháng rồi không về Hải Châu đấy, ném hết tâm tư vào đây, than vãn vài câu không được à? Trương Khắc nhe răng cười, cùng Đường Thanh chào hỏi một vòng rồi nói. Mau đi ăn cơm thôi, chắc mọi người đói rồi. Bọn ba ăn rồi, bọn con tự tìm chỗ ăn đi. Trương Chi Hành nói. À, ba mẹ tới Kiến Nghiệp để báo danh với con à? Trương Khắc ngạc nhiên hỏi. Bí thư Giang nói làm gì có chuyện con trai lên đại học, cha mẹ lại không về xem sao được, nên cho ba nghỉ mấy ngày, ba nghĩ thời gian qua cũng vất vả lắm rồi, liền kéo mẹ con đi chơi, buổi chiều ba mẹ có an bài rồi, không đi báo danh với con đâu. Trương Khắc mặt tội nghiệp giang tay ra nói với Đường Thanh. May mà có bạn đi với mình, nếu không mình tủi thân chết mất. Đường Thanh cười khúc khích, mặc kể Trương Khắc vờ khổ. Trương Khắc hỏi cha. Buổi chiều ba mẹ định đi đâu, có cần con an bài xe không? Ba mẹ ngồi 501 là được. 501 là xe buýt du lịch của Kiến Nghiệp, Trương Khắc thấy cha mẹ bỏ mặc mình không quản nữa, kéo Đường Thanh về xe. Bảo Mã Hải Long lái xe tới cổng Đại học Đông Hải, nơi đó có mấy quán cơm có thể ăn được. Tuy quy định là bắt đầu từ mùng 5 tháng 9 mới báo danh, nhưng người trong nước có truyền thống đi sớm không đi muộn, gần như là hôm nay tới hết rồi, hiện là 1 giờ chiều không còn chỗ trong quán cơm nữa, đành để Trần Phi Dung tới túc xá lấy phiếu ăn rồi tới nhà ăn nhân viên trường ăn cơm. Cơm của nhà ăn nhân viên trường không tệ, quan trọng là trong đó có điều hòa nhiệt độ.
vì là ngày sinh viên mới báo danh, nên hôm nay cho dùng tiền mặt mua cơm, thành ra phiếu ăn của Trần Phi Dung không có tác dụng, nơi này tuy đông người nhưng đợi một lúc vẫn có chỗ. Ăn trưa xong thì cũng tới giờ báo danh rồi, đi trên đường thấy sinh viên mới cùng người nhà hai mắt hoang mang không biết đi đâu báo danh, đám trương khác mau chóng tìm được chỗ tiếp đãi của Học viện Thương mại Quốc tế. Chương 596, đều thi đỗ cả. Lý Quý học pháp luật, Hứa Nhược Hồng thì học ngoại ngữ, Trương Khác và Đỗ Phi học kinh tế, Tiêu Xuân Minh tài chính quốc tế cùng khoa với Tạ Tử Gia. Trương Khác cũng từng làm việc tiếp đãi sinh viên mới rồi, có gì đâu, chỉ giữ hai cây ngô đồng răng biểu ngữ, Học viện Thương mại Quốc tế hoan nghênh, dưới là ba bốn cái bàn, cán bộ sinh viên ngồi sau bàn, thông thường còn có một cái xe ba bánh giúp chuyển hành lý, biết làm sao, có sinh viên mới chuẩn bị luôn cả chăn đệm cho mùa đông mà. Nếu người tới báo danh là nam, tuyệt đối chẳng có ai ra đón, người nhận báo danh cũng uể oải. Đám trương khác vừa mới đi tới dưới tấm biểu ngữ thì toàn thể đám nam sinh ban tiếp đãi kéo ra, đáng tiếc bọn họ bay vây lấy Đường Thanh, Trần Phi Dung, Thịnh Hạ mà thôi, còn đám con trai trương khác thì bị đẩy sang một bên. Có hai cô gái tướng mạo thanh tú ngồi sau bàn cảm thấy hổ thẹn thay cho hành vi của bạn mình, đi tới trước mặt đám trương khác chào hỏi. Các bạn là sinh viên mới của học viện hả? Hành lý của các bạn đâu? Tiêu Xuân Minh còn là thiếu niên đơn thuần, chưa bao giờ thấy thế trận này, hơi ngây ngô hỏi Trương Khác. Học đại học còn đói khát hơn cả cao trung à? Trương Khác nhếch mép nói. Ở lại đây toàn là đám vô dụng thôi, đám có bản lĩnh đã trà trộn vào đại học sư phạm hoặc học viện âm nhạc tiếp đãi sinh viên mới rồi. Anh bạn, lời này của cậu sai rồi. Năm nay nay lãnh đạo ba trường đặc biệt chiếu cố cho vất vả cuộc việc tiếp đãi sinh viên mới nên đã chia ngày báo danh của ba trường ra ba ngày khác nhau rồi. Nên xuất hiện ở đây hôm nay chưa chắc đã phải là vô dụng đâu. Một thanh niên để đầu đinh, cao 1m8, đi tới đính chính lời Trương Khác. Nhìn thấy Mông Nhạc, thiếu chút nữa Trương Khác phì cười, tên hán tử Sơn Đông tướng mạo hung ác này vì bị bạn gái quen trên mạng bỏ mà uống rượu tới chảy máu dạ dày. Mông Nhạc từ năm thứ hai làm hội trưởng hội sinh viên Học viện Thương mại Quốc tế, trước kia Trương Khác nhờ hắn mà trà trộn được vào ban tiếp đãi sinh viên mới. Mông Nhạc, khoa Marketing khóa 95, các cậu là. Mông Nhạc nhiệt tình chủ động đưa bàn tay rộng ra. Trương Khác, nó Đỗ Phi, chúng tôi đều học kinh tế, cậu ta, Tiêu Xuân Minh, học tài chính quốc tế. Trương Khác chỉ vào ba cô gái bị vây trong đám đông. Đó là hành lý của chúng tôi. FCK. Thấy ba cô em tươi ngon mọng nước đều là hoa đã có chủ, cả đám không nhịn được chửi một tiếng. Mông Ngạc quát đuổi đám ân cần vây lấy ba cô gái đi. Lũ súc sinh, người ta là hoa có chủ rồi, đừng bày ra cái mặt 10 năm chưa thấy lợn nái nữa. Đường Thanh, Trần Phi Dung đỏ mặt quay lại bên người Trương Khác, chẳng biết có phải bị châm chọc là lợn nái mà không phản bác được không? Thịnh Hạ thản nhiên như không tới bên Đỗ Phi nhéo hắn một cái. Xem đám bọn anh kìa. Đỗ Phi oan ức kêu. Ái, bọn anh làm sao? Anh chẳng tốt hơn gì họ đâu. Thịnh Hạ lườm hắn một cái. Mông Nhạc dẫn bọn họ vào phòng hội nghị làm thủ tục nộp học phi, vẫn có đám không cam tâm theo vào, đều bị Mông Nhạc trừng mắt ngăn lại, có tên lẩm bẩm. Làm xong còn giúp mang hành lý mà. Thế thì đợi ở ngoài. Người đông nhung nhúc, Mông Nhạc rất nhanh nhạy, thấy đâu ít người thì kéo đám trương khác tới xếp hàng, khi các sinh viên khác còn đứng hoang mang không biết làm sao thì đám trương khác thoáng cái đã làm xong thủ tục. Trần Phi Dung. Nghe thấy có người gọi Trần Phi Dung, Trương Khác cũng quay đầu lại, thấy Hồ Kim Tinh đang đi vào, vừa thấy Trương Khác quay đầu lại, bối rối quay đi. Các cậu quên thằng đó à? Mông Nhạc hỏi. Không quen. Trương Khác nhún vai, Hồ Tôn Khánh không con không cái, coi Hồ Kim Tinh như con trai, giải thích quan hệ này đau đầu, lại kéo Trần Phi Dung vào, nên y nói không quen cho gọn. Thằng đó không tử tế gì, các cậu trông coi hành lý của mình kỹ vào. Mông Nhạc tốt bụng nhắc. Thằng đó ở Tân Phổ quấn lấy một cô bé, hại cô bé đo không dám vào hội học sinh. Lại chép miệng tiếc nuối. Nghe nói cô bé đó là hoa khôi khu trường Tân Phổ. Tiếc là không được thấy, cậu nói thằng chó đó đáng ghét không? Cái tên Mông Nhạc này giận Hồ Kim Tinh làm Trần Phi Dung không dám vào hội học sinh đây mà, Trương Khắc cười hăng hắc nhìn Trần Phi Dung, làm cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Rõ ràng là cô gái đó không muốn vào.
nói chỉ cho Trương Khác, Đường Thanh ở gần nghe được. Thấy Lý Quý và Hứa Nhược Hồng, mọi người lại tụ lại một chỗ cùng đợi hai người họ báo danh, Mông Nhạc rất có trách nhiệm, quay về chỗ tiếp đãi trước, dặn đám Trương Khác ra đó tìm người giúp chuyển hành lý. Trong đại sảnh rất đông nóng nực, Trương Khác ra ngồi ở bậc thềm, nhìn sinh viên mới ra vào, cảm giác rất nhạt, nhưng cảm xúc rất sâu, nhớ lại cảnh mình và Đỗ Phi lơ ngơ trong đám đông kiếp trước. À, Trương Khác nghe thấy có tiếng ấp úng đằng sau, quay đầu lại thì thấy một cô gái rất xinh xắn nhìn mình, có vẻ như muốn chào hỏi nhưng lại thẹn thùng. Gọi tôi à? Trương Khác nhìn quanh, xác định là không phải là gọi đám Đỗ Phi, Đường Thanh. Trường các bạn tổ chức cắm trại có tới Lâm Trường Hồng Chí, bạn và ba tôi còn đánh cờ, tôi còn pha sơn trà cho bạn uống, còn bạn ấy. Cô gái nhìn Đỗ Phi. Cứ lấy đá ném tổ chim, cảnh cáo bạn mấy lần mà bạn không nghe. Cô gái lấy dũng khí nói liền một lèo. À! Trương Khác nhớ ra rồi, chỉ cô gái nói. Thẩm! Nửa ngày trời không nhớ ra cô gái liền nói. Con gái của thầy giáo Thẩm, sơn trà của Lâm Trường rất được. Kỳ nghỉ đông cao trung năm thứ hai, trường tổ chức cắm trại, có tới Lâm Trường Hồng Chí, khi đó Trương Khác thấy cảnh chặt phá rừng bừa bãi liền ở lại tìm hiểu, có gặp chủ quán cờ tên Thẩm Ước, là giáo viên trường trung học Lâm Trường. Thẩm Tiêu Cây Trúc mình còn nhớ tên bạn. Đường Thanh Chí nhớ rất tốt. Mình cũng nhớ tên bạn, bạn là Đường Thanh. Thẩm Tiêu hai tay khẽ nắm trước người, đôi mắt linh động nhìn Trần Phi Dung. Bạn là Trần Phi Dung, bạn là Trương Khác, Đỗ Phi. Đợi đám Tiêu Xuân Minh ra, cô gái đều gọi được tên bọn họ, nhưng vẫn ngượng ngùng. Còn nhớ khi đó tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị, mọi người có giới thiệu bản thân, nhưng rất ngắn, đa phần đều báo tên, ai ngờ Thẩm Tiêu đều nhớ hết. Đỗ Phi chọc vào lưng Trương Khác, nháy mắt với y, ý nói trí nhớ của cô gái này quá khủng bố. Trí nhớ xuất sắc của Trần Tiêu đúng là làm mọi người giật mình. Đỗ Phi nhìn thấy cô cầm cặp hồ sơ và sách hướng dẫn sinh viên mới, liền hỏi. Bạn học chuyên ngành gì? Giống các bạn, đều ở lớp kinh tế, lúc tìm danh sách nhìn thấy tên các bạn, còn tưởng là gặp hai người trùng tên cơ, không nghĩ là các bạn thi đỗ cả rồi. Thẩm Thiếu thẹn thò đáp. Đúng đấy, họ thi, đỗ cả đấy. Đường Thanh cười mỉa, cố ý nhấn mạnh chữ thi, liếc nhìn Trương Khác. Trương Khác mặt rất dày cười lại. Mình cũng từng thi đỗ thật mà, có gì phải xấu hổ. Kiếp trước Trương Khác và Đỗ Phi theo nguyên tắc thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nên lên tới năm thứ tư không hề biết hết các cô gái trong khoa, nói gì tới Trần Tiêu chất phác dè dặt. Có điều giớ nói ra hình như có ấn tượng, hình như khóa 9-17 có duy nhất một cô gái độc chiếm học bổng đặc biệt 4 năm liền, chắc chắn là siêu nhân trước mặt này. Trần Tiêu dung mạo không tệ, đôi mắt đầy linh khí, mũi thẳng, môi mỏng, mặt hơi gầy. Chỉ là mang đậm chất quê, còn bện hai bím tóc phát lên vai, váy hoa, áo sơ mi. Mặt trời chiếu qua váy, còn nhìn thấy quần lót dày màu. Chương 597, hưởng thụ cuộc sống đại học. Nhìn cảnh này Trương Khác nhớ lại lập đầu tới nhà Trần Phi Dung, lúc đó cô mặc áo ngủ, dưới ánh đèn gần như trong suốt, quan trọng là phía bên trong Trần Phi Dung không mặc gì, khi đó Trương Khác nhìn trộm vài cái thôi mà bị Trần Phi Dung phát hiện đá cho một cái đau điếng. Nghĩ tới đó Trương Khác vô thức liếc nhìn Trần Phi Dung. Trời nóng bức, gò má sáng bóng như ngọc của Trần Phi Dung lấm tấm mồ hôi, đỏ hồng hồng tươi tắn tràn đầy sức sống thanh xuân, bầu ngực phun đầy, quy mô chắc chắn hơn lúc đó nhiều rồi. Trần Phi Dung thấy ánh mắt Trương Khác chuyển từ Thẩm Tiêu sang phía mình, chớp mắt cũng nhớ lại cảnh ngày hôm đó, gò má nóng rang, ánh mắt lúng túng quay đi chỗ khác. Thầy Thẩm có đi báo danh cùng bạn không? Trương Khác có ấn tượng rất sâu về sơn trà hình dạng không đẹp của Thẩm Ước. Hứa Hồng Bá đặc biệt thích sơn trà, Trương Khác mang hai túi về Hải Châu, đều mang tới cho Hứa Hồng Bá, về sau Trương Khác không tới Lâm Trường đó nữa, Hứa Hồng Bá vì chồng dừng hay tới đó, Trương Khác muốn uống sơn trà lại tìm tới ông. Ba mình phải ở trường dạy học, tối qua mình cùng bạn học ngồi thuyền tới. Thẩm Tiêu đáp. Hành lý của Thẩm Tiêu để ở chỗ tiếp đãi. Trương Khác bảo Mã Hải Long lái xe đưa hành lý tới đó, đợi tất cả báo danh xong xuôi liền tới chỗ tiếp đãi đem cả hành lý của Thẩm Tiêu lên xe. Rất nhiều bậc phụ huynh đưa con cái tới báo danh, Mã Hải Long lái xe đi sau đám Trương Khác không hề bị chú ý. Lần lượt đưa từng người tới túc xá, sau đó còn tới chỗ quản lý nhận mấy thứ đồ dùng sinh hoạt như chăn,
chậu rửa mặt v.v.v. Hẹn nhau 5 giờ tới điểm tiếp đãi, tới khi đó trao đổi số điện thoại với nhau. Xong xuôi, Trương Khắc đi tới chỗ nghiên cứu sinh. Đại học Đông Hải được xây dựng gần 100 năm, khu túc xá sinh viên mở rộng hết lần này tới lần khác, nhưng khu tiểu lâu ngói đỏ lúc mới xây trường là có phong cách nhất, đi lên còn nghe tiếng cầu thang gõ keo cót két, lúc này đã thành túc xá nữ rồi. Nhìn chiếc quần áo lót xanh đỏ đủ kiểu phơi ngoài cửa sổ, hết sức vui mắt. Đằng sau túc xá nữ có ngọn núi thấp, trong trường đều gọi vui đó là núi Hợp Hoan, đứng trên núi có thể nhìn thấy Yến Quy Hồ, nếu coi như không thấy băng vệ sinh, cả bao cao su vứt bừa khắp nơi thì đó là chỗ có phong cảnh tốt nhất. Túc xá nam đặt sau núi, tối tăm u ám chưa nói, quan trọng là xây từ thập niên 60 rồi, ở trong đó cảm giác như vào khoang hạng năm của tàu thủy vậy, vừa hẹp vừa có mùi cổ quái khó tả, đêm đến có khi phải chịu đựng tiếng ngáy như kéo bể của bạn cùng phòng. May mà Trương Khắc và Đỗ Phi không phải chịu sự dày vò đó. Để cải tạo hoàn cảnh ăn ở cho sinh viên, trường xây hai tòa chung cư nghiên cứu sinh phía đông núi Hợp Hoan, điều kiện khá được, tòa phía tây toàn nam sinh, tòa phía đông, có cả nam lẫn nữ, Đại học Đông Hải quản lý nghiên cứu sinh không quá cứng nhắc. Trương Khắc định sau khi chung cư thanh niên xây xong thì vào đó ở, hiện đành ở tạm chỗ nghiên cứu sinh thôi. Tòa nhà phía đông tầng 4,5, 6 trên cùng dành cho nữ sinh. Cầu thang tầng 3 đi lên có mấy chữ lớn màu đỏ ghi, từ trên là túc xá nữ ấy vậy mà thi thoảng vẫn có nam sinh, nhầm tầng. Đám Trương Khắc đi tới tòa nhà phía đông thì thấy Triệu Bằng ở dưới tòa nhà đợi bọn họ. Chuyện vặt này mà cũng cần anh phải tới à? Trương Khắc hỏi. Chuyện của Khắc thiếu gia có cái nào là nhỏ được? Triệu Bằng cười tít nói. Biết vỗ mông ngựa đấy. Trương Khắc cười mắng. Lấy chìa khóa trong tay Triệu Bằng rồi đuổi hắn về, kế hoạch vườn sồi đang bận rộn hỗn loạn, Triệu Bằng là người liên lạc không thể thoát thân được, hắn có tới đây hay không với Trương Khắc cũng không sao. Phòng của Trương Khắc hướng về phía ánh mặt trời, đi vào một cái là thấy ngay sự khác biệt, đường thanh tặc lưỡi. Điều kiện ở đây tốt quá, chỗ Phi Dung rất tệ. Buổi trưa cô có theo Trần Phi Dung về túc xá lấy phiếu cơm. Trần Phi Dung cười nói. Điều kiện ở đây đúng là tốt thật, có điều không nghe nói được ở hai người một phòng. Nếu chẳng phải sợ tâm linh Đỗ Phi bị tổn thương, mình đá nó vào phía túc xá cũ rồi, một mình ở đây càng sướng. Trương Khắc bật quạt treo tường lên, nằm giang chân giang tay trên giường, vừa rồi ôm một đống đồ lên, mồ hôi đẫm lưng, nếu không phải có con gái ở đớ và Đỗ Phi đã khỏa thân luôn. Phòng không rộng, bày hai cái giường gỗ, bàn học, tủ áo, chẳng còn mấy chỗ đặt chân. Còn có một cái tủ lạnh cao bằng nửa người, Đỗ Phi mở ra xem, thấy bên trong đã đựng sẵn nước giải khát, cảm khái nói. Đi theo thằng này đúng là được hưởng phúc. Lấy đồ uống ra chia cho mọi người. Các phòng khác nhà vệ sinh rất sơ sài, phòng của Trương Khắc tuy không thể mở rộng, nhưng bỏ ít công sức vào đó, khu tắm rửa, nhà xí đều dùng pha lê ngăn cách, Trần Phi Dung lúc này mới chú ý sàn nhà dùng cùng loại chất liệu gỗ giống nhà cô, đường thanh đẩy cửa mở ban công ra. Ở đó bày một cái bàn kính, hai cái ghế, sàn cũng xử lý đặc biệt, quay đầu lại nói với Trương Khắc. Thật xa xỉ. Trương Khắc cười khì. Nếu chẳng phải sợ lắp điều hòa ngoài phòng quá bắt mắt thì mình đã cho người lắp rồi, mùa hè ở kiến nghiệp đúng là không chịu nổi. Mình tới đây là hưởng thụ cuộc sống đại học, không phải là để trải nghiệm cuộc sống đại học, không cần làm bản thân ủy khuất. Đường Thanh cười mắng Trương Khắc vô xỉ, lại đi khắp phòng một lượt. Ngồi xuống cùng Trương Khắc, nói. Hình như còn thiếu cái gì đó, à máy giặt, bạn định tự giặt đồ à? Trương Khắc nhìn chiếc quạt quay tròn, nói. Đỗ Phi đi lừa hai cô gái tới giặt đồ giúp bọn mình là được rồi, cần gì máy giặt? Bạn biết vì sao khi áo cưới của nữ là màu trắng không? Vì sao? Đường Thanh tò mò hỏi. Máy giặt màu trắng, tủ lạnh màu trắng, nồi cơm điện cũng màu trắng. Nên áo cưới của nữ nhân cũng phải màu trắng. Trước khi Đường Thanh kịp đưa tay ra nhéo Trương Khắc bật mình dậy né, cười giải thích. Mình nghe ngóng trước rồi, ngoài trường có cửa hàng giặt quần áo, mỗi ngày có người tới túc xá nam và bên này thu đồ để đi giặt, chỉ cần chuẩn bị hai cái giỏ nhựa đựng y phục là được. Cộc cộc cộc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trương Khắc thuận tay mở ra, thấy Lâm Băng mặc sơ mi xanh lơ trông rất thanh tú đứng ngoài cửa, bên cạnh là bạn trai gầy gò yếu ớt. Mắt nhỏ, Trương Khắc chưa bao giờ hỏi bạn trai cô tên là gì, gật đầu chào rồi hỏi. Sao chị biết tôi ở phòng này,
nhìn thấy tôi tới à? Trong bốn cô gái cùng phòng Hứa Duy, Trương Khắc ít tiếp xúc với Lâm Băng nhất, đã có thời gian dài không gặp rồi, lúc này Lâm Băng hẳn đã thi đỗ nghiên cứu sinh. Chị ở tầng trên hả? Tránh người ra mời hai người họ vào. Lâm Băng đùa. Tuấn Nam Mỹ nữ kéo nhau tới thế này, tôi không muốn biết cũng không được. Bạn trai cô lại nghiêm chỉnh nói. Tôi là chủ nhiệm khóa các cậu, tới đây thăm hỏi. Hả? Trương Khắc đang khom người xuống lấy nước ngọt mời họ, nghe nói thế ngẩn ra, nói thế bạn trai Lâm Băng ở lại trường công tác, chẳng lẽ hắn trượt nghiên cứu sinh rồi. Thuận tay ném coca cho Lâm Băng và bạn trai cô. Lâm Băng mở ra uống, bạn trai cô thì tiếp lấy rồi đặt bàn bên cạnh. Lâm Băng nhìn xung quanh phòng một lúc, cảm khái nói. Cậu xa xỉ thật đấy, mấy hôm nay thấy có người chạy lên chạy xuống sửa soạn chuyển đồ, không biết là vị đại thiếu gia nào vào ở, té ra là cậu. Bạn trai cô cau mày nói. Vào đại học không phải để hưởng thụ, tốt nhất là để tâm tư vào việc học tập. Chương 598, những kẻ ngứa mắt. Trương Khắc đang định đùa với Lâm Băng vài câu, rồi tối mời họ đi ăn cơm để mọi người thân thiết hơn, ai ngờ hắn ném cho một câu như thế, không khí cương lại tại chỗ. Đường Thanh rất khó chịu câu này cô có thể nói Trương Khắc, chứ người khác nói là không được, nếu không phải Trần Phi Dung giữ tay đã nói lại rồi. Lâm Băng xấu hổ lắm, nhân lúc người khác không chú ý, đưa tay chọc bạn trai một cái, bảo hắn chú ý ăn nói. Trương Khắc chán chẳng muốn nói nữa, những người khác cũng không biết nói gì, không khí rất gượng gạo, đúng lúc này Mã Hải Long bê số hành lý còn lại lên. Bạn trai Lâm Băng hỏi, anh là phụ huynh của Trương Khắc hay Đỗ Phi? Mã Hải Long nghi hoặc hỏi lại, cậu là ai? Tôi là chủ nhiệm khóa bọn họ, Ngụy Đông Cường. Ngụy Đông Cường còn biết lễ tiết làm người cơ bản, đưa tay ra. Phụ huynh không nên nuông chiều con cái, đây nhìn thế nào cũng không giống chỗ học tập, còn nữa tôi vừa xem hai tờ giấy của bệnh viện họ nộp lên, Trương Khắc và Đỗ Phi trông thế nào cũng không giống có bệnh, tôi thấy tham gia quân huấn sẽ có lợi cho sự trưởng thành của hai cậu ấy. Mã Hải Long vốn đưa tay ra rồi, nghe hắn nói thế liền thu lại. Xin lỗi, thì ra là thầy Ngụy, tôi chỉ là lái xe của Khắc thiếu gia thôi. Lời này anh hãy để dành nói với phó thị trưởng Trương và trưởng phòng Đỗ. Lắc đầu ý bảo Ngụy Đông Cường tránh ra cho hắn mang đồ vào. Trương Khắc nhận lấy đồ rồi tự mình sắp xếp, chẳng thèm để ý tới Ngụy Đông Cường. Đãi ngộ đặc thù của Trương Khắc và Đỗ Phi là nhờ đánh tiếng trực tiếp với Lý Hồng Minh, hiệu trưởng Đại học Đông Hải. Đợi Đông Hải nhận của Cẩm Hồ 20 triệu cải tạo cơ sở giáo dục, cho hai sinh viên chút đãi ngộ đặc thù hai sinh viên có là gì. Có điều bên phía Cẩm Hồ cũng không nói rõ thân phận của Trương Khắc, song từ hồ sơ học sinh có nói tới thân phận cả Trương Chi Hành, Đỗ Tiểu Sơn nên có thể nhìn ra vài điều, mà tổng bộ Cẩm Hồ đặt ở Hải Châu, Lý Hồng Minh hiểu ý. Tóm lại cứ chiếu cố tốt hai sinh viên này là được. Song mỗi năm sinh viên cần chiếu cố không phải chỉ một hai người, Lý Hồng Minh không thể đích thân hỏi tới từng người một, ông ta cũng là quan viên cấp phó bộ, phải xem phụ huynh sinh viên đó cấp bậc ra sao mới ra mặt. Còn không đẩy cho Thôi Quốc Hằng, Viện trưởng Viện Thương mại Quốc tế xử lý. Thôi Quốc Hằng cấp phó sở, ngang với Đỗ Tiểu Sơn, Trương Chi Hành, trong chuyện này chú trọng cái lễ qua lại, anh không qua thì tôi không lại, Viện Thương mại Quốc tế có được lợi gì từ Cẩm Hồ đâu nên bảo Ngụy Quốc Cường tới quan tâm là được. Hôm nay con trai Lục Văn Phu cũng vào Đại học Đông Hải, Lục Văn Phu tới báo danh cho con, Thôi Quốc Hằng ở lại văn phòng tiếp. Tới con trai Lục Văn Phu còn ngoan ngoãn ở trong túc xá Nam. Không cần phải đãi ngộ đặc thù, nên Ngụy Đông Cường càng lúc càng ngứa mắt với Trương Khắc và Đỗ Phi. Thật ra hắn cũng có chút tính toán, Thôi Quốc Hằng cũng trốn không ra mặt rồi, chắc hai tên này thuộc loại quan hệ nhờ vả vòng vèo thôi, nên hắn cũng không coi Trương Khắc và Đỗ Phi ra gì, nghiêm mặt lại bày ra thái độ thầy giáo cho đòn dằn mặt để sau này dễ quản lý, ai ngờ bị người ta lờ đi. Ngụy Đông Cường biết mình không được hoan nghênh, cảm thấy bị coi thường, mặt tối lại nói. Ngày mai 7 giờ tối ở phòng 205 mở hội động viên quân huấn sinh viên mới, dù các cậu có tham gia quân huấn hay không thì cũng phải tham gia, lớp trưởng lớp kinh tế khóa 97 là Lục Thiên Hữu, bình thường có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm tôi, trừ tôi ra văn phòng khóa còn 3 trợ lý chủ nhiệm nữa, đều là đàn anh năm thứ tư của các cậu. Thấy lời mình nói ra chẳng có một ai để ý, Ngụy Đông Cường cũng cảm thấy mất hứng, nắm tay siết lại, định nói gì nhưng không nói nữa, quay người bỏ đi.
Lâm Băng bị kẹp ở giữa xấu hổ cực độ, nếu có cái khe hở dưới đất, cô vui vẻ chui ngay vào, miễn cưỡng cười trông như khóc, vẫy tay với đám trương khác rồi đi theo. Bọn họ vừa rời đi, không khí trong phòng nhẹ hẳn, Đỗ Phi đóng cửa phòng lại, nói. Tên này còn chưa rõ tình huống thì phải. Đường Thanh thì cười nhạo trương khác. Xem đi, bạn chạy tới đâu cũng có người coi bạn thành kẻ xấu, mình thấy bạn đúng là kẻ cực xấu rồi. Trương khác cười khì. Hắn không phải là mỹ nữ khiến người ta yêu thích, mình đâu cần phải bày tim ra cho hắn xem. Hắn nghĩ sao thì cứ việc nghĩ, có tức cũng là bản thân hắn thôi. Trần Phi Dung nhớ lại một thời mình cũng coi Trương Khác là loại hoàn khố giống vạn thiên tài, Triệu Ti Minh, nghe Trương Khác tự chào, bày trái tim, thầm nghĩ, cậu ấy cũng chưa bao giờ chủ động giải thích gì với mình. Lục Thiên Hựu là ai? Vừa tới nơi đã làm lớp trưởng của chúng ta rồi. Đỗ Phi hỏi. Chúng ta có cần đi gặp không? Trương Khác không biết Lục Thiên Hựu có phải là con trai Lục Văn Phu không, nhưng chắc chắn lai lịch không đơn giản. Không cần. Y chẳng bận tâm Lục Thiên Hựu là ai, loại như Ngụy Đông Cường cũng chẳng thể làm ảnh hưởng tới tâm tình của y được, mọi người cũng nhanh chóng trở lại không khí náo nhiệt nói cười. Trương Khác mở hành lý ra, nhờ Đường Thanh, Trần Phi Dung giúp xếp sách lên giá, cùng mang y phục treo vào tủ, cuối cùng Trương Khác lấy hai cái pocket TPC ra, ném cái mới tinh lên giường của Đỗ Phi. Đấy, không cần tranh dùng cái của tao nữa. Qua, 770, xem giới thiệu bao nhiêu cái. Tao thích mỗi cái này, không phải còn chưa chính thức bán sao? Đỗ Phi vồ ngay lấy. Biết ngay là mày có cửa mà. Nếu không nhanh hơn người khác thì làm sao mà thể hiện được ưu thế của y, Trương Khác định khoe khoang một chút, nhưng Đỗ Phi không có ý nghe y, mở ngay máy ra khám phá. Thu dọn thỏa đáng xong, Trương Khác gọi điện cho cha, nghe ý tứ thì cha mẹ y không có ý về sớm ăn cơm, Trương Khác cũng kệ luôn. Mọi người tới điểm tiếp đãi tụ hợp với nhóm Lý Quý, Mông Nhạc đang ngồi trên yên một cái xe ba bánh, Thẩm Tiêu giúp chất hành lý lên xe, nhìn thấy Trương Khác tới liền vẫy tay gọi, bên cạnh cô còn có một thanh niên quần jean áo phông, trông cũng được. Thanh niên đó đi về phía Trương Khác nói. Các bạn là sinh viên lớp kinh tế khóa 97 phải không? Tôi là Lục Thiên Hựu, lớp trưởng của các bạn, cán bộ hội sinh viên bận cả ngày rồi, chúng ta giúp họ một chút đi, để bọn họ đi ăn cơm. Xin lỗi, chúng tôi đang định đi ăn cơm. Đỗ Phi nhướng mày lên, từ chối không chút khách khí, vì hắn nghe cái tên Lục Thiên Hựu này từ miệng Ngụy Đông Cường. Lục Thiên Hựu nhiệt tình đưa ra lời mời, nhưng bị hất một chậu nước lạnh, xấu hổ quay về. Bình thường mày tích cực lắm cơ mà. Lý Quý thắc mắc. Trương Khắc cười, nơi này làm gì có Lý Chi Phương, bản chất Đỗ Phi giống y, đều là loại uể oải lười nhác. Trương Khắc vẫy tay với Thẩm Tiêu. Hỏi cô có đi ăn cơm không, Thẩm Tiêu tích cực ở lại giúp đỡ, Trương Khác cũng tùy, bọn họ vốn chẳng thân thiết gì. Tiêu Xuân Minh cũng chẳng cần biết Lục Thiên Hựu có phải là lớp trưởng không, nhưng rất thích nhìn cái bộ dạng mất mặt của hắn. Bọn mày biết thằng đó lai lịch gì không? Nghe nói viện trưởng đích thân đưa nó và ba nó tới túc xa, vừa tới nơi liền hết sức nhiệt tình chào hỏi từng người, bọn mày nói nó có phải là thằng giỏi giả bộ không? Nếu như đã bày vẽ lớn như vậy, thì nhất định phải làm ra vẻ hòa đồng với quần chúng rồi, cái kiểu của nó thực chất là ở trên cao ban ơn cho người khác. Lý Quý chỉ ngay ra điều làm Lục Thiên Hựu làm người ta ngứa mắt. Chương 599, Trương Khác là đồ đại sắc lang. Hiện giờ mới 5 giờ chiều, trên trời tầng mây rất dày, khí nóng lúc này mới dần tan đi, gió từ rừng thổi tới, làm người ta cảm thấy mát mẻ. Vẫn không ngừng có sinh viên mới cùng phụ huynh tới trường báo danh, Trương Khác nhìn trời. Có vẻ tối sẽ có mưa đây. Bạn gái Tiêu Xuân Minh là Trương Lôi học ở Đại học Sư phạm, báo danh từ hôm qua, hôm nay chính thức vào lịch trình quân huấn, tranh thủ buổi chiều quân huấn kết thúc liền tới tìm, Trần Phi Dung và Đường Thanh cũng muốn đi tìm Tô Nhất Đình thân thiết với Hà Huyền nên kéo theo luôn. Bắt đầu từ hôm nay Trương Khác cũng không muốn Phó Tuấn và Mã Hải Long đi theo nữa, cả ngày có vệ sĩ đi bên cạnh chỉ làm bạn học cảm thấy quái dị, làm sao mà hưởng thụ cuộc sống đại học an nhàn được. Buổi tối cũng có hoạt động quân huấn, Trương Lôi ăn xong rồi vội vã rời đi. Lý Quý, Hứa Nhược Hồng đi mua một số vật phẩm còn thiếu, căn cứ vào yêu cầu quân huấn, nam sinh không được để tóc dài quá hai tấc, nữ sinh tóc không được che quá mang tai. Mọi người mới vào đại học, nên rất cẩn thận, bọn họ còn phải đi tìm chỗ cắt tóc,
Trương Khác và Đỗ Phi căn bản không định tham gia quân huấn nên chẳng bận tâm, Tiêu Xuân Minh học cùng khoa với bọn họ, gan cũng lớn lên, không vội đi xử lý tóc nữa. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Đường Thanh thấy hiện tại chỉ còn 8 người, 10 ngón tay đan vào nhau duỗi lên trời vươn dài người ra, Đường Thanh chưa bao giờ được chơi thoải mái ở kiến nghiệp, nên rất hăng hái. Đi chơi khổng miếu nhé! Ban đêm khổng miếu đèn rất đẹp, dọc đường lại bán đồ lặt vặt các cô gái thích, Trương Khắc nghĩ cha mẹ cũng đang đi dạo ở khu đó, có thể cùng ngồi xe về nhà. Bắt xe buýt ở cổng trường Đại học Sư phạm, đi nửa tiếng đồng hồ là tới đường khổng miếu, cùng xe còn có rất nhiều sinh viên cũng đi dạo đêm, không biết từ bao giờ, các cửa hàng ở đây thi thoảng truyền ra tiếng hát của Giang Đại Nhi. Các cô gái đều thích mấy món tiểu thủ công nghệ tinh xảo, Trần Phi Dung và Hà Huyền còn khắc chế một chút, Đường Thanh, Thịnh Hạ và Tô Nhất Đình thì tíu tít bàn tán mua sắm, Đường Thanh mỗi lần mua được một thứ đều nhét vào tay Trương Khắc nói. Tặng bạn bày lên bàn. Thế là từ trạm xe buýt tới sân trước khổng miếu, bàn học của Trương Khắc không tìm được chỗ đặt sách nữa rồi. Nhìn thấy có mấy người bán bóng, Đường Thanh hớn hở muốn mua, cô nàng vừa đi tới, tức thì một đống người bán bóng vây lấy chào hàng, Đường Thanh do dự không biết nên mua của ai, quay lại chỗ Trương Khắc. Chọn hộ mình một quả bóng đi. Đường Thanh giao nhiệm vụ cho Trương Khắc. Trương Khắc lợi dụng cười gian nói. Chu miệng cao lên một chút nữa thì mình đi. Đường Thanh quay người đi không để đám Trần Phi Dung nhìn thấy, tinh nghịch chu môi ra, trông vừa đáng yêu ngây thơ lại cực kỳ khiêu khích, Trương Khắc cảm thấy xương cốt nhẹ đi quá nửa. Trương Khắc đi tới, những người bán bóng vây lấp không để ý, đi xuyên qua bọn họ tới giữa sân, mua một quả bóng từ ông già rồi quay về. Đường Thanh lúc này mới phát hiện ra trong những người bán bóng, chỉ có ông già lưng hơi còng, râu trắng, ăn mực chỉnh tề đó là không đi tới bám lấy du khách mời mua khí cầu, nên có vẻ làm ăn không được tốt, bị người xung quanh cướp hết khách. Vì sao ông ấy không chủ động mời khách? Đường Thanh tò mò hỏi. Như vậy thì làm sao có ai tới mua được? Mình chỉ nghe nói thôi. Trương Khắc nhìn ông già tay trái buộc đầy dây bóng, tay phải cầm hai cái túi da rắn màu đen. Ông ấy năm nay 84 tuổi, bạn đời mất sớm, 2 năm trước được cháu gái đón tới kiến nghiệp, cháu gái ông ấy 19 tuổi, do ông ấy một tay nuôi lớn, cháu gái ông ấy làm công, tới nuôi bản thân còn chưa đủ, nhưng vẫn đón ông ấy tới, thuê phòng ở trấn Tân Ninh. Một năm trước, con trai cả ông ấy bị bệnh nặng, là bệnh nan y, ông ấy đón con tới kiến nghiệp chữa bệnh, cũng chẳng phải trị bệnh gì, mỗi ngày ông ấy đi bán bóng kiếm tiền, trả tiền phòng, phải nuôi bản thân, phải mua thuốc cho con trai. Tới đó hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục. Đổi lại người khác ở cảnh ngộ này có lẽ đã ăn xin kiếm sống rồi, nhưng ông ấy không làm thế, bán bóng kiếm được ít hơn hẳn đi ăn xin, ông ấy vẫn kiên trì đứng đây bán bóng, cũng không níu kéo khách. Trong tay ông ấy có hai cái túi, một là thứ rác rưởi nhặt có thể bán lấy tiền, một là những thứ người khác tiện tay vứt ra, chẳng bán được nhưng ông ấy vẫn nhặt cho vào túi. Càng kể giọng càng đầy cảm xúc. Người khác bán bóng tới 10-11. 12 giờ đêm là về, ông ấy kiên trì tới 1,2 giờ đêm mới về, sáng sớm đã tới, cho nên buôn bán cũng tạm, ông ấy luôn rất lạc quan, còn nói kiếm đủ tiền đưa con trai về quê, để nhìn quê một lần trước khi chết. Mỗi lần mình đi qua đây đều mua một quả bóng cho ông ấy. Đồ chỉ biết bịa chuyện lừa nước mắt các cô gái. Đường Thanh lau đôi mắt đỏ hoe, đương nhiên không chịu thừa nhận bị câu chuyện của Trương Khác làm xúc động, còn hung dữ dọa y. Không được lấy trò này đi lừa cô gái khác. Chạy tới chỗ ông già mua một quả bóng xanh nhạt, không biết kiếm đâu ra một cái bút dạ, bắt Trương Khác cầm bóng, còn cô viết lên đó Trương Khác là đồ đại. Viết tới đo ngoẹo đầu hỏi. Đại xấu xa hay là đại sắc lang hay hơn? Viết đại sắc lang đi, đại xấu xa phạm vi rộng qua, người ta không biết là xấu ở phương diện nào. Trương Khác hết sức nghiêm trang kiến nghị. Cút đi. Đường Thanh phì cười. Trên gò má còn giấu nước mắt chưa khô, quả nhiên đúng như nguyện vọng của Trương Khác, 7 chữ Trương Khác là đồ đại sắc lang, được viên lên quả bóng bay, cô nàng còn buộc dây vào tay y, nói. Mang về buộc lên cây ở gần lớp học, không thể để cô gái khác bị bạn lừa. Rồi nói đám Trần Phi Dung, Đỗ Phi. Nếu các bạn đi qua đây, giúp mình mua 7 quả bóng viết 7 chữ kia mang về lớp, còn tiền. Tiền cứ đòi Trương Khác. Thảm vậy sao? Trương Khác tròn mắt. Mình không bỏ tiền được không? Nhất định phải bỏ. Đường Thanh cười đắc ý,
kéo tay Trần Phi rung lắc. Bạn có cần mua vài quả bóng về viết, Trương Khác là đồ đại xấu xa, không? Trước kia Trương Khác đúng là rất xấu với bạn. Trần Phi Dung mỉm cười lắc đầu. Mình sau này cứ giúp bạn viết Trương Khác là đồ đại sắc lang vậy. Tô Nhất Đình nhìn bộ mặt tội nghiệp của Trương Khác cười ngặt ngoéo. Cậu ta tuyệt đối xứng với cái danh hiệu đó, tới giờ mình vẫn không biết làm sao cậu ta biết Hà Huyền, đến Hà Huyền cũng chẳng hiểu ra sao, căn bản là có liên quan gì tới nhau đâu. Hà Huyền đỏ mặt cười, cô đúng là rất hoang mang. Kết cục Trương Khác buộc 8 quả bóng ở tay, trên đường có mấy người liền chạy tới hỏi mua bóng, Trương Khác kéo cổ áo sơ mi cho Đường Thanh xem. Mình toàn thân mặc đồ Givenchy, trông giống bán bóng chỗ nào. Đường Thanh cười tới đau cả bụng, Trương Khác muốn chia bóng cho mọi người, Đường Thanh bảo mọi người không được nhận, khi trở về, đứng ở trạm xe buýt. Trương Khác đang cẩn thận tránh bị đám đông làm nổ bóng thì phụ nữ trung niên lái xe quát lớn ngăn Trương Khác lên xe. Này bán bóng, không được lên. Trên xe đông người như thế, mang bóng lên tôi làm sao chở được người khác nữa. Mấy cô gái lại ôm nhau cười chảy nước mắt, lúc này mới chia nhau bóng, tam người vừa vặn 8 quả bóng, chiếm nửa khoang xe, Đỗ Phi lên xe chào phụ nữ lái xe, còn bỏ thêm vào hộp tiền 20 đồng, coi như mua vé xe cho mấy quả bóng. Người phụ nữ lái xe cười xấu hổ. Tôi đã bảo làm gì có chàng trai bán bóng nào đẹp trai thế mà. Đám Đường Thanh cô nào cô nấy môi hồng răng trắng, mặt hoa da phấn, thường ngày gặp được một hai người đã hiếm lắm rồi, tự nhiên một loạt năm cô gái lên xe, làm mọi người trong xe hoài nghi có phải là mỹ nhân học viện âm nhạc hoặc ca vũ đoàn đi chơi, nên không để ý có 8 quả bóng bay lơ lửng trên đầu. Xuống xe, Tô Nhất Đình và Hà Huyền về túc xá trước. Đám Trương Khác tới nhà chiêu đãi số 2, ba mẹ y cũng vừa chơi chán trở về, Lương Cách Chân nhìn thấy Đường Thanh liền nói bà vừa nói chuyện với mẹ Đường Thanh, sẽ cùng cô tới Hong Kong. Ở Hong Kong có Tương Vi phụ trách an bài rồi, thêm một người nữa cũng không sao, đặt vé máy bay trước là được. Thời gian cũng đã muộn, mọi người đưa Trần Phi Dung về túc xá, Đường Thanh, Thịnh Hạ hưng phấn nên chẳng thấy mệt, Đường Thanh còn muốn chạy tới túc xá Đại học Đông Hải treo bóng bay. Đi qua thao trường, thấy trải đầy chiếu, rất nhiều sinh viên cùng phụ huynh ngủ ở thao trường, trông vô cùng náo nhiệt. Sân bóng phía trước túc xá nữ cũng thế, đám Trương Khác vừa treo bóng bay lên thì từng hạt mưa như hạt đậu lộp độp đổ xuống, những người trải chiếu chuẩn bị qua đêm ngoài trời cuống quýt ôm đồ tìm chỗ tránh mưa. Chỉ chớp mắt mưa đã rào rào đổ xuống, Trương Khác vừa giúp Đường Thanh buộc bóng xong, ôm lấy cái eo nhỏ của cô chạy tới hành lang tránh mưa. Đường Thanh lấy khăn tay ra lau nước mưa trên đầu Trương Khác, dựa vào lòng y, ngả đầu nhìn mắt y, chỉ vào quả bóng bay buộc dưới đèn đường nói. Bạn xong đời rồi. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Trương Khác đưa tay ra che cánh môi đỏ hồng tuyệt đẹp của cô. Mưa rất lớn, nước mưa rào rào làm những quả bóng bay trao đảo lên xuống, có điều vẫn miễn cưỡng nhìn thấy được 7 chữ, Trương Khác là đồ đại sắc lang. Quan trọng là quả bóng lẻ loi buộc ở dưới đèn đường quá bắt mắt, đó là quả bóng đầu tiên Trương Khác mua. Lúc này những người tranh mưa dưới hành lang đã qua hoảng loạn, chỉ quả bóng kia thì thầm thảo luận Trương Khác rốt cuộc là ai. Thằng đó đáng hận thật, phải có bao nhiêu cô gái bị hủy trong tay nó thì người ta mới tàn nhẫn buộc những quả bóng này ở trước túc xá nữ chứ. Không hiểu ở đâu phát ra một giọng nam vùng Đông Bắc, lời tác giả, câu chuyện cụ già bán bóng là có thật. Các bạn đi qua khổng miếu hãy dừng lại mua một quả bóng, đa tạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 600, đi bơi thuyền. Đường Thanh ở trong lòng Trương Khác cười tới thở không nổi, vậy mà chưa thỏa, kéo cả Trần Phi Dung tới ôm lấy cười, Trần Phi Dung cũng cười chết thôi, hai cô gái ôm lấy nhau, Trương Khác đứng bên cạnh, đặt cằm lên vai Đường Thanh nói nhỏ với Trần Phi Dung. Sau này ở trường ngàn vạn lần đừng nói quen mình. Nói có cũng đừng nói tên ra, cái tên này coi như bị hủy triệt để rồi. Trần Phi Dung che miệng lườm Trương Khác một cái, cười duyên dáng, lại cảm thấy như thế có hơi ám muội, gò má đỏ lên, quay đầu đi không dám nhìn y. Mưa rất lớn, các bậc phụ huynh chỉ đành trốn ở hành lang túc xá, một số nữ sinh không thể bỏ cha mẹ ở đó về phòng, nên hành lang náo nhiệt vô cùng, có nhà hưng phấn, có nhà bi thương, có cô gái ôm cha mẹ khóc cứ như sắp lên kiệu hoa về nhà chồng. Đường Thanh liền kéo Trần Phi Dung tới phòng của Trương Khác, nơi này xem chừng cả đêm chẳng yên tĩnh nổi, Trần Phi Dung chạy lên lầu lấy hai cái ô xuống, Trương Khác khấp khởi mừng thầm Đỗ Phi và Thịnh Hạ một cái,
tức là y đừng đi cùng hai cô cái rồi, ý nghĩ vừa mới nảy ra thì Đường Thanh ném ô cho đi. Bạn và Đỗ Phi che chung đi. Ba cô gái rúc vào một cái ô. Đi qua căng tin, mua hai bộ tú một đống đồ ăn vặt về phòng, chơi tới 2 giờ sáng mới đưa Trần Phi Dung về, còn bọn họ tới nhà chiêu đãi. Lúc này mưa đã ngừng, trên sân lại trải đầy chiếu, rất nhiều phụ huynh đã ngủ. Đây chỉ là một màn trong cuộc đời muôn vẻ mà thôi. Ngày 6 tháng 9, vẫn là ngày sinh viên mới báo danh, Trần Phi Dung buổi sáng có tiết, Trương Khắc ngủ ở nhà khách tới tận 10 giờ mới dậy, gọi di động cho Đường Thanh thì biết cô nàng cùng Thịnh Hạ và cha mẹ y tới khu sáng nghiệp vườn sồi tham quan rồi. Trương Khắc cầm gối ném Đỗ Phi dậy, hai tên rửa giấy qua loa, ăn tùy tiện vài thứ rồi đi tìm Đường Thanh, đứng ở đường Đông Hoa có thể nhìn thấy cổng khu sáng nghiệp, chỉ vài bước đi bộ chừng mấy trăm mét thôi. Ngoài phòng nhiệt độ oi bức chịu không nổi, Trương Khắc nhìn thấy chú và cha mẹ, đi tới thì nghe thấy bọn họ đang nói tìm một con thuyền để tới Yến Quy Hồ dạo chơi. Đây đúng là kiến nghị hay, mùa hè nóng chang chang, có nơi nào giải nhiệt bằng ở giữa hồ. Yến Quy Hồ là hồ sống, nối liền với sông Tiểu Giang, sau khi nguồn ô nhiễm bị cắt đứt triệt để, qua cả mùa mưa tẩy rửa, nước hồ đã trở nên trong vắt, có điều những vật chất ô nhiễm tích dưới đáy hồ cần có thời gian dài để thiên nhiên làm sạch. Có điều không ảnh hưởng tới tâm tình chơi thuyền lúc này. Đeo kính râm, đội mũ lưỡi chai, Trương Khắc nhàn nhã lên chiếc du thuyền kiểu hoa thuyền cổ, thuyền bơi ra giữa hồ, Trương Chi Hành hỏi con. Có xí nghiệp nào vào khu chưa? Nghe nói cả đống hồ sơ chất trên bàn rồi, chuyển thẩm tra con không quan tâm. Trương Khắc lười nhắc nói. Đọc một phương án sáng nghiệp có giá trị thì mất cả ngày của một người, lại vì giữ bí mật thương nghiệp, nên tiến độ thẩm tra cực chậm. Xác định được nhóm xí nghiệp đầu tiên trước tháng 10 đã là giỏi lắm rồi, còn cả tháng nữa mà ba. Này hai cha con. Lương Cách Chân trách. Đã nói là nghỉ vài ngày, mới được một ngày đã nói mấy chuyện này rồi, cha con anh không mệt à? Trương Khắc ngậm miệng, dù sao y cũng có hứng thú gì với công việc đâu. Bên kia là cái gì? Thịnh Hạ chỉ một kiến trúc bên cạnh khu sáng nghiệp. Hình như là biệt thự, sao chỉ xây một cái? À! Trương Khắc cứng người, quay sang hỏi Thiệu Chí Cương. Nơi đó xây cái gì thế? Nhìn bản thiết kế không chú ý lắm tới chỗ đó, có thiết kế nhỏ như vậy à? Là khu nhà ở cho cao tầng chủ quản, dọc bên hồ còn xây mấy biệt thự nữa. Thiệu Chí Cương mau mắn ứng phó. Nếu Khắc thiếu gia thích thì để lại cho cậu một tòa. Thôi, cách trường học xa quá, không có thời gian chạy đi chạy lại. Trương Khắc nhếch môi nói. Chỗ đó cách cổng Nam Đại học Đông Hải 1 km, nhìn thế nào cũng không thấy xa, đúng là trợn mắt nói láo. Ai đề nghị lên Yến Quy Hồ bơi thuyền thế? Đúng là ý kiến tồi tệ, thái độ Trương Khắc quay ngoắt 180 độ. Ăn trưa trên du thuyền xong, Trương Chi Hành rủ Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi câu cá, Trương Khắc xưa nay coi đó là hoạt động của ông già nên chẳng hứng thú lắm, có điều Đỗ Phi rảnh rỗi hay theo cha đi câu, trình độ rất cao, cũng kiếm một cái cần câu ngồi mốc meo ở đó. Bờ Nam Yến Quy Hồ có một con suối từ trên núi chảy ra, nước nơi đó là sạch nhất, ở cửa suối nước trong tới mức nhìn rõ đá cội dưới đáy hồ, nơi này cây cỏ rậm rạp, sinh viên các trường xung quanh rảnh rỗi thường tới đây chơi, khuất sâu sau những bóng cây tùm còn loáng thoáng truyền tới tiếng nam nữ giỡn nước. Trương Khắc kéo Đường Thanh xuống du thuyền, đi chân đất dẫm lên tảng đá bên suối đi vào trong núi, mới đi được vài trăm mét quay đầu lại đã không nhìn thấy du thuyền neo ở cửa suối nữa. Nhìn thấy một tảng đá lớn nhô lên giữa lòng suối. Ngồi lên đó nghỉ chút đi. Trương Khắc đề nghị. Bốn xung quanh tảng đá là rêu bám trơn như mỡ, Đường Thanh bảo Trương Khắc cho cô mượn vai trèo lên, có điều phải chịu đựng y thừa cơ sờ mông mình, bò lên được tảng đá phát hiện ra đây đúng là chỗ tuyệt vời, vừa khéo nhìn được cảnh trí ở bờ Bắc Yến Quy Hồ, lại che đi du thuyền. Một con hươu thò đầu ra. Thấy Đường Thanh đứng trên tảng đá ngó nghiêng cũng hơi nghiêng đầu mở to đôi mắt ngây thơ nhìn cô. Đường Thanh chưa bao giờ thấy động vật hoang dã, hưng phấn nhảy cẫng lên reo hò, không may dẫm vào tay Trương Khắc, y la thảm trượt xuống suối, thiếu chút nữa thì ngã vào trong lòng suối, con hươu tất nhiên cũng bị tiếng hét của y bỏ chạy. Chỉ sờ mông có hai cái, có cần trả thù như thế không? Trương Khắc ngẩng đầu lên, Đường Thanh mặc quần lửng, để lộ bắp chân nhỏ trắng trẻo mê người. Do đi lội nước với Trương Khắc, ống quần từ đùi trở xuống đã ướt hết rồi. Trả thù đấy thì sao hả? Đường Thanh nghênh mặt lên,
giơ bàn chân múa trước mặt Trương Khắc. Sao bạn biết chỗ này, thật tuyệt vời. Chân không cho Trương Khắc trèo lên, hại Trương Khắc bò cả người trên vách đá mới leo lên được, dính rêu đầy người, tức mình tóm lấy chân Đường Thanh hôn cho cô nàng mềm nhũn ra, lại trượt xuống suối giặt áo, trải lên tảng đá phơi khô. Chỗ này chỉ lội nước từ cửa suối lên mới tới được, tuy sâu trong kia vẫn thấp thoáng tiếng người, nhưng đi tới được rất khó, Trương Khắc tới đây gần trăm lần mới phát hiện ra được. Mùa hè nóng bức, cầm một quyển sách, một chai nhị hoa đầu tới đây nghỉ cả buổi chiều, tuyệt đối là chuyện thư thái nhất đời người. Ngồi mình trần trên tảng đá còn cảm thấy hơi lạnh, Trương Khắc bảo Đường Thanh ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy. Ngồi ở đây nhìn sang kia đẹp hơn hay ở kia nhìn bên này đẹp hơn? Trương Khắc thấy Đường Thanh ngả đầu ra sau hỏi mình, nhìn đôi mắt trong vắt, hàng mi dài rung rung, khiến lòng người say mê, Trương Khắc nhẹ nhàng đưa tay tới mép quần cô nói. Quần bạn ướt hết rồi, có cần cởi ra phơi khô không? Hi hi. Đường Thanh vặn mình như con rắn. Không cho tùy tiện cởi quần con gái. Cảm giác tay Trương Khắc thôi không cởi quần nữa chuyển sang vuốt ve mông mình, cô yên tĩnh lại, nghiêng người qua ôm lấy cổ Trương Khắc, áp sát tai vào ngực y. Tim bạn đập như đánh trống vậy. Lại ngước đầu lên nhìn Trương Khắc nũng nịu. Nhớ tới Hong Kong chơi với mình. Ừ. Trương Khắc đáp một tiếng, nhìn cánh môi hồng nhuận kiều diễm hơi cong lên, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt mê ly làm người ta mê loạn, cúi đầu hôn lên đó. Cơ thể Đường Thanh không ngừng run lên, càng hôn càng thấy không thỏa, người muốn áp sát vào lòng Trương Khắc hơn nữa, nhích mông áp tới, không ngờ mông vừa đặt xuống chạm ngay đúng vật cứng ngắc hư hỏng kia, giật mình thét lên, mắng. Đám con trai đúng là háo sắc. Mông lại nhích ra ngoài, mặt vẫn áp vào má Trương Khắc. Mình chỉ cần bạn hôn mình, không cho phép có suy nghĩ xấu khác. Trương Khắc nghĩ khi nào đó làm thịt cô nàng rồi, để rồi xem lúc đó ai có suy nghĩ xấu. Chương 601, mỹ nữ này điên à. Nghe tiếng Đỗ Phi, Thịnh Hạt từ sau rặng cây bên kia chuyển tới, rõ ràng không làm gì cả, Đường Thanh vẫn chột dạ rời khỏi lòng Trương Khắc, còn bắt y mặc cái áo chưa khô vào. Buổi tối tổ chức lễ động viên quân huấn. Dù Trương Khắc và Đỗ Phi không tham gia quân huấn, nhưng không thể bỏ hoạt động đầu tiên được. Đợi tới khi gần hoàng hôn liền men theo dòng suối quay trở về thuyền, lên thuyền mới biết mẹ Đường Thanh đã sắp tới kiến nghiệp rồi, sợ lỡ chuyến bay ngày mai, nên bà tới trước một ngày. Dù thuyền đỗ ở bờ Bắc, Phó Tuấn lái xe đưa Cố Kiến Bình tới thẳng bến tàu, không kịp ăn cơm nữa, Trương Khắc và Đỗ Phi về trường trước, định nhăn qua loa gì đó ở nhà ăn. Về tới phòng phát hiện ra có tờ giấy dán ở khe cửa, Lục Thiên Hữu tới tìm bọn họ, bảo bọn họ tới phòng 12 nhận đồng phục quân huấn, nam sinh thống nhất cắt tóc hai tấc. Lúc này Trương Khắc mới nhớ ra tới nhà ăn không có khay đựng cơm là không được, còn việc cắt tóc Trương Khắc chẳng thèm bận tâm. Xem giờ thì chắc hiện đã gần kết thúc báo danh rồi, Trương Khắc chạy tới phòng 12 lĩnh đồng phục, khay đựng cơm, còn chăn màn chiếu chiếc gì hết thì tặng hết cho quản lý, chẳng hứng thú đi tới chào hỏi nam sinh cùng lớp. Quay đầu ra ngoài luôn, vừa khéo gặp một cô gái mặc đồng phục quân huấn, da trắng môi hồng mắt sáng đi vào. Đỗ Phi rất tự nhiên huýt sáo một tiếng, chọc tay Trương Khắc nói. Phải ngang với hoa khôi của khoa mình rồi, không biết học ngành nào. Hắn cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, chân không hề dừng lại. Tên tiểu tử này tưởng mặc đồng phục quân huấn là sinh viên mới, chủ nhiệm khóa, trợ lý chủ nhiệm và sĩ quan huấn luyện cũng mặc đồng phục quân huấn. Cô gái xinh đẹp này chính là Tịch Nhược Lâm trợ lý chủ nhiệm khóa 97. Ở điểm này lịch sử không hề thay đổi, Trương Khắc rất thích. Tịch Nhược Lâm có thể được coi là mỹ nữ, đáng tiếc khóa trước cô có Giang Đại Nhi áp đảo tất cả, khiến hoa hoa cỏ cỏ toàn trường không có cơ hội nổi bật. Năm trước Giang Đại Nhi nghỉ học Trần Phi Dung lại ở khu trường mới, năm nay lại chuyển về, mỹ nữ có cấp bậc như Tịch Nhược Lâm hình như vĩnh viễn không có cơ hội nữa, thật là thê thảm. Có điều cô gái này bề ngoài quá nghiêm khắc, Trương Khắc cũng không có cơ hội xé cái vẻ ngoài của cô ta xuống, xem bên trong cô thế nào, thơ thoảng nhìn vài cái còn được, huýt sáo thì chưa bao giờ làm. Tên Đỗ Phi này thấy mỹ nữ là lại theo bản năng huýt sáo, Trương Khắc tất nhiên tránh xa hắn ra một chút, dùng khóe mắt liếc nhìn Tịch Nhược Lâm, thấy cô ta cau mày, nghĩ tới cảnh Đỗ Phi bị ăn chửi, khóe miệng không kìm được muốn cười. Cười cái gì mà cười? Trương Khắc hơi ngớ ra. Thấy đôi mắt sắc lẻm của Tịch Nhược Lâm nhìn chằm chằm vào mình, quá đắc ý rồi, làm bà cô này nổi giận chút lên mình.
Trương Khắc cười lãnh đạm. Cười cũng không được sao? Các cậu lớp nào, tên là gì? Giọng Tịch Nhược Lâm có sức phá hủy làm vàng gãy đá vỡ. Ai đấy? Đỗ Phi không bỏ Trương Khắc lại chuồn mất, hắn cảm thấy nghi hoặc, cô gái xinh đẹp này, hắn vẫn nghĩ Tịch Nhược Lâm là sinh viên mới, sao mà khó tính thế, cười một cái mà cứ như làm gì ghê lắm, thật cổ quái. Cô ấy có vấn đề ở đây à? Hắn chỉ vào đầu hỏi. Trương Khắc không nhịn nổi cười, y không tin Tịch Nhược Lâm không đoán ra y và Đỗ Phi là ai, tất cả sinh viên mới đều ở khu 12, lúc này chắc đã báo danh hết, ra vào đều mặc đồng phục, tóc cắt hai tấc, chỉ có y và Đỗ Phi vẫn để tóc như bình thường. Câu nói này của Đỗ Phi đoán chừng gãi đúng chỗ thống hận nhất, càng đáng ghét hơn cô ta lại không thể nhào tới cắn xé hai người bọn họ. Đỗ Phi đã thế rồi, Trương Khắc không ngại đổ thêm ít dầu, nháy mắt với Tịch Nhược Lâm. Mỹ nữ, muốn bắt chuyện với bọn anh cũng không cần nghiêm túc thế đâu, làm quen chút, anh là Tiêu Xuân Minh phòng 417, cậu ấy là Lục Thiên Hữu phòng 451, em ở lớp nào? Đỗ Phi nhìn thấy cái cổ trắng muốt của cô gái xinh đẹp trước mắt từ từ dâng lên một màu đỏ, qua môi, mũi, bao phủ cả khuôn mặt, lúc này mới ý thức cô ta đã rơi vào trạng thái cuồng nộ, hắn giật mình, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ cô ta chắc gì đã biết Trương Khắc đã ba hoa. Trương Khắc trước kia không hiểu tâm tình con người ta vì sao dễ dàng kích động như thế, nhìn thấy bộ dạng này của Tịch Nhược Lâm đúng là bài học sinh động, cô ta khó khăn lắm khống chế được cơn giận, hừ một cái đi lên lầu. Cô ta là ai vậy, trông thật đáng sợ. Đỗ Phi không hiểu nổi tại sao cô ta lại có phản ứng lớn như vậy vì một chuyện nhỏ nhặt. Giữ lại chút hồi hộp đi, tối họp mày sẽ biết. Trương Khắc vỗ vai Đỗ Phi, nói bây giờ thì mất hay. Không có kinh nghiệm ở phương diện này, Đỗ Phi có thông minh tới đâu cũng không ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Mặc dù trường học nói ý nghĩa quân huấn nói hết sức kích động lòng người, nhưng ý nghĩa thực tế nhất của nó là cho đám sinh viên mới một bài học, ít nhất sau này dễ quản lý một chút. Nghiêm khắc nhất với quân huấn không phải là những sĩ quan quân đội, mà là đám chủ nhiệm khoa và trợ thủ vừa mới thoát khỏi quãng đời sinh viên hoặc chưa. Trừ Ngụy Đông Cường, ba trợ lý chủ nhiệm tựa hồ vẫn đi theo quỹ tích nhân sinh của mình, bọn họ được làm trợ lý chủ nhiệm vào năm cuối cùng. Trương Khắc chẳng bận tâm Tịch Nhược Lâm lên lầu có đập chén đập bát không, y và Đỗ Phi về phòng, thay đồng phục, lấy khay thức ăn ra nhà ăn làm đống cơm lớn. Đỗ Phi chăm chú lấy đũa gẩy một cái lá bùn dính trên thức ăn ra bàn, hỏi. Mày chắc ăn vào sẽ không sao chứ? Người anh em, chịu đựng đi. Mông Nhạc bê khay thức ăn tới. Nếu có ăn phải sâu cũng coi như tăng thêm dinh dưỡng. Thu hoạch ra sao? Trương Khắc cười hỏi. Mông Nhạc ngớ ra một lúc mới hiểu Trương Khắc nói gì, cười lớn. So với hành lý của các cậu thì đúng là 3.000 gia nhân thành ảm đạm thất sắc, thời gian còn lại nhạt nhẽo chán ngán, có thu hoạch gì được, hành lý của các cậu câu được từ đâu thế, mỹ nữ trường mình so với họ thì chẳng khác gì cặn bã. Có chứ, bọn tôi vừa gặp được một cô gái ở khu 12. Đỗ Phi hăng hái ghé tới nói. Có điều tính khí cổ quái lắm. Hắn vẫn cứ để bụng chuyện vừa rồi. Xinh đẹp lại khó hầu hạ, thế thì nhìn một hai cái là đủ rồi. Mông Nhạc lúc này còn rất thoáng, Trương Khắc không biết hắn yêu cô bà trên mạng kia rồi chuyện có xảy ra theo quỹ tích cũ không. Trương Khắc quyết định sau này không tới nhà ăn nữa, đem cả cơm lẫn thức ăn đổ vào thùng nước gạo, Đỗ Phi cũng không chút do dự. Thấy gần tới giờ liền đến túc xá nam chuẩn bị đợi họp. Tiêu Xuân Minh lúc này đã cắt tóc cộc, hắn vốn nhỏ lại gầy, mặt lại quát, nên trông càng nhỏ thó, nhìn thấy hắn như thế Đỗ Phi mới biết tùy tiện thay đổi kiểu tóc phải chịu nguy hiểm nhất định. Vào phòng Tiêu Xuân Minh ngồi một lúc, rồi chạy đi làm quen với nam sinh chuyên ngành kinh tế với bọn họ. Tới giờ mọi người tới phòng 205, đang đi trên thang thì Trương Khắc bị Đỗ Phi kéo tay. Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt thanh tú như thủy tiên trong nước của Tạ Tử Gia, vóc người nhỏ nhắn càng bị bộ quân phục thùng thình nuốt mất. Trương Khắc định chào hỏi, nhưng môi nhếch lên mà cười nổi, đứng một lúc rồi quay đầu đi lên. Tạ Tử Gia đang do dự không biết có nên cười với Trương Khắc không thì thấy vẻ mặt cứng đờ của y, trong lòng rất khó chịu, Đỗ Phi lại cười nhăn nhở với mình, trừng mắt lên nhìn hắn. Đỗ Phi cụt hứng theo Trương Khắc lên lầu, đi vào phòng học. Nhìn thấy Tịch Nhược Lâm cùng hai trợ lý chủ nhiệm khác đứng cùng Ngụy Đông Cương, nhổ phì một cái. Mẹ nó, thảo nào, bọn mình ngồi đâu đây?
Trương Khắc tâm tình càng không vui thì càng lắm trò tai quái, hất hàm vào hàng đầu. Ngồi ngay trước mắt cô ta. Chương 602, à. Không ngờ Thẩm Tiêu cũng ngồi hàng đầu, đại bộ phận nam sinh đều trốn phía sau, nên cô rất ngạc nhiên, vuốt tóc mình, ý hỏi bọn họ vì sao không cắt tóc. Trương Khắc liếc nhìn Tịch Nhược Lâm, mắt cô ta như muốn lóc thịt trên người bọn họ, Ngụy Đông Cường làm như không nhìn thấy, hai tên nam trợ lý khác ánh mắt rất bất thiện, đại khái vừa rồi Tịch Nhược Lâm mách lẻo, bọn họ đứng trên lập trường của bọn họ, Trương Khắc chẳng bận tâm, ngồi xuống, cố ý hiểu lầm lời Thẩm Tiếu, cười nói. Bạn cắt tóc trông xinh hơn đấy. Thẩm Tiểu đỏ mặt, giải thích. Tôi hỏi hai bạn sao không cắt tóc, các nam sinh khác đều cắt rồi. Thế à, không ai thông báo với bọn mình cả, chắc là không sao. Trương Khắc đánh miệng lên bục giảng. Bọn họ cũng có nói gì đâu. Thẩm Tiểu là cô gái thuần khiết, nghe vậy liền coi là thật. Các sĩ quan huấn luyện đi vào, dẫn đầu mọi người hát ca khúc cách mạng, trong các phòng học khác cũng truyền tới tiếng hát, đây là truyền thống rồi. Đúng 7 giờ Thôi Quốc Hằng và lãnh đạo khoa đi vào, lễ động viên quân nhuấn chính thức diễn ra, Tịch Nhược Lâm đi lên chủ trì, giọng êm vừa ngọt, Đỗ Phi nháy mắt với Trương Khắc, ý nói vừa nãy sao không nghe ra. Trương Khắc cười, phụ nữ phải thấy cái mặt xấu trước, thấy mặt tốt sau mới không có ảo tưởng về cô ta. Giới thiệu rồi phát biểu, mất gần 2 tiếng vô nghĩa, kết thúc các lớp tự họp riêng. Trương Khắc lúc này mới biết lớp mình có 36 người, 23 nam, 13 nữ, Lục Thiên Hựu là lớp trưởng, Thẩm Tiêu thành tích thi vào cao nhất khoa, làm bí thư chi bộ, các chương danh ủy viên sinh hoạt, ủy viên học tập v.v. đều được quyết định, họp lớp chỉ có tự giới thiệu, chẳng có gì khác. Họp xong Trương Khắc và Đỗ Phi rời khỏi lớp, Lục Thiên Hựu gọi bọn họ lại. Trương Khắc, Đỗ Phi, hai bạn đợi tôi một lát. Trương Khắc dừng chân quay đầu lại, trong lớp chỉ còn mấy cán bộ, Lục Thiên Hựu đang đứng cạnh Thẩm Tiêu, hỏi. Có chuyện gì? Chủ nhiệm Ngụy bảo tôi gặp hai bạn nói chuyện. Lục Thiên Hựu đi tới nói. Trương Khắc ừ một tiếng rồi cùng đi ra khỏi phòng phọc. Lục Thiên Hựu không vội nói, ra khỏi khu một lúc mới cân nhắc lên tiếng. Nghe chủ nhiệm Ngụy nói. Lớp chúng ta có ba bọn mình gia cảnh khá đặc thù, tôi nghĩ chúng ta lên làm gương. Chuyện hai bạn không thể tham gia quân huấn tôi cũng được nghe rồi, tôi muốn mời hai bạn cùng tôi làm báo cáo quân huấn, hai bạn thấy sao? Ừ, được. Trương Khắc gật đầu, đây hẳn là ý của Ngụy Đông Cường, điểm quân huấn tính là 8 học phần, đại khái đây là cái thang cho hai bên cùng xuống. Cùng với quân huấn diễn ra, sinh viên vì sức khỏe hoặc lý do khác không thể tham gia quân huấn ngày một nhiều. Tức là sinh viên phụ trách làm báo cáo quân huấn ngày một nhiều, đây là công việc nhẹ nhàng. Chủ nhiệm Tịch sẽ dạy các bạn làm báo cáo thế nào, sáng mai các bạn hãy tới chỗ cô tấy. Ồ! Trương Khắc không nhịn được huýt sáo một tiếng, nghĩ hiện giờ Tráng Ninh tóm được làm báo cáo chỉ có hai bọn họ, nếu không đời nào Tịch Nhược Lâm chọn bọn họ làm trợ thủ, có điều sáng mai phải tiễn Đường Thanh ra sân bay, khó xử nói. Sáng mai chúng tôi có việc xin nghỉ. Cậu có số điện thoại của Tịch Nhược Lâm không? Lát nữa chúng tôi sẽ nói chuyện này với cô ấy. Lục Thiên Hữu nói cho Trương Khắc số điện thoại, nếu hắn chủ động nói ra gia cảnh ba bọn họ đặc thù rồi, Đỗ Phi hỏi thẳng luôn. Nhà cậu làm cái gì? À! Lục Thiên Hữu nói qua loa. Ba tôi làm ở chính phủ. Đỗ Phi đợi mãi không thấy hắn nói tiếp, liếc mắt bảo Trương Khắc. Tao quên đồ trong lớp. Trương Khắc gật đầu. Tao đi lấy với mày. Không nói một lời bỏ Lục Thiên Hữu lại, xoay người đi đường khác về chung cư nghiên cứu sinh. Thằng này chẳng ra mẹ gì. Đỗ Phi luôn mồm than phiền. Nó tưởng nó là ai, ba tao cũng là nhân viên chính phủ. Nhại lại giọng điệu của Lục Thiên Hữu. Cứ như sợ nói ra thì bọn mình bám vào vậy, thằng này mà đã muốn không được đối xử đặc thù thì đừng bảo Thôi Quốc Hằng đưa tới túc xá. Đúng là loại vừa làm gái đĩ lại thích lập bia trinh tiết. Tâm thái nó chưa thành thục thôi. Trương Khắc cười. Nói thích vờ vịt thì cứ để nó vờ vịt, không để ý đến nó nữa là xong. Mặc dù trên lễ động viên, Tịch Nhược Lâm tỏ thái độ như băng giá với họ, có điều mai xin nghỉ vẫn phải nói với cô ta một tiếng. Trương Khắc gọi điện tới, nghe được giọng nói quyến rũ êm ái truyền tới. Biết gọi điện cho em vào lúc này sao? À.
Trương Khác ngớ ra, chẳng lẽ cô ta là loại nữ nhân ngoài băng nghiêm nghị giá trong nóng bỏng phóng túng. Có điều cũng không lý nào nhìn một cái là thích mình ngay được. Mấy ngày rồi mới nhớ ra gọi điện thoại cho em. Nghe ra được Tịnh Nhược Lâm đóng cửa phòng lại, giọng ngày càng trở nên lả lơi. À! Trương Khác xác định được Tịnh Nhược Lâm hiểu lầm rồi, loáng thoáng nghe thấy người cùng phòng chuyển điện thoại cho cô ta nói, người của bạn, nói không chừng cô ta đang sốt ruột đợi điện thoại của ai đó. À cái gì mà à, sao anh không nói? Em còn tưởng anh sau này không để ý tới em nữa chứ, hi hi, sao nào, vẫn không nhịn được gọi điện cho im trước phải không? Trương Khác không chút do dự cúp điện thoại, con thú bị thương không thể đụng vào, nữ nhân bị tổn thương tình cảm càng không thể đụng vào, may mà điện thoại phòng không hiện số. Đi tới nhà chiêu đãi Trương Khác mới bảo Đỗ Phi gọi điện cho Tịch Nhược Lâm nói chuyện nghỉ phép, nhìn Đỗ Phi nghiến răng nghiến lợi có thể đoán ra giọng Tịch Nhược băng nhất định lạnh tới mức làm người ta cảm thấy như băng chọc vào tai. Máy bay của Đường Thanh cất cánh vào lúc 10 giờ, Trần Phi Dung cũng trốn tiết tới tiễn chân. Trương Chi Hành sáng sớm đã được Mã Hải Long đưa về Tân Vu, tới sân bay tiễn chân chỉ có Trương Khác, Đỗ Phi và Trần Phi Dung, Thịnh Thanh không rảnh chuyên môn tới tiễn em gái, có Đỗ Phi làm đại biểu là được. Nói ra thì Hong Kong và Kiến Nghiệp cách nhau có 2 giờ bay, còn ít hơn từ Kiến Nghiệp tới Hải Châu, nhưng cảm giác trong lòng thì hoàn toàn khác hẳn, đổi vé lên máy bay, Đường Thanh mắt bắt đầu hoe đỏ. Trương Khác đưa tay ra lau khóe mắt của cô, nước mắt trong suốt chảy xuống, đi qua cửa an ninh, đột nhiên chạy ngược lại ôm lấy Trương Khác, áp mặt vào ngực y tới 5 giây mới xác định được. Thì ra bạn thực sự không muốn để mình đi. Ngẩng lên khuôn mặt chan chứa nước mắt nhưng nụ cười thật tươi. Ở kiếp trước ngày Đường Thanh ra đi trong lòng y càng đau đớn vạn phần. Trương Khác nhẹ nhàng dùng tay áo lau sạch nước mắt cho cô. Vỗ vai Đường Thanh, ý bảo có hai bà mẹ đang đứng nhìn phía này. Đường Thanh cười xấu hổ, nắm tay Trần Phi Dung, quyến luyến một hồi mới đi qua cửa an ninh. Đợi bọn họ biến mất trong đường đi ra đường băng, ba người Trương Khác mới trở về, lái xe ra ngoài, có thể nhìn rõ mỗi chiếc máy bay lên xuống. Dù sao cũng đã nhập thu, trời đầy mây, không có mặt trời gay gắt, Trương Khác gác tay lên cửa sổ xe, nhìn theo chiếc máy bay đi Hong Kong, chạy lấy đà, cất cánh. Bay vòng tăng độ cao, rồi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, kiếp trước y đã từng đi dọc 50 km bờ biển chỉ với ước nguyện ngây ngô được nhìn chuyến bay mang đi người con gái y yêu thương, một lần và mãi mãi. Giờ thì khác rồi không ai hay cái gì có thể mang Đường Thanh rời khỏi y nữa, Trương Khác hơi buồn cười vì cảm xúc lẫn lộn khi nãy. Chương 603, chính thức bắt đầu cuộc đời đại học. Lái xe về nhà chiêu đãi. Trần Phi Dung có chiếc xe đạp màu vàng sáng sớm đi qua để lại đó, Trương Khác nhớ ra muốn tiết kiệm sức thì không thể thiếu xe đạp được. Trần Phi Dung dắt xe đạp cùng Trương Khác và Đỗ Phi về trường, khi đi qua túc xá nữ, làm người ta ngạc nhiên là 8 quả bóng bay vẫn còn nguyên, chỉ chữ hơi nhạt đi, nhưng vẫn nhận ra được, Trần Phi Dung nhoẻn miệng cười. Nếu mỗi lần qua khổng miếu mua mấy quả bóng về chắc chẳng bao lâu sẽ buộc kín chỗ này mất. Lúc này người qua người lại. Trương Khác không có dũng khí chạy tới thả khô bóng bay đi, vẫy tay tạm biệt Trần Phi Dung, đợi cô về túc xá rồi mới cùng Đỗ Phi rời đi. Qua, coi như thực sự bắt đầu cuộc đời học sinh rồi. Trương Khác vươn vai, đứng ở trước sân tennis, nhìn hai cô gái mặc váy đánh bóng bên trong, mặc dù không phải là loại váy ngắn cũng nhảy lên là lộ quần lót, chân cũng không đủ trắng, nhưng dù sao cũng là chân của thiếu nữ thanh xuân, Trương Khác vẫn cảm thấy tâm tình hết sức tốt đẹp. Đang tính xem có nên gọi Tôn Tĩnh Mông tới chơi không thì nhớ ra một việc, hỏi Đỗ Phi. Bọn mình sẽ sống ở đây 4 năm đấy, mày có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch à? Đỗ Phi trầm ngâm, đây không phải là đề tài nhẹ nhàng. Lần trước đi Hong Kong cảm thấy bị tác động mạnh mẽ, trước kia không phát hiện ra có chuyện gì mình không làm nổi, giờ cảm thấy không biết mình làm được gì. Ha ha ha! Trương Khắc cười. Đây không phải là biểu hiện của thiếu tự tin, mà là biểu hiện của trưởng thành. Có chuyện muốn nói với mày đây. Chuyện gì? Cổ phần phía Thâm Quyến tao thấy mày nên bỏ đi, đương nhiên, có bỏ hay không hoàn toàn ở mày. Trương kia đám Thịnh Thanh làm đĩa lậu, Đỗ Phi đi theo tăng kiến thức, trên giang hồ có câu là kẻ thấy thì có phần, Thịnh Thanh miệng cũng nói câu hắn cổ phần. 2 năm qua đám Thịnh Thanh ít nhất kiếm được từ nghề này 200 triệu. Số cổ phần đồng ý cho Đỗ Phi cũng rất lớn, Trương Khác muốn Đỗ Phi quên chuyện này đi càng có lợi cho hắn hơn. Ừ, trước kia không biết trời cao đất dày,
nghĩ số cổ phần đó mình đáng được hưởng, lúc này hiểu ra rồi, tao không nên nhận. Đỗ Phi hai tay nắm vào nhau. Ba tao không dặn gì cả, chỉ nói một câu thứ không phải của mình không nên lấy. Trương Khắc vỗ vai Đỗ Phi, hắn nghĩ được thế là quá tốt rồi, một đôi nam nữ đi vào sân, y nhìn theo cặp đùi trắng khá thích mắt, nói. Tóm lại là mày muốn làm gì cũng được, tao cũng sẽ ủng hộ mày. Cũng phải định ra kế hoạch thương nghiệp chứ. Có cũng được, không có cũng được, tao cấp vốn riêng cho mày. Trương Khắc cười. Chẳng phải ai cũng lấy viết kế hoạch là mở đầu của sáng nghiệp, đương nhiên, có kế hoạch sẽ có ích lợi. Vậy tao cũng chẳng làm được chuyện gì lớn. Càng tốt, vậy tao càng lỗ ít lớn. Trương Khắc đẩy vai Đỗ Phi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tao đang tính lấy danh nghĩa Cẩm Hồ Tài chờ cho sinh viên tham gia kế hoạch thi tài sáng nghiệp, có thể sẽ thí điểm từ kiến nghiệp. Cuộc thi tài này không liên quan tới việc mày muốn làm kia, cho mày tham dự cũng không thể để mày tham dự với thân phận người thi tài, nếu không với người khác mà nói là quá bất công. Vậy tao nên tham dự với phương thức nào? Cái này đừng hỏi tao, mày tự nghĩ đi. Trương Khắc trả lời vô trách nhiệm như thế, Đỗ Phi bực lắm. Đường Thanh tới Hồng Kông lúc 1 giờ chiều, bên kia người tiếp đón không ít, trong điện thoại tiếng cười nói náo nhiệt, nghe được giọng nói êm ái của Đường Thanh, tâm tình không rõ trên trong lòng lắng hẳn xuống. Hết giờ nghỉ trưa, sinh viên mới phải tập hợp ở thao trường chịu hè nhạ, thấy đám Ngụy Đông Cường, Tịch Nhược Lâm đang chỉ huy đội ngũ tập hợp, hai bọn họ chẳng thèm chào hỏi, đi tới văn phòng khóa tầng 3, vừa đẩy cửa vào thì thấy ngay Tạ Tử Gia. Tạ Tử Gia ngạc nhiên nhìn chằm chằm một lúc mới nói. Tịch Nhược Lâm nói tới hai tên khốn kiếp chính là hai anh đấy hả? Cô ta nói thế à? Trương Khắc ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân, thấy Tịch Nhược Lan, ánh mắt xuyên qua áo cô ta, nhìn bầu ngực ưỡn lên, xem ra phải cỡ 36D, nghi giọng điệu cô ta qua điện thoại hôm qua thì bị tên nào đó đá rồi. Khi bọn họ đi vào thì Tạ Tử Gia đang chống cằm nhìn mây trời, trước mặt cô ta có một chiếc pocket TPC, Đỗ Phi nhìn thấy cái máy vi tính gần tường đang mở. Cho dò mình chơi được một nửa, liền chạy tới chơi tiếp. Ê, này! Tạ Tử Gia đặt cánh tay trơn như gốm lên bàn, người ngả tới nhìn Trương Khắc. Sau này chúng ta là bạn phải không? Ừ, coi như vậy. Trương Khắc không hiểu nha đầu này nói gì. Tỷ giá đồng bạc sẽ còn tiếp tục hạ xuống, có điều không còn mấy cơ hội cho đám thợ săn nữa, tiếp theo sẽ là Đài Loan hay Hàn Quốc. Hả? Trương Khắc tròn mắt. Sao ngờ tới được vừa gặp mặt nha đầu này đã nói chuyện ấy, Đỗ Phi ở bên cạnh tay run lên, bom nổ đánh bùm, Trương Khắc dở ngốc. Không hiểu. Không muốn nói thì thôi. Tạ Tử Gia hừ một tiếng, nhưng giọng mềm xuống. Chỉ thảo luận thôi cũng không được à. Không hiểu thì thảo luận làm sao, cô nói gì thế? Trương Khắc giang tay ra, người thường tuyệt đối không nhìn ra sơ hở trên mặt y. Sao cô lại ở đây không tham gia quân huấn à? Chỉ các anh mới được phép bị bệnh à? Xem ra Tạ Tử Gia đã biết khá nhiều từ Tịch Nhược Lâm rồi. Trương Khắc thấy đội ngũ dưới lầu đang hành quân ra thao trường, nhắc Đỗ Phi một tiếng, hắn liền thoát trò chơi, xem tập san trên bàn. Trừ tập san kỹ thuật ra, Đại học Đông Hải có hai loại tập san, một là báo DH Đông Hải, chính thức phát hành ra ngoài, có nhân viên chuyên trách. Một loại khác là báo hệ. Báo khoa do cán bộ hội học sinh tổ chức phát hành nội bộ. Đám Ngụy Đông Cương đi vào, hắn vừa đi tới cửa thì máy nhắn tin bên hông vang lên, rõ ràng tỏ ra do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy máy nhắn tin ra xem, rồi tới bàn làm việc nhấc điện thoại, tay cứng đờ ra đó. Trương Khắc lấy làm lạ, nếu muốn gọi điện thì cứ gọi đi, chả lẽ cố kỵ trong phòng không tiện. Không ngờ Ngụy Đông Cường do dự một lúc lại lấy máy nhắn tin ra xem, người quay đi che tầm nhìn của Trương Khắc. Trương Khắc chỉ nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Tạ Tử Gia, hiểu rồi, thì ra Ngụy Đông Cường không nhớ số điện thoại, song sĩ diện không múa Trương Khắc nhìn thấy chiếc máy nhắn tin của hắn. Trương Khắc khẽ mỉm cười, vừa rồi Ngụy Đông Cường chỉ để lộ ra một góc máy nhắn tin y cũng biết đó là sản phẩm thời kỳ đầu của Liên Tín, thị trường không còn bán lâu nữa rồi, chắc là hàng second hand hắn mua lại từ ai đó. Có những chuyện người khác không để ý, mà chính bản thân người đó lại để trong lòng. Ngụy Đông Cường gọi điện thoại xong rồi đi, trừ Tịch Nhược Lâm, hai trợ lý khác phải đi học. Đại khái Tịch Nhược Lâm cũng biết lạnh lùng cỡ nào cũng không có tác dụng với Trương Khắc,
Đỗ Phi, có điều bản tính khiến cô ta không xuống thang được, mặt vẫn bất thiện. Các cậu có biết viết bút lông không? Đều biết một chút. Trương Khắc trả lời, Đỗ Phi viết tốt hơn y, chủ yếu do mẹ hắn từ nhỏ ép biết, kiên trì tới tận cao trung. Trương Khắc lúc nhỏ có luyện qua, xong bỏ lâu rồi, vào đại học một kỹ năng được ưa chuộng nhất là biết viết báo chữ lớn, Trương Khắc nghĩ hẳn không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Tịch Nhược Lâm hơi hòa hoãn hơn một chút. Lát nữa các cậu viết giúp vài tờ áp phích, tôi sẽ đưa các cậu tới nhà ăn gián, sau này nhiệm vụ của các cậu là hỗ trợ công tác tuyên truyền, làm tờ họa báo quân huấn, thẩm duyệt tâm đắc quân huấn mỗi ngày, chọn ra những bài viết tâm đắc làm báo. Chương 604, Quỹ sáng nghiệp. Quân huấn ở Đại học Đông Hải có một cái truyền thống cổ quái là tân sinh viên mỗi ngày phải viết tâm đắc quân huấn không dưới 500 chữ, chỉ riêng trò này thôi. Hơn 5.000 sinh viên chính quy Đại học Đông Hải ít nhất tạo ra mấy chục vạn tờ giấy lộn trong kỳ quân huấn. Viết áp phích thì Trương Khắc không bài xích, coi như luyện bút lông tu tâm dưỡng tính cũng được. Trương Khắc nhìn tờ bản thảo áp phích Tịch Nhược Lâm đưa cho mình, biết rõ chữ trên đó do cô ta viết, cái miệng đánh chết không chừa vẫn cứ theo thói quen hỏi. Chữ này ai viết thế? Xấu quá! Tịch Nhược Lâm muốn làm mặt lạnh, song má vẫn đỏ bừng lên. Vừa cầm lấy cốc nước sang văn phòng bên cạnh, rời khỏi chỗ làm cô ta xấu hổ không thôi này. Tạ Tử Gia nhìn Trương Khắc hỏi. Sao anh khẳng định được là cô ta viết? Sao cô khẳng định được không phải là tôi lỡ mồm? Trương Khắc hỏi vặn lại. Không muốn nói thì thôi. Tạ Tử Gia cũng chỉ có thể nói thế, cúi đầu viết áp phích. Tạ Tử Gia coi đây thành nơi che chở tránh quân huấn, cùng đám Trương Khắc thong thả viết áp phích. Viết xong còn lấy ra so xem ai viết đẹp hơn, bình luận một phen rồi mới sang phòng bên cạnh tìm Tịch Nhược Lâm để cô ta dẫn đi dán. Buổi chiều trời trong hơn, so với đám sinh viên phải tập đi đều giữa tiết trời 34 độ C, đám Trương Khắc sướng hơn nhiều rồi, dán áp phích xong, Trương Khắc nói thẳng với Tịch Nhược Lâm. Chúng tôi còn rất nhiều thứ chưa mua, văn phòng khóa có chuyện gì gọi vào di động của Đỗ Phi, chúng tôi đi đây. Viết số di động đưa cho cô ta. Lát nữa đi đánh cầu không? Tịch Nhược Lâm tính mình có nghiêm khắc đến đâu chỉ làm bản thân rơi vào cảnh xấu hổ hơn mà thôi, liền im lặng luôn, nghiêm mặt dắt Tạ Tử Gia về. Trương Khắc và Đỗ Phi tranh thủ tới cửa hàng xe đạp mua mỗi đứa một chiếc địa hình, cùng cả đống đồ lặt vặt, về tới trường thì nghe nói Tiêu Xuân Minh trúng nắng ngã ở thao trường, chạy tới bệnh viện trường thì thấy hắn đang nằm truyền nước, ngoại trừ mặt trắng bệch ra thì không có gì không ổn. Trương Khắc vỗ vai hỏi. Không phải cố ý chứ. Ngã cắm mặt xuống đất, còn sưng vù đầu lên đây này. Ngày đầu đã trúng nắng tốt hơn ngày cuối mới trúng nắng, mày sẽ không kiên trì tham gia quân huấn nữa chứ. Giác ngộ của tao chưa cao đến mức đó, nếu không có lỗi với cái đầu bị sưng. Trương Khắc cười ha hả, sau này có Tiêu Xuân Minh thay thế, Càng Tiền Khô Y và Đỗ Phi ra ngoài lêu lổng, vài ngày nữa thôi số người vì đủ thứ nguyên nhân xin nghỉ ngày càng nhiều. Nữ sinh có kinh cũng có thể không tham gia quân huấn, chẳng qua ngày đầu chưa ý thức được điều này thôi. Thấy Tiêu Xuân Minh không có gì đáng ngại, một lúc sau Trương Lôi tới, Trương Khắc và Đỗ Phi liền đi đánh tennis. Buổi tối nhận được điện thoại của Trần Tín Sinh, nói trung tâm quản lý quỹ đầu tư sáng nghiệp nhận được mấy trăm đơn, sau sơ tuyển chọn ra được 20 kế hoạch thư, đều mong vườn sồi cung cấp tài chính hỗ trợ, Trần Tín Sinh hy vọng Trương Khắc tuyển chọn danh sách cuối cùng. Trương Khắc oán giận nói. Sao cứ đẩy việc tàn khốc nhất cho tôi làm thế? Triệu Tử Lâm luôn oán trách không có cơ hội tiến hành giao lưu kỹ càng với Khắc thiếu gia, tôi bảo cô ta mang tài liệu tới nhé. Triệu Tử Lâm có kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp công nghệ cao ở Nhật Bản, Singapore, 34 tuổi, Trần Tính Sinh kiếm được cô ta thông qua công ty săn đầu người. Trương Khắc không phải là không coi trọng việc này, chẳng qua là thời gian đó bị Diệp Kiến Bân kéo sang Hong Kong. Chỉ gặp Triệu Tử Lâm một lần ở đó, ăn cùng bữa cơm, thấy cô ta được, liền thuê luôn, để cô ta phụ trách quản lý vận hành quỹ sáng nghiệp. Quyết định của Trương Khắc làm Triệu Tử thấy hơi qua ơ loa, thời gian qua Trương Khắc bận nhiều việc, chưa có thời gian giao lưu nhiều hơn với cô ta. Trương Khắc bảo Mã Hải Long đi đón cô ta tới, mời ăn tối ở nhà ăn của nhân viên trường. Triệu Tử Lâm nhìn thấy Trương Khắc mặc áo phông thể thao, tay cầm vợt. Đầu tự hồ vừa tới vòi nước xả cho mát xuất hiện trước mặt, cảm thấy hơi đau đầu, xem ra ông chủ của mình không phải là người tuân theo quy củ, trông dáng vẻ này chừng như chẳng có trách nhiệm lắm với cấp dưới. Khắc thiếu gia đúng là nhàn nhã.
gặp không nhiều nhưng Triệu Tử Lâm cũng học cách xưng hô này. Giám đốc Trần gọi cho tôi hơi muộn, nếu không tôi đã rủ cô đi đánh tennis. Trương Khác đặt vợt lên bàn, hỏi Triệu Tử Lâm muốn ăn gì. Ăn quen ở nhà hàng cao cấp, thi thoảng tới chỗ này ăn cũng thú vị, trong lòng Triệu Tử Lâm nghĩ thế. Nhà ăn nhân viên không đông, đám Trương Khác chỉ chiếm một bàn trong góc không sợ người khác quấy rầy. Ngụy Đông Cường cùng mấy trợ thủ và Lâm Băng đi vào, nhìn thấy Trương Khác đều chọn một cái bàn thật xa để ăn, Lâm Băng rất xấu hổ, vì quan hệ với Ngụy Đông Cường, cô không tiện tới chào Trương Khác, chỉ gượng cười. Trương Khác không để ý, chỉ tập trung nghe Triệu Tử Lâm trình bày suy nghĩ của cô ta. Quỹ đầu tư sáng nghiệp vườn rồi có định mức tới 300 triệu, là quỹ sáng nghiệp lớn nhất trong nước, năm 97, những quỹ sáng nghiệp địa phương cho nhà nước chỉ đạo sáng lập vì thiếu tài chính nên rất nhiều hạng mục kỹ thuật không thể tiếp tục tiến hành, đồng thời cũng rất nhiều hạng mục thiếu con đường chuyển sang thương nghiệp hóa. Chỉ riêng 37 cơ sở cao đẳng đại học kiến nghiệp đã tích lũy số hạng mục cần tiếp tục khai phát hoặc chuyển hóa thương nghiệp đã tới mấy trăm cái. Trương Khác cho nhóm xí nghiệp đầu tiên 5 cơ hội. Triệu Tử Lâm và đội ngũ của cô phải chọn ra những hạng mục có tiềm đồ có tiềm lực thị trường nhất để nâng đỡ đầu tư. Xem hết 12 kế hoạch thư này cũng những phân tích tương ứng không phải việc nhẹ nhàng. Ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Trương Khác vặn lưng, ngồi cả tối. Lưng đau nhức hết cả, tên Đỗ Phi kia bảo giúp xem tài liệu vậy mè nhằm trên giường chưa được bao lâu đã ngủ khi mất rồi, tài liệu rơi cả xuống đất. Trương Khác đi tới nhặt tài liệu lên, chỉnh trang lại đặt vào hộp. 12 tài liệu này, mặc dù ít nhiều có vấn đề, song chỉ xem tài liệu thì đều là hạng mục đáng nâng đỡ, rất nhiều nhân tố ngoài kế hoạch đáng xem xét, những nhân tố này rất quan trọng, Trương Khác không đủ thời gian đi khảo sát từng cái. Y yêu cầu Triệu Tử Lâm cố gắng đưa người đã tiếp xúc với người nộp đơn càng nhiều càng tốt, cho dù bọn họ viết kế hoạch tử không động lòng người lắm, nhưng chưa biết chừng ở phương diện khác có sức hút làm người ta tán thưởng. Cho nên Trương Khác cuối cùng quyết định trao quyền cho Trần Tín Sinh, thực ra là đá bóng lại. Mở máy vi tính ra, thấy mèo Đường Thanh gửi lúc trời sáng, buổi chiều ong công có mưa, cô nàng nói nghe tiếng mưa kêu giả dích mãi không ngủ được, chẳng biết lúc này mưa đã dừng chưa. Trương Khác mèo trả lời Đường Thanh, lúc này chưa buồn ngủ, vào công đăng online đọc tin, rạng sáng tốc độ khá nhanh, nếu là lúc khác Trương Khác chẳng rảnh rỗi đợi lốt trang. Đợi chung cư thanh niên xây xong, trong đó lắp cáp quang, tốc độ lên mạng sẽ được cải thiện hơn nhiều. Tin côn đăng online cho đăng có hơi chậm, ở phương diện này phải tăng cường, cần triển khai hợp tác sâu rộng hơn với truyền thông truyền thống, tăng cường xây dựng trung tâm tin tức, như vậy phải đầu tư nhiều hơn nữa. Mã Hướng Đông đúng là tên giỏi tiêu tiền, đầu năm đầu tư thêm cho hắn 20 triệu, hắn bảo dùng được 2 năm mà tới giờ chẳng còn đủ cầm cự 3,5 tháng nữa. Trương Khác không trực tiếp can thiệp vào chuyện vận hành của côn đảng Ngân Lai, nhưng nếu đám Mã Hướng Đông kiên trì phương châm miễn phí với người sử dụng, y không cung cấp tài chính vô hạn chế cho họ, Trương Khác đã nói rõ ràng với hắn, giờ lúc bọn họ phải đi ăn xin nhà đầu tư mạo hiểm khác rồi. Chương 605, Câu lạc bộ côn trùng. Mã Hướng Đông cũng đã tiếp xúc với nhà đầu tư hải ngoại, dù thế nào côn đăng online qua một năm ra sức phát triển, trong thời điểm cổng web trong nước chưa được định hình, thành tích bọn họ đủ bắt mắt rồi, trung tuần tháng 6, lượng truy cập đột phá 100 vạn mỗi ngày, đây là con số cực kỳ đáng nể vào thời đó. Ngoại trừ 12 tài liệu được chọn ra, Trương Khác còn bảo nhân viên trung tâm sáng nghiệp đưa danh sách tất cả mục lục cho y xem. Trương Khác chú ý tới một hạng mục bị đào thải là Text Game Tam Quốc Liệt Hào Truyện, y còn nhớ Text Game đầu tiên mà y chơi là Kim Dung Quần Hiệp Truyền, lúc đó cả đám hào hứng gõ phím cành cạch. Lúc này Trương Khác không hứng thú loại trò chơi kiểu này nữa, nhưng rất tò mò một trò chơi tương tự làm ra thế nào, gọi điện cho Triệu Tử Lâm, bảo cô ta đưa tài liệu cho Mã Hải Long đem tới. Buổi sáng Trương Khác ngủ một giấc thỏa thuê, chiều mở mang tài liệu trò chơi Tam Quốc Liệt Hào Truyện tới văn phòng khóa đốt thời gian. Hôm nay sinh viên xin nghỉ quân huấn tăng vọt lên 20 người, đa phần là các cô gái xin nghỉ vì nguyên nhân sinh lý, Trương Khác, Đỗ Phi, Tạ Tử Ghia vẫn phụ trách viết áp phích, chẳng có mấy, viết xong Trương Khác lấy ghế kê gần cửa sổ xem tài liệu. Cơ sở thiết bị mạng trong nước lạc hậu, khi ở Âu Mỹ Nhật Hàn đã bắt đầu lưu hành game online 2D thì ở trong nước chưa có đất sinh tồn, đừng trách tốc độ mạng trong nước, vì tuyệt đại đa số máy vi tính trong nước cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu phần cứng game 2D đó. Đường Khác rất rõ mạch phát triển của game online trong nước,
Thành công của game online phụ thuộc lớn vào quảng cáo và vận hành, còn bản thân đặc sắc trò chơi không phải là nhân tố quan trọng. Lợi nhuận của Tech Game tất nhiên là ảm đạm, trong tư liệu hạng mục nhắc tới khái niệm hoạt hình hóa, Trương Khắc cảm thấy rất giống sách lược kinh doanh game online 10 năm sau, kiếp trước Trương Khắc rẻ nhỗi cũng thích ngồi lì trong văn phòng chơi loại game này. Trương Khắc đối với game 2D còn chẳng hứng thú, trong lòng rất do dự, bỏ một khoản tiền ra vì sở thích cá nhân thế này có xa xỉ quá không? Ném tài liệu cho Đỗ Phi. Mày xem đi. Cái gì đấy? Đỗ Phi nhận lấy lật xem giới thiệu. Ấy, của trường mình. Hả? Trương Khắc còn chưa xem kỹ tài liệu của người nộp đơn, ghé đầu nhìn, thấy cái tên quen quen, lật xem trang cuối cùng, đúng là người của DH Đông Hải. Sâu Hải, Châu Chấu, Bọ Rùa, toàn là cái nick quen thuộc, nhiều bậc tiền bối này dù sau khi rời Đại học Đông Hải vẫn quay về hoạt động ở trang web của trường. Kiếp trước Trương Khắc lăn lộn trong hoa cỏ, tới năm thứ hai tâm tính mới ổn định lại, quả nữa thời gian lên mạng, chỉ là không có duyên gặp mặt thành viên câu lạc bộ côn trùng của DH Đông Hải. Chẳng trách hồ sơ này bị gạt bỏ, một nguyên nhân quan trọng là nhìn thế nào thì kế hoạch thư này nhân tố sở thích nhiều hơn nhân tố thương nghiệp. Thuần túy từ thương nghiệp mà nói, Trương Khắc cũng sẽ gạt bỏ nó đầu tiên. Hay, không tệ chút nào. Trương Khắc nghĩ thế, nhưng Đỗ Phi lại vỗ đùi khen luôn mồm, xem tới say sưa. Trương Khắc thấy hắn bỏ qua phần nội dung chuyên nghiệp phía trước, xem luôn phần giới thiệu trò chơi, vỗ kẹp tư liệu. Bảo mày xem nội dung phía trước sao mày lại xem phía sau. Đỗ Phi như vớ được vật báu, hớn hở nói. Cách nghề như cách ngọn núi. Nội dung phía trước tìm người trong nghề giải thích cho bọn mình nghe có hơn không? Trương Khắc còn chưa xác định có nên ném tiền vào hứng thú cả đám sinh viên năm thứ tư này không, trước khi xác định rõ không nên kinh động tới bọn họ, cho bọn họ hy vọng rồi dập tắt nó là rất tàn nhẫn. Theo trình tự nghiêm ngặt cần chuyên gia đánh giá tính khả thi cùng so sánh với trò chơi có kỹ thuật tương tự, nhưng là hứng thú cá nhân, Trương Khắc không cần tới trình tự đó. Cái phía trước mới quan trọng. Trương Khắc thu chân gác lên bàn lại, đá Đỗ Phi một cái. Máy qua xem với tao. Phòng bên có mạng giáo viên, Trương Khắc cầm pocket PC sang bên đó, thò đầu vào, thấy có mỗi Tạ Tử Gia và Tịch Nhược Lâm. Thấy Trương Khắc thò đầu vào, Tịch Nhược Lâm lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Trương Khắc nhìn lên màn hình thấy giao diện dây trường xuân của diễn đàn Đại học Đông Hải, không ngờ Tịch Nhược Lâm cũng thích vào mạng. Tịch Nhược Lâm thấy Trương Khắc cầm chiếc pocket PC, tưởng y và Đỗ Phi định chuồn, tên này sáng không thấy mặt đâu, chiều tới được chưa đầy 2 tiếng, nhíu mày lại. Giờ là mấy giờ, quấn huấn là 8 học phần không dễ kiếm thế đâu. À! Trương Khắc hơi ngắc ngứ, vừa rồi qua lấy nước thấy mỗi Tạ Tử Gia. Tiếng, à, của y làm Tịch Nhược Lâm mặt đầy nghi hoặc. Trương Khắc đương nhiên tuyệt đối không muốn để cô ta biết người đêm đó gọi điện. À, 2 tiếng là mình, chỉ màn hình của Tịch Nhược Lâm. Định qua tra tư liệu viết áp phích, cô đang dùng thì thôi vậy. Đỗ Phi buổi sáng dùng máy vi tính của khóa vào mạng, bị một tên chủ nhiệm tên Vạn Khiếu nhìn thấy, tên này không dám chọc vào Đỗ Phi, nhưng đặt mật mã mở máy trước mặt Đỗ Phi cho bỏ ghét. Tịch Nhược Lâm cũng cảm thấy ngữ khí mình hơi quá, đứng dậy nói. Cho các cậu tra tài liệu. Cái máy vi tính này quá cũ. Trương Khắc mở pocket PC ra vào mạng, ngồi cùng bàn với Tạ Tử Gia nhưng xoay lưng màn hình về phía Tịch Nhược Lâm. Loại trò chơi điều khiển bằng nhập lệnh này khiến đại đa số bài xích, nên kế hoạch có giá trị thương nghiệp không phải xem kỹ thuật có thực hiện được yêu cầu hay không. Tam Quốc Liệt Hào chuyện muốn thành hạng mục thương nghiệp phải thu hút được đại đa số người chơi, bản thân trò chơi mà nói, thao tác đơn giản là nhân tố quan trọng, tiếp đó là yêu cầu phần cứng. Trương Khắc dạy Đỗ Phi thao tác trò chơi tính năng tương tự, Tạ Tử Gia chống cằm xem, thầm nghĩ hai tên này đúng là rãnh rỗi, thấy một và mệnh lệnh Trương Khắc không nhớ nổi, Tạ Tử Gia viết lệnh chính xác ra cho y, thầm nghĩ y cũng chẳng phải là cái gì cũng biết. Trương Khắc cho rằng chỉ cần 3 người không lên tiếng có thể lừa được Tịch Nhược Lâm ngồi ở đối diện, Đỗ Phi còn đặc biệt kìm nén giữ nụ cười điềm đạm, không ngờ đến khi Tạ Tử Gia viết mệnh lệnh thứ 3 mà Trương Khắc không nhớ nổi thì Tịch Nhược Lâm lạnh mặt nói. Cho các cậu lên mạng là để tra tư liệu, không phải để chơi. Trương Khắc bình tĩnh nhìn Tịch Nhược Lâm, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp thật đấy, chỉ có điều mắt lạnh lùng quá, không ngờ cô ta quen thuộc với mắt như vậy, nên mới từ 3 mệnh lệnh Tạ Tử Gia viết đoán ra được bọn họ chơi game. Mắt,
Multi, User Dungeon, về sau hay mang nghĩa là Multi, User Dimension và Multi, User Domain, game thế giới ảo với nền test. Tịch Nhược Lâm không truy cứu nữa, cúi đầu tiếp tục xem sách, cũng không để ý Trương Khác đang nhìn mình. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng luôn như thế. Đến tối Trương Khác nằm trên giường gặm tài liệu làm đầu óc y choáng váng kia, Đỗ Phi viết danh sách mệnh lệnh ra dán lên bàn, vào mạng. À, lại mất một level. Trương Khác, mày xem hộ tao, cái con cách cách có phải ngứa mắt không, vì sao cứ tóm được tao là chém. Đỗ Phi hậm hực gọi. Nghe cái tên cách cách hơi quen tai, Trương Khác tới xem ghi chép, Đỗ Phi 7 lần xuống Thiên Sơn, bị cách cách chém liền 7 lần, ngồi lên bàn nói. Khả năng đó là Tịch Nhược Lâm. Làm sao cô ta biết đây là tài khoản của ta? Đỗ Phi cảm thấy kỳ quái, vẫn gõ, chủ nhiệm Tịch, tôi nhận sai được khưa. Cô có 200 vạn kinh nghiệm chém người mới như tôi có thành tựu lá mà. Trên cửa sổ hiện lên dòng chữ, cách cách cười lạnh ngạo nghễ bỏ đi. Chương 606, Mỹ nữ ngủ. Đúng là con điếm đó, sao cô ta biết tài khoản của tao? Đỗ Phi không hiểu gì cả. Trương Khác đẩy Đỗ Phi ra khỏi ghế, ngồi xuống vào diễn đàn của Đại học Đông Hải, dừng con chuột ở cái nick cách cách. Cô ta biết tài khoản của mày quá đơn giản. Bà nội nó chứ, té ra cô ta là trúc đá của, bầu trời của côn trùng, bọn họ đem toàn bộ tài liệu của trò chơi lưu trong, bầu trời của côn trùng, người thường không vào được, có trúc đá và mấy người cấp bậc đặc biệt mới vào được, có phải bọn họ lấy cái này làm nền tảng thảo luận khai thác phát triển trò chơi? Chắc là thế. Trương Khác không biết rõ lắm về câu lạc bộ côn trùng. Đỗ Phi cầm lấy kẹp tài liệu trên giường, lật tới trang cuối cùng. Sao không có tên Tịch Nhược Lâm? Bản kế hoạch thư này không thể tính là đúng quy định, bọn họ chỉ liệt kê vài người phụ trách trò chơi, nói không chừng Tịch Nhược Lâm cũng tham gia. Trương Khác nhếch mép cười. Thế thì thú vị rồi đây. Cách nghề như cách núi, khoảng cách chuyên nghiệp không phải một hai ngày chăm chỉ là có thể san lấp. Xem tư liệu tới nửa đêm, Trương Khách chán nản bỏ xuống, không còn gắng gượng mở được đôi mắt cực kỳ khao khát chìm vào mộng đẹp. Trước khi ngủ gọi điện cho Thịnh Thanh bảo hắn tìm giúp nhân viên hiểu kỹ thuật game tới. Đêm trời mưa, nhiệt độ giảm xuống, đi ngủ phải đắp thêm cái chăn chiên. Sáng sớm mơ màng vật lộn mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy Đỗ Xuân Phong ngồi ở bàn Đỗ Phi vào mạng, còn Đỗ Phi thì không thấy đâu, ngạc nhiên hỏi. Anh tới đây làm gì thế? Không phải cậu bảo giám đốc Thịnh phái tôi tới à? Thì Xuân Phong cũng ngạc nhiên. Ồ! Trương Khác nhớ ra trước khi đi ngủ có gọi điện cho Thịnh Thanh, xem đồng hồ nói. Không đúng, giờ mới 8 giờ, anh từ đâu tới thế? Giám đốc Thịnh nhận được điện thoại của Khác thiếu gia liền cho xe tới đón tôi ngay trong đêm. Cũng đâu cần vội như thế. Trương Khác gãi đầu. Không sao, trên xe tôi cũng ngủ được. Lại không phí thời gian ban ngày, chuyện của Khác thiếu gia không có chuyện gì là nhỏ, ai dám làm lỡ thời gian của Khác thiếu gia. Lỡ dở gì chứ? Trương Khác cười, chả hiểu câu này ai nói dở ai cũng học rồi. Sớm biết anh Thịnh chu đáo như thế, hôm qua tôi bảo anh ấy phải mỹ nữ kỹ thuật tới. Chỉ tài liệu trên bàn. Anh cầm lấy, xem trong hai ngày có thể đưa ra đánh giá không? Tài nguyên nhân lực của Cẩm Hồ vô cùng khẩn trương. Y không thể vì chuyện cá nhân mà điều người bên đó, nên mời tìm Thịnh Thanh. Đám Thịnh Thanh muốn từng bước lui khỏi sản nghiệp đĩa lậu, có những nhân viên kỹ thuật tích lũy từ thời đầu đúng là không cần tiếp tục lú vào vũng bùn nữa. Thịnh Thanh muốn rút lui, để nhân tài như Thi Xuân Phong ở lại đó là vô trách nhiệm. Trương Khác ném cho Thi Xuân Phong đồng phục quân huấn, có nó hắn có thể vào thư viện ngồi cả ngày, định ném cả phiếu cơm cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng nhớ lại ngày đầu mình ăn cơm ở đó phải đổ hết vào thùng nước gạo, nghĩ thôi đến chưa đi ăn cơm gọi hắn là được. Đuổi Thi Xuân Phong đi, thấy thời gian còn sớm, Trương Khác chùm chăn ngủ tiếp, chẳng ngủ được bao lâu thì có người gõ cửa, ngẩng đầu lên thấy Đỗ Phi ném chìa khóa trên bàn, đành bò dậy mở cửa lau bao. Mày đi thì phải mang chìa khóa chứ. Khi đôi mắt tròn xoe của Tôn Tĩnh Mông hiện ra, Trương Khác ý thức được mình mặc mỗi cái quần xịp, nấp sau cửa nói. Sao lại là cô, sao biết tôi ở đây? Anh tưởng cái vỏ rùa của anh có thể kín cỡ nào? Tôn Tĩnh Mông cười đắc ý. Trương Khác nghĩ cũng phải, chỉ cần lệnh Tiểu Yến liên hệ với Lâm Băng,
thì tiếp đó Tôn Tĩnh Mông biết mình ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ. Có nghiên cứu sinh dậy sớm đi qua thấy Tôn Tĩnh Mông huýt sáo trêu ghẹo, cô ta cũng chẳng chịu thua kém huýt sáo lại thách thức. Chẳng hiểu Tôn Tĩnh Mông tìm mình làm gì, thấy cô ta đang tán tỉnh nghiên cứu sinh cùng tầng, Trương Khắc rợn người, vội vàng quấn chăn lên người, để cô ta vào. Tôn Tĩnh Mông liếc mắt nhìn quanh phòng, lại nhìn cánh tay trần lộ ra ngoài của Trương Khắc, hất hàm hỏi. Trong phòng còn có ai thế này nữa không? Tôi không muốn bẩn mắt. Cho cô nhìn còn kén à? Không vào tôi đóng cửa đấy. Trương Khắc làm bộ muốn đóng cửa, Tôn Tĩnh Mông cười duyên lách người vào. Tôn Tĩnh Mông mặc váy đen, trang điểm tinh tế, làn da trắng trẻo lộ ra ngoài dưới hành lang hơi tối trông lóa cả mắt. Khi Tôn Tĩnh Mông đi qua cửa, Trương Khắc không kìm được nhìn qua cổ áo trễ, khe vú sâu hun hút giết người, sáng còn than vãn không bảo Thịnh Thanh phái mỹ nữ kỹ thuật tới, giờ xông vào một mỹ nhân mà không có phúc tiếp nhận. Có chuyện gì thế? Trương Khắc nghĩ Tôn Tĩnh Mông không thể vô duyên vô cớ mò tới đây, liếc nhìn trong tay cô ta có một chồng bản vẽ, hỏi. Thiết kế trang hoàng quán ba à? Không biết gu của anh ra sao, nói chung trang hoàng quán ba phải suy tính tới khẩu vị của đủ loại tầng cấp, nên tìm anh. Tôn Tĩnh Mông không muốn để Trương Khắc quá đắc ý, đặt bản vẽ lên bàn, cô ta thì lại ngồi xuống giường của Trương Khắc, che miệng, ngáp dài, dụi đôi mắt đỏ hoe. Mệt chết đi. Mấy đêm rồi không ngủ ngon, xem giúp tôi đi, tôi nghe ý kiến của anh, tôi còn phải về túc xá làm một giấc. Ai đánh thức tôi lúc ngủ, tôi giết kẻ đó. Trương Khắc lẩm bẩm, cô vừa đánh thức tôi từ giấc mộng đẹp đấy, bảo Tôn Tĩnh Mông đợi, y vào nhà tắm dội nước rồi mặc y phục. Lúc ra ngoài thì Tôn Tĩnh Mông đã ngủ rồi, đôi mắt khép lại khuôn mặt tức thì toát lên vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện vô ngần, mái tóc dài xõa tung trên giường, một phần thì che đi nửa mặt. Chẳng hiểu cô ta làm sao chớp mắt cái đã ngủ rồi, còn làm cho tóc mì nhối tung lên như thế, tư thế nằm hết sức kỳ quái, cũng hết sức khiêu gợi, cánh môi anh đào hồng nhuận hơi cong lên, trong càng cám dỗ, gối ôm trong lòng, người hơi cuộn lại, hai cái chân dài tuyệt mỹ vắt lên thành giường, cái mông tròn vểnh ra ngoài, trông cứ như là đầu, người, chơ không nối liền với nhau vậy, chết người hơn cả là cái váy đen vén lên, lộ ra nửa cái mông non mềm, bên trong là quần lót ren đen. Cô ả này ngủ như thế đỏ hả? Trương Khắc vội lấy cái chăn chiên trong phòng vệ sinh đắp lên cho Tôn Tĩnh Mông, cô ta nằm kiểu đó, chỉ cần lè nhầm nhân là đều muốn trèo lên giường, còn nói gì tới xem bản vẽ giúp. Đỗ Phi đánh cầu xong trở về, nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông ngủ trên giường Trương Khắc, mắt chữ A mồm chữ O, hỏi. Mày biến đâu ra thể, dạy cho anh em đi. Trương Khắc nhún vai, không biết phải nói gì. Đỗ Phi tắm xong lấy cái pocket PC chuẩn bị tới văn phòng khóa đốt thời gian, Trương Khắc bảo hắn thì Xuân Phong mang tài liệu trò chơi tới thư viện đọc, trước khi ăn trưa nhớ gọi. Không muốn tiếng lật giấy đánh thức Tôn Tĩnh Mông, Trương Khắc mang bà vẽ ra ngoài ban công xem, ngoài trời có mưa nhỏ, tưới tắm cho mấy cây ngô đồng trông càng thêm xanh biếc. Còn tường 1978 sẽ biết mất trong dòng sông dài lịch sử, không ngờ Tôn Tĩnh Mông quyết định tiếp nhận nó, phong cách trước kia sẽ không còn nữa. Nhưng biết đâu lại có phong vị mê người hơn chưa biết chừng. Trương Khắc xem bản vẽ, e Tôn Tĩnh Mông đổ mấy tháng tiền tiêu vặt vào đây cũng không đủ. Sao rồi? Trương Khắc quay đầu lại, Tôn Tĩnh Mông lim dim đứng ở cửa, mái tóc vẫn rối bời, song càng thêm vẻ quyến rũ, dây váy trượt xuống cánh tay, để lộ ra nửa bầu vú trắng mịn màng cũng chẳng hay biết. Trương Khắc cố ép mình chỉ vào vai ngọc trơn bóng của cô không dám nhìn xuống thêm, cười hỏi. Cô muốn nghe ý kiến thế nào? Chương 607, ông chú trung niên. Con người tôi dung tục lắm, chỉ thích khen ngợi nịnh bợ, còn phê bình phải lúc nào tâm tình đặc biệt khoan khoái mới nghe được một hai câu. Đương nhiên tôi vất vả rất lâu có được thứ khá đắc ý đó, càng không chấp nhận ý kiến phê bình, hậu quả nghiêm trọng hơn cả đánh thức tôi khi đang ngủ. Tôn Tĩnh Mông ngáp dài đi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Được rồi, anh có thể nói ý kiến của mình rồi đấy. Cô ép tôi khen cô đấy à? Sao nào, cho anh cơ hội khen tôi, anh còn thấy ủy khuất à? Tôn Tĩnh Mông vênh mặt lên, cô cảm thấy phải đích thân bố trí 1978 mới có cảm giác làm mình quyến luyến nó, nên không tìm thiết kế chuyên nghiệp, kéo Lệnh Tiểu Yến vừa học vừa làm, tốn bao lâu mới đưa ra được bản thảo, đột nhiên muốn nghe ý kiến của Trương Khắc nên tới tìm y. Bản thảo của Tôn Tĩnh Mông vô cùng nghiệp sư, nhưng vẫn làm Trương Khắc hiểu được ý đồ của cô. Chỉ không biết cô bé này có chấp nhận người khác chỉ tay dạy bảo mình không.
Trương Khác đổ một ấm nước đi đun, vừa rồi sợ đánh thức Tôn Tĩnh Mông nên không đun nước pha cà phê uống, nước sôi rồi, Tôn Tĩnh Mông hỏi. Để tôi pha cà phê cho anh nhé. Cô không cần pha cà phê, cô cần ngủ, có những thứ cần nhà thiết kế hoàn thành, cô vất vả làm ra cả đống thứ này, nhưng thợ làm sao hiểu được. Trương Khác ầm lấy ấm nước, lại hỏi. Có cần ngủ một chút nữa không, còn sớm mà. Tư thế ngủ tĩnh mịch của cô bé này làm người ta động lòng hết sức. Không cần. Tôn Tĩnh Mông chợp mắt một lúc, đôi mắt có thần trở lại, nửa người trên nhoài ra trên bàn, cổ áo trễ lộ ra một phần bầu vú và mép áo lót, cô thấy động tác Trương Khác pha cà phê rất hay, nói. Nhưng trước đó tìm mấy công ty thiết kế căn bản không hiểu được ý đồ của người ta, lại còn cứ muốn phát huy kiến giải của mình, bị tôi đuổi hết rồi. Chúng tôi vất vả làm ra bản thảo, cuối cùng vẫn nhờ công ty thiết kế không phải uổng à. Tôi đề nghị thế này. Trương Khác đặt cốc cà phê xuống bàn. Nếu muốn không phải suy nghĩ vấn đề chi phí kinh doanh, cô nên lấy trước tiền sinh hoạt vài năm từ chỗ ba cô, mua lấy quán ba, nếu không mỗi tháng thua lỗ rất là khó coi. Ồ! Tôn Tĩnh Mông vỗ cái trán sáng bóng. Đúng là suy nghĩ của ông chú trung niên. Gì, kiến nghị của tôi liên quan gì tới ông chú trung niên? Trương Khác bất mãn hỏi. Cái thứ như chi phí chẳng phải điều các ông chú trung niên hay nghĩ à? Tôn Tĩnh Mông người bò nhoài ra trên bàn, ngẩng đầu nhìn Trương Khác. Sau này tôi gọi anh là chú. Nói xong tự cười khúc khích, bầu vú rung rinh trong hết sức thích mắt. Tôn Tĩnh Mông chú ý tới ánh mắt của Trương Khác, đỏ mặt nắm cổ áo che đi, nếu đổi lại là trước kia, cô ta còn kéo xuống thêm cho Trương Khác thèm, miệng vẫn cứng như cũ. Chỉ có các ông chú trung niên mới có ánh mắt thô bỉ như anh. Trương Khác mượn hơi nóng của tách cà phê che ánh mắt nhìn trộm của mình, nghĩ cô ta nói cũng đúng, kiếp trước mình đã già khù rồi, giờ chẳng thể có tâm hồn thiếu niên thuần khiết bình thường, đại khái chỉ có ông chú trung niên mới đủ vô sỉ, đủ bỉ ổi nhìn xuân sắc cô ta thi thoảng lộ ra. Tôn Tĩnh Mông hưng phấn chạy về phòng ngủ, lấy túi xách ra, vẫy vẫy một tờ chi phiếu trước mặt Trương Khác. Còn nói không phải ông chú trung niên nữa thôi. Suy nghĩ y như ba tôi. Xem đi, đây là phí sinh hoạt 3 năm của tôi. Trương Khác cầm lấy xem, 500 vạn trong 3 năm, đúng là rất dư giả. Cất kỹ đi, gió thổi bay đi bây giờ, tôi không nhặt cho cô đâu. Trả lại chi phiếu cho cô ta. Bỏ đi tiền thuê phòng rồi, nếu vẫn không có lãi, chẳng phải cô chết đói ngoài đường à. Anh sẽ không nhìn tôi chết đói phải không? Tôn Tĩnh Mông đưa tay vén tóc. Chăm chú nhìn Trương Khác, ánh mắt chứa tình cảm khác thường. Trương Khác hơi chột dạ sờ mũi, cười che giấu rung động trong lòng. Tới khi đó hãy nói. Không thể gọi là bản thảo, chỉ có thể nói là mơ ước của Tôn Tĩnh Mông về 1978. Trương Khác không muốn sửa đổi, chỉ nhắc tới vài chỗ cô không nghĩ tới. Như thế 1978 mới có phong cách cá nhân, mới có cái vị mê người của nó. Buổi trưa Đỗ Phi cùng Thi Xuân Phong trở về. Thấy Tôn Tĩnh Mông với Trương Khác đang trụng đầu bàn tán, nói. Mày nghĩ ra chủ ý quá tồi, mấy bà già quản lý nhìn cái biết ngay anh Thi là đồ giả mạo, làm gì có sinh viên mới nào giả quát như thế. Chưa tới 10 giờ đã bị đuổi về. Trương Khác ngạc nhiên. Sao anh không về tìm tôi? Sợ quấy rầy hai người. Thi Xuân Phong có quay về, nhưng thấy hai bọn họ tinh tứ ở ban công nên thôi. Tôi và anh có gì mà quấy rầy? Tôn Tĩnh Mông muốn chối bỏ liên quan. Thôi, cô không giải thích, người ta cũng chỉ coi cô như dễ hành. Trương Khác đùa, Tôn Tĩnh Mông vừa rồi vào phòng tắm rửa ráy, còn bện hai bím tóc nhỏ, Trương Khác cầm tóc cô ta dựng lên làm dễ hành, bị cô ta đét vào tay. Nói ra hôm báo danh Thẩm Tiêu cũng bện tóc như thế, song đáng yêu hơn Tôn Tĩnh Mông nhiều. Trương Khác lại hỏi Thi Xuân Phong xem sách ở đâu, làm sao Đỗ Phi tìm được. Giàn nho ngoài thư viện rất hợp đọc sách, thời điểm này có mấy sinh viên mới tới đó, nên nào nhìn ra ngay. Đỗ Phi trả lời. Buổi trưa tới nhà ăn nhân viên ăn cơm, gọi Mã Hải Long tới bảo hắn an bài văn phòng chỗ ở cho Thi Xuân Phong. Tôn Tĩnh Mông tìm Trương Khác còn có một mục đích, là nhờ y đưa đi gặp người của Thế Kỷ Cẩm Hồ mua lấy quán bar. Cần tôi hạ mình đi một chuyến à, chi phí ít nhất vài ba chục vạn mới đủ. Trương Khác không muốn nhúc nhích. Định gọi điện thoại bảo Lương Quân tới lấy chi phiếu làm việc này. Tôn Tĩnh Mông là con gái Tôn Thượng Nghĩa,
cho dù Trương Khắc không ra mặt thì Thế Kỳ Cẩm Hồ cũng không bẫy cô ta, Tôn Tĩnh Mông sẽ còn được xử lý như trường hợp đặc biệt vì Thiệu Chí Cương đang định cổ động Tôn Thượng Nghĩa vào Thế Kỳ Cẩm Hồ mà lại. Trương Khắc chẳng muốn quản những chuyện này, nhưng bị Tôn Tĩnh Mông kéo tới tận nơi xem. Đêm hôm qua mưa rất to, đến sáng vẫn còn lất phất, chiều đã tạnh rồi, song thao trường khắp nơi đọng nước, các sinh viên mới đều đang quét dọn vệ sinh. Buổi chiều Đỗ Phi không cần tới văn phòng khóa nên cũng đi theo Trương Khắc, đạp xe tới chỉ mất 3-4 phút. Đi qua một quán game, Đỗ Phi phanh xe lại, nói. Cả hai đi trước đi, lát nữa tao tìm. Trẻ con mê chơi game nhiều thật đấy. Tôn Tĩnh Mông tưởng Đỗ Phi thèm chơi game nên đỗ lại. Trương Khắc chẳng muốn bận tâm Đỗ Phi muốn làm cái gì, chở Tôn Tĩnh Mông tới ngõ học phủ, chỉ là bị Tôn Tĩnh Mông tóm chặt mép sau áo, cổ bị thít khó chịu, nói. Hay tôi cho cô mượn eo để ôm. Anh đừng mơ. Tôn Tĩnh Mông tuy nói thế, nhưng hai tay vẫn ôm lấy hông Trương Khắc, cách lớp áo mỏng manh, có thể cảm nhận, da thịt ấm áp, Tôn Tĩnh Mông thấy linh hồn hơi phiêu diêu. Lương Quân nhận được điện thoại đợi bọn họ ở cửa ngõ, Lệnh Tiểu Yến cũng có mặt. Ban công trong ngõ đang được trang hoàng, mặt tiền Tôn Tĩnh Mông nhìn chúng ở giữa ngõ, phải đội mũ an toàn mới vào được. Lương Quân rất chu đáo, còn mời cả một nhà thiết kế của công ty nội thất có nghiệp vụ với Thế Kỷ Cẩm Hồ tới góp ý, thế là cơ bản không còn việc gì của Trương Khắc, để hai cô gái làm người ta đau đầu mang ý tưởng cổ quái kia đi hành hạ nhà thiết kế, Lương Quân dẫn Trương Khắc tới công trường chung cư thanh niên. Dự toán xây dựng chung cư thanh niên rất cao, chỉ riêng mỗi khoản cáp quang đã có chi phí kinh người. Đại học Đông Hải cuối cùng chỉ dám xin Thế Kỷ Cẩm Hồ hai căn nhà cho giáo viên ở. Trương Khắc yêu cầu chung cư công nhân phải có đặc trưng của nhà thông minh, tiếc là hệ thống kiểu này trong nước rất kém, Trương Khắc cũng không thể phân một phần lực lượng kỹ thuật của Cẩm Hồ ra làm chuyện này, nếu không sẽ ảnh hưởng tới phát triển của Cẩm Hồ. Kinh doanh đa nguyên hóa là cần thiết, nhưng không thể vì thể dàn mỏng nguồn lực kỹ thuật, quản lý, tài chính có hạn. Chính điều này làm rất nhiều doanh nghiệp đi theo hướng đa nguyên hóa bị đổ bể, đại khái sau khi có được thành công bước đầu, tự tin bành trướng vô hạn, cho rằng làm gì cần một quyết sách đúng là có thể khai thác thêm được một con đường tài phú. Đi dạo một vòng, Trương Khắc và Lương Quân cùng tới chỗ Tôn Tĩnh Mông, Đỗ Phi cũng đã có mặt. Thấy Đỗ Phi nhíu mày, buổi trưa hắn còn không hứng thú với việc trang hoàng 1978, lúc này lại nhiệt tình thảo luận với đám Tôn Tĩnh Mông, Trương Khắc hỏi. Mày bị con gì cắn mà thay đổi lớn vậy? Đâu có. Có hay không thì mày tự soi gương là biết. Thấy Đỗ Phi không muốn nói trước mặt người khác, Trương Khắc không hỏi nữa. Tới tận nơi xem xong, Tôn Tĩnh Mông đem một vài chuyện cụ thể ném cho Lệnh Tiểu Yến xử lý. Trương Khắc và Đỗ Phi muốn về trường đánh tennis, Tôn Tĩnh Mông không có chỗ đốt thời gian, tất nhiên là đi theo, Trương Khắc đấu tranh nội tâm một lúc. Cuối cùng rất muốn nhìn cảnh nóng bỏng Tôn Tĩnh Mông mặc váy đánh cầu, tất nhiên không chịu chở cô về túc xá nữ thay y phục. Tôn Tĩnh Mông theo Trương Khắc về chung cư nghiên cứu sinh, cướp lấy áo sơ mi của Trương Khắc mặc, mép áo che tới đầu gối, quần sút thể thao của Trương Khắc tuy rất rộng nhưng Tôn Tĩnh Mông mặc vẫn chưa quá gối, thành ra so mới mặc váy còn gợi liên tưởng hơn, cảm giác sau chiếc áo sơ mi không có gì cả. Khuôn mặt thuần khiết xen lẫn là lơi hoang dại của Tôn Tĩnh Mông. Cùng trang phục đó khiến dọc đường thu hút không biết bao ánh mắt, còn có không ít nam sinh đứng ngoài lưới sắt nhìn vào, Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khắc, rồi chạy tới sân cách xa lối đi. Y như nhau. Liên quan gì tới tôi? Trương Khắc đưa vợt cho Đỗ Phi, để hắn đánh trước. Mày nói xem mở quán ở ngõ học phủ thì thế nào? Đỗ Phi đột nhiên hỏi. Trương Khắc chưa kịp trả lời thì Tôn Tĩnh Mông đã đợi tới rốt ruột, kêu lớn. Có đánh không đây, hai anh làm cái trò gì đấy hả? Đỗ Phi đành đi tới, có gì về phòng nói sau cũng không muộn, Trương Khắc ngồi xuống ghế nhựa bên sân, nhìn cặp chân nhỏ sáng bóng của Tôn Tĩnh Mông không ngừng chớp lên trước mắt. Chương 608, suy tính của Đỗ Phi. Khi Tịch Nhược Lâm cùng mấy nam sinh khóa trên đi vào, Trương Khắc không để ý lắm, đến khi nhìn thấy một cặp đùi tròn trịa trắng trẻo với chiếc váy ngắn màu đỏ xuất hiện trước mắt mới ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó là ai. Tịch Nhược Lâm không ngờ Trương Khắc lúc này nhàn nhã tới đây đánh tennis. Á! Đỗ Phi đón hụt cú vợt sát biên của Tôn Tĩnh Mông, Tịch Nhược Lâm đang giật mình vì thấy Trương Khắc, không để ý quả bóng nảy lên đập vào vai, lực rất mạnh, làm cô ta hét lên. Tịch Nhược Lâm đau đớn ôm vai, tức giận quay lại,
Tôn Tĩnh Mông thấy đánh trúng người, ném vợt xuống, chạy qua lưới, quan tâm hỏi. Xin lỗi, bị đánh trúng vào đâu rồi? Tịch Nhược Lâm cũng rất xinh đẹp, nhưng thua xa Tôn Tĩnh Mông ở sức quyến rũ, lúc này ngay cả mấy nam sinh đi cùng cô ta cũng chuyển hết ánh mắt lên người Tôn Tĩnh Mông. Chủ nhiệm Tịch tới đánh cầu à? Đỗ Phi chống vợt hỏi. Tôn Tĩnh Mông thấy Tịch Nhược Lâm ôm vai, biết là không có gì đáng ngại, nghe Đỗ Phi nói thế, lại đưa tay kéo áo Trương Khác, dí sát mặt y hỏi. Ai đấy, sao anh toàn trêu chọc vào mỹ nữ thế hà? Trợ lý chủ nhiệm khóa của chúng tôi làm gì có gan chọc vào? Chẳng bằng chọc vào cô. Trương Khác ghé sát vào bên tai Tôn Tĩnh Mông nói nhỏ. Tôn Tĩnh Mông cảm thụ hơi thở nóng hổi của Trương Khác phả vào tai, cười khúc khích, quay sang cười với Tịch Nhược Lâm. Xin chào, tên nhóc Trương Khác này nghịch ngợm lắm, nhất định gây không ít rắc rối cho cô. Tôn Tĩnh Mông không biết Tịch Nhược Lâm, nhưng Tịch Nhược Lâm nhận ra Tôn Tĩnh Mông là chủ nhân 1978, dù những người thi thoảng mới tới 1978 cũng đều biết Tôn Tĩnh Mông là sinh viên học viện âm nhạc. Thấy Tôn Tĩnh Mông và Trương Khác ghé sát tai nhau trò chuyện, thần thái thân mật, trong mắt Tịch Nhược Lâm thấy có ít nhiều thành phần ám muội trong đó. Tịch Nhược Lâm quan sát hai người họ, phải thừa nhận Tôn Tĩnh Mông vô cùng xinh đẹp, cô gái xinh đẹp thấy cô gái xinh đẹp hơn mình, trong lòng sẽ không cảm thấy thoải mái. Liếc nhìn Trương Khác, nhớ tới chữ viết trên quả bóng treo ở chính tại nơi này, thầm nghĩ chắc chắn không phải trùng tên này không phải thứ tử tế gì. Thế nên chỉ cười lãnh đạm đáp lại sự nhiệt tình của Tôn Tĩnh Mông, không nói gì đã đi. Thật lạnh lùng. Nhìn mấy người Tịch Nhược Lâm đi tới sân trong cùng, Tôn Tĩnh Mông đổ vấy trách nhiệm cho Trương Khác. Nhất định là anh chọc giận tiểu mỹ nhân này rồi. Các cô đều nhiều tuổi hơn tôi đó, tôi có tư cách gì gọi là tiểu mỹ nhân? Trương Khác vẫy tay gọi Đỗ Phi về nghỉ. Anh là ông chú trung niên mà, vừa rồi còn thấy ánh mắt đảo qua đảo lại đùi người ta. Hả, xa thế mà cô cũng nhìn thấy à? Không cần nhìn cũng biết. Tôn Tĩnh Mông vừa nói, vừa kéo áo xuống che chân đi. Lạ gì mấy ông chú trung niên bị ổi. Đỗ Phi cười khùng khục, cầm lấy coca uống, nói. Ông chú trung niên ở Đại học Đông Hải không phải ít. Đánh mặt về phía Tịch Nhược Lâm, phía cô ta phát cầu đã có mấy người dán sát mặt vào lưới sắt, chỉ đợi lúc cô ta cúi xuống nhặt cầu, Đỗ Phi nhét vợt cho Trương Khác. Vừa rồi đánh bóng sang đó, tao đi nhặt. Cái thằng này. Trương Khác lắc đầu, lúc này còn nói bóng bay đi thì khỏi cần nhặt, giờ cũng muốn nhìn quần lót Tịch Nhược Lâm lúc nhặt bóng. Đám đàn ông các anh giống nhau hết. Tôn Tĩnh Mông nhớ lại Trương Khác từng yêu cầu cô mặc váy đánh bóng, vừa xong chơi có hơi mệt, rất tự nhiên dựa vào vai Trương Khác uống coca. Đám con trai đều háo sắc thế à? Các cô gái không háo sắc sao? Trương Khác hỏi lại. Không bằng các anh. Núi lửa dưới băng mà thôi. Trương Khác cười dí dỏm. Nhìn Tịch đại mỹ nhân là biết, quan trọng là có người làm tan chảy lớp băng của cô ta. Từ lúc khai giảng tới nay, Tôn Tĩnh Mông bị ép ở trong túc xá, ở đó không có phòng tắm hoa sen, nên cô theo về phòng Trương Khác tắm rửa. So với hôm qua thì nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, Tôn Tĩnh Mông mặc váy quá mỏng, hỏi Trương Khác có gì cho mình mặc không. Trương Khác phát hiện ra Tôn Tĩnh Mông rất thích mặc y phục kiểu nam, nhớ lại lúc ở Hong Kong cũng thế, phải thừa nhận cô mặc như vậy cực kỳ gợi tình, liền lấy một chiếc sơ mi ném cho cô. Tôn Tĩnh Mông đi tắm. Còn Trương Khác ngồi nghe Đỗ Phi nói. Đã lâu lắm rồi tao chưa cho ý tưởng nào rõ ràng. Chuyện mày làm, tao nghĩ đã thấy khó, đó không phải là con đường tao có thể đi, à, không phải là tao coi rẻ mình, biết đâu lúc nào đó tao lại sáng ra. Nghe Đỗ Phi thổ lộ suy nghĩ, Trương Khác nghĩ tới mình cũng có thời kỳ tương tự, Đỗ Phi ý thức được vấn đề này đã vượt khỏi những người cùng trang lứa rồi. Vậy vì sao muốn mở quán net? Thế nào cũng phải chọn con đường mà mình nhìn được phía trước của nó chứ. Đỗ Phi nhe răng cười. Tao từ thời sơ chung đã mê chơi game, chỉ vì mẹ tao quá dữ, một lần nhìn thấy tao vào phòng game, kéo tai tao lôi ra ngoài, mày xem. Chỗ này có rách không? Đỗ Phi nghiêng đầu ra để Trương Khác nhìn tai mình, chuyện từ thời nào, làm gì để lại vết thương được. Mẹ mày đâu có giống người như thế. Vợ Đỗ Tiểu Sơn là cô giáo cao trung yếu đuối, hàng năm được bình chọn là giáo viên ưu tú, nào giống người bạo hành gia đình, Đỗ Phi còn là người bị hại,
nói thế vợ Đỗ Tiểu Sơn có thể so với bà nội của mình rồi, Trương Khắc không khỏi nhớ lại tuổi thơ bi thảm. Không thảo luận với mày cái này. Đỗ Phi quay lại chủ đề. Mùa hè này theo mày tới Hong Kong rất buồn bực, lúc mày đưa Đường Thanh, Tiểu Hạ về Hải Châu, tao đa phần vào quán net. Dù là ở phòng cũng vào mạng, cảm thấy lên mạng mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ, mấy thấy lạ không? Không lạ. Trương Khắc cũng có sở thích tới con phố huyên náo suy nghĩ vấn đề. Hôm nay khi đi qua quán game cảm thấy chút ấm áp, mày thấy đám đông xếp hàng không? Toàn là vào phòng máy vi tính đấy. Tao nghĩ, đại khái đây là con đường tao nỗ lực có thể đi được, mày có thấy tầm thường quá không? Không có, nghe động lòng lắm. Trương Khắc cười, làm một chuyện phải có cảm xúc khắc sâu mới nhạy cảm nắm bắt được phương hướng chuẩn xác, thế gian này con đường kiếm tài phú có ngàn ngàn vạn vạn. Con đường khác chỉ định cho Đỗ Phi, chắc gì hắn đã đi được. Đỗ Phi tắm rửa thay y phục xong, cả ba tới nhà ăn nhân viên ăn cơm, vừa khéo gặp nhóm Tịch Nhược Lâm, cô ta ngồi sau lưng một nam sinh, nhưng không giống một cặp. Trương Khắc bảo Đỗ Phi đi chậm lại, nhìn mép váy thi thoảng bị gió thổi bay lên của Tịch Nhược Lâm, đi qua túc xá nữ, còn thấy cô ta chỉ quá bỏ buộc ở lưới sát, bảo nam sinh kia tháo xuống cho mình. Quả bóng viết gì thế? Tôn Tĩnh Mông nhìn không rõ lắm, hỏi. Ai biết được, hay là cô xuống xe xem sao? Trương Khắc đề nghị hết thức thuần khiết. Không rảnh. Tôn Tĩnh Mông ngoài váy mặc thêm áo sơ mi, ống tay áo dài quá lòng bàn tay, ôm lấy hông Trương Khắc, muốn áp mặt vào lưng y, lại sợ Trương Khắc được nước lấn tới, hỏi. Mượn lưng của anh dựa một chút nhé, không được có suy nghĩ đâu đấy. Cô trả tiền thì không có suy nghĩ khác. Muốn hưởng thụ phục vụ miễn phí thì đừng mơ. Trương Khắc cười lớn. Tôn Tĩnh Mông đưa tay sờ tấm lưng gầy gò của Trương Khắc. Thế này mà còn muốn thu phí à? Tới cửa nhà ăn Tịch Nhược Lâm mới phát hiện đám Trương Khắc đạp xe đằng sau, bọn họ tới hơi muộn, chỉ có hai cái bàn trống kề sát nhau, Tịch Nhược Lâm không muốn, nhưng đám bạn cô ta rất sẵn lòng ngồi cạnh mỹ nữ nóng bỏng hơn cả Tịch Nhược Lâm. Tên nam sinh cao lớn chờ Tịch Nhược Lâm đi lấy thức ăn cùng Trương Khắc và Đỗ Phi, hỏi. Cậu chính là Trương Khắc à? Ừ. Trương Khắc gật đầu. Tên nam sinh đó không nói thêm, giống cái kiểu lãnh đạo cao hứng lên nói chuyện với cấp dưới một câu rồi bỏ đó. Chương 609, chẳng được an nhàn. Mông Nhạc ôm khay cơm đi vào, bên trên còn có trống sách, Trương Khắc cười với hắn, thấy hắn chẳng có phản ứng gì. Mới phát hiện ra hắn đang đắm đuối nhìn Tịch Nhược Lâm. Kiếp trước tới năm thứ hai Trương Khắc mới thân thiết với Mông Nhạc, khi đó Tịch Nhược Lâm đã tốt nghiệp rời trường không rõ tung tích, nhìn ánh mắt của hắn, Trương Khắc nghĩ hứng thú với mụ la sát này sao? Không phải chuốc khổ vào thân à? Mông Nhạc nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông ngồi kề sát Trương Khắc, bất bình phì một cái, tới bên cạnh Đỗ Phi. Người anh em, tôi phục cậu hoàn toàn đấy, mỹ nữ tới chỗ cậu thành tài nguyên bình thường rồi. Mông Nhạc là nhân vật có tiếng trong trường, đám nam sinh bên cạnh đều lên tiếng chào. Trương Khắc nhìn ra Mông Nhạc có hơi ngán Tịch Nhược Lâm, không dám ngồi bên kia, lại không cam tâm đứng xa, cười đưa cho hắn chai rượu Thanh Đảo. Mông Nhạc không thích trò khách sáo, nhận lấy. Hai tên nhóc các cậu gan đấy, dám uống rượu trước mặt trợ lý chủ nhiệm à. Tịch Nhược Lâm nghe câu này chẳng thèm liếc mắt sang lấy một cái, Mông Nhạc thất vọng ra mặt, không che giấu được. Anh biết cô ấy chứ? Trương Khắc chỉ Tôn Tĩnh Mông. Ha ha, cô ấy à? Mông Nhạc cười lớn xua đi tâm trạng không tốt. Người không biết cô ấy ít lắm. Ồ, tôi nổi tiếng thế sao? Tôn Tĩnh Mông nghi hoặc hỏi. Đóa hoa của ngõ học phủ, kèm chuyện ở học viện âm nhạc nữa, nghe nói vệ sĩ của cô chớp mắt đánh gục 6 tên cao to của học viện thể dục, uy danh của cô ở trường xung quanh đây cao lắm đấy. Tôi còn tưởng sau khi ngõ học phủ sửa xong mới được chiêm ngưỡng phong thái của cô cơ. Đúng là càng đồn càng sai lệch, thấy Trương Khắc còn làm bộ, ồ, một tiếng kinh ngạc, vẻ mặt ngây thơ cứ như nghe chuyện này lần đầu, Tôn Tĩnh Mông đạp chân y một cái. Trương Khắc không dám trêu cô ta nữa, nói với Mông Nhạc. Ở đâu thiếu mỹ nữ chứ học viện âm nhạc không thiếu, ngày mai bảo cô ấy bán xỉ cho. Tôn Tĩnh Mông lườm y. Tên bạn cảnh sát của anh gần đây thường hẹn tiểu thi ra ngoài, té ra ở chỗ các anh coi chúng tôi là mỹ nữ bán sỉ đấy à? Ồ cô nói Trần Hiểu Tùng, anh ta theo đuổi tiểu thi thì liên quan gì tới tôi?
Thời gian qua Trương Khác không liên hệ với Trần Hiểu Tùng, Tiểu Thi là cô gái bị quấy rối tình dục, chắc là cảm thấy cảnh sát có thể mang lại an toàn cho mình. Tiểu Thi mới 20-21, tươi trẻ mọng nước, Trần Hiểu Tùng phải 29 rồi, đúng là trâu già gặm cỏ non. Mông Nhạc hứng thú ghé đầu tới. Hóa ra là thật à, vậy sau này tôi theo cậu. Bọn họ ba hoa tán chuyện, Tịch Nhược Lâm nghe rất ngứa tai, hừ một cái, lại không thể nổi giận với đám Trương Khác, nói là no rồi liền đứng dậy đi luôn, mấy cái đuôi bám theo sau, tên chở cô ta trừng mắt nhìn Trương Khác. Đám đó là ai vậy? Đỗ Phi hỏi Mông Nhạc, đám người đó thật vô lý. Bọn họ à, CLB côn trùng. Mông Nhạc sợ đám Trương Khác không biết, giải thích. Các cậu vào forum Đông Hải là biết câu lạc bộ côn trùng là thứ gì? Biết rồi. Đỗ Phi bĩu môi. Hôm qua còn bị Cách Cách chém 7 phát. Cậu biết Cách Cách là Tịch Nhược Lâm. Mông Nhạc hứng thú hẳn lên. Sao các cậu đắc tội với bà cô đó, xem ra oán hận các cậu rất sâu đấy. Nghe nói Học viện Thương mại Quốc tế có hai cái gai, là các cậu đỏ hả? Trương Khác ngạc nhiên. Có vài ngày mà thanh danh của chúng tôi đã bị hủy rồi à? Ha ha ha, bọn họ thấy gai là muốn đập bằng, dân ta là thế đấy, rõ ràng mình là gai thì vót cho nhọn, không nghĩ tới người khác, càng ngày càng quá quát. Có điều tôi thấy hai cái gai các cậu đáng làm bạn lắm, hôm khác tôi mời các cậu ăn cơm. Mông Nhạc sảng khoái nói. Trương Khác xé một tờ giấy trong sổ tay ra, viết số di động cho hắn. Khi nào muốn mời bọn tôi ăn cơm gọi số này? Đỗ Phi lấy làm lạ, đó là số di động Trương Khác mang theo người, không tùy tiện giao cho người khác, bên ngoài chỉ biết điện thoại mà y đưa cho Mã Hải Long và Phó Tuấn. Trương Khác đưa Tôn Tĩnh Mông về túc xá, Đỗ Phi ở lại uống bia với Mông Nhạc, ra ngoài Tôn Tĩnh Mông ý kiến. Số điện thoại kia của anh tôi cũng không có, sao anh cho hắn ta? Cô không có số di động của tôi à? Trương Khác biết còn cố hỏi, chủ yếu y không muốn bị chuyện rắc rối làm phiền. Xong giờ quan hệ hai người đã khác rồi, lấy di động trong túi sách Tôn Tĩnh Mông, nhập số của mình vào, giải thích chuyện cho số Mông Nhạc. Con người luôn cần vài người bạn mà. Vừa rồi nghe nói chuyện thì tên nhóc đó quen anh chưa lâu, anh đâu phải người dễ tín nhiệm người khác. Tôn Tĩnh Mông khó hiểu, cô cứ tưởng mình hiểu Trương Khác lắm rồi. Trương Khác cười, có vài chuyện căn bản không thể giải thích được. Cuộc đời có bao nhiêu tiền mới đủ? Trương Khác hiện không suy nghĩ loại vấn đề này nữa, nhưng nếu không có vài người bạn cùng hưởng thụ cuộc sống thì đúng là bi ai, đám Trần Tín Sinh, Chu Du, Tô Tân Đông theo bên y cũng không thể bỏ mặt nạ xuống uống một chén rượu sảng khoái. Về tới túc xá, Tôn Tĩnh Mông cũng không trả áo cho y, Trương Khác lại chẳng thể lột y phục trên người y xuống, trong đầu lại có ý nghĩ đó thật, nếu đó là hành động cố ý thì một cô gái giữ y phục của một chàng trai. Tín hiệu đó là gì Trương Khác cũng hiểu, mối quan hệ giữa y và Tôn Tĩnh Mông hình như đang dần có chiều hướng mất kiểm soát. Vài ngày tiếp theo đó rất yên tĩnh, Tôn Tĩnh Mông bận rộn trang hoàn quán bar, Đỗ Phi bỏ thời gian chuẩn bị mở quán ở ngõ học phủ. Trương Khác thấy khí phách lẫn kiến thức của Đỗ Phi hơn người khác một bậc rồi, nên cũng chẳng chỉ trỏ gì thêm. Đỗ Phi mất hút, Trương Khác kiên trì tới văn phòng khóa sống qua ngày, thường có cơ hội uống rượu tán gẫu với Mông Nhạc. Ngày 16 tháng 9, Thái Lan đổi vị Bộ trưởng Tài chính thứ ba, từ bỏ một phần chủ quyền tài chính làm điều kiện chính thức thỉnh cầu tổ chức tiền tệ quốc tế cứu viện. Ba tháng trước thôi, giới trung lưu Thái Lan còn đeo đồng hồ Thụy Sĩ, mặc y phục Pháp, uống rượu Bồ Đào Nha, cuối tuần tới biệt thự bên biển biển nghỉ ngơi, giờ thì bán nhà bán cửa, bán xe đền bù phần nào tổn thất. Giới tiêu dùng hàng xa xỉ ở Thái Lan như bị cơn bão cuốn hết xuống biển, cửa hàng sang trọng xa hoa giờ vắng tanh vắng ngắt. Tình hình này được đám Trần Tính Sinh, Tương Vi thông qua email báo cáo cho Trương Khác. Trung tuần tháng 8, rừng mưa nhiệt đới ở đảo Sumatra và Kalimantan bùng bùng bốc cháy, người Indo lúc đó còn chưa nhận thức được nó tạo thành khói đen bao phủ tương lai bọn họ. Tới trung tuần tháng 8, mùa mưa tới, qua mấy trận mưa lớn mà lửa ở hai nơi này không bị dập tắt, người Indo mới ý thức được lần này khả năng sẽ khá rắc rối. Trần Tín Sinh và Diệp Chăn Dân tới thăm Singapore. Khói ở Indonesia sinh ra lúc này đã ảnh hưởng tới Singapore rồi. Một năm trước những lời dự đoán về kinh tế Đông Nam Á khiến cho Diệp Chăn Dân thanh danh tăng vọt. Singapore xưa nay vẫn là người ủng hộ Thái Lan kiên định nhất,
nhưng nhà cầm quyền Singapore phải suy tính tới quỹ đầu tư đang không ngừng tấn công hệ thống tài chính của họ, không thể chi viện cho Thái Lan và quốc gia xung quanh được. Lúc này trong nước chi viện cho Thái Lan, có thể tăng cường mối quan hệ với Singapore, trải được cho việc đưa kỹ thuật chế tạo tinh viên vào nước. Diệp Chân Dân thăm Singapore xong sẽ còn đến Philippines, Trần Tín Sinh trở về nước báo cáo thành quả chuyến đi này. Đại khái là những đám mây đen mù mịt sinh ra từ đám cháy để lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Tín Sinh, vừa gặp Trương Khắc hắn lại kể chuyện bị khói làm máy bay phải vòng vèo trên bầu trời Singapore cả tiếng. Anh dự đoán đám cháy này kéo dài bao lâu? Trương Khắc hỏi. Khó mà đoán được. Trần Tín Sinh thở dài. Tôi không có thời gian tới Indo xem. Trong bốn con hổ nhỏ châu Á, Indo là con hổ yếu nhất. Vào tháng 6 Trương Khắc đã lệnh Ái Đạt hoàn toàn bỏ thị trường Indo, tất nhiên đi Indo không có trong lịch trình an bài của Trần Tín Sinh. Tôi nghĩ sẽ còn cháy khá lâu, mấy ngày qua tôi luôn xem báo về sự kiện này, Indo là nước cung cấp gỗ lớn nhất châu Á, khả năng điều này sẽ làm ảnh hưởng cung ứng bột giấy cho thị trường châu Á trong một thời gian dài. Trần Tín Sinh báo cáo cho Trương Khắc, chỉ có Chu Du có tư cách góp mặt, nghe nói thế thì nhíu chặt mày, nghiêm túc suy tính tới khả năng đó. Với quy mô của giấy Tân Quang, tích trữ một lượng lớn bột giấy là không thể, con đường Trương Khắc chọn là tích cực đi ra ngoài, lợi dụng cơn bão tài chính hủy hoại Đông Nam Á, chọn một hai xí nghiệp chế tạo bột giấy thiếu tài chính bỏ tiền nắm lấy cổ phần. Trương Khắc hỏi Trần Tín Sinh. Quách Tùng Duyên lần trước tới kiến nghiệp cũng nói tài chính trong tay tập đoàn Quách thì eo hẹp, liệu bọn họ có muốn bán cổ phần xí nghiệp bột giấy dưới quyền không? Chỉ xí nghiệp bột giấy thôi sao? Chu Du hỏi ngang. Cả kỹ thuật làm giấy, nếu bọn họ sẵn lòng chuyển nhượng cũng có thể đàm phán. Trương Khắc nói. Không xét tới tình huống khả năng cung cấp bột giấy sẽ có thể thiếu hụt thời gian dài thì chúng ta cũng phải ra nước ngoài tìm nguồn cung ứng bột giấy ổn định, để cung cấp cho công trình kỳ 2 sắp đi vào sản xuất của Tân Quang. Ngoài ra tốc độ trồng rừng trong nước cũng phải không ngừng để cao. Chu Du gật đầu. Tiền của Malaysia còn có khả năng tiếp tục mất giá, lúc này ra tay hơi sớm. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng cơ sở kinh tế của Malaysia chắc chắn nhất trong bốn con hổ nhỏ, có nghĩa là sau cơn bão bọn họ cũng hồi sinh nhanh nhất, tiền tệ mau chóng trở lại mức bình thường, chúng ta không cần nghĩ tới lợi ích ngắn hạn. Vừa khéo chúng ta có thể lấy đây làm cái cớ che giấu tai mắt kẻ khác khi đàm phán với tập đoàn Quách Thị. Cả Ái Đạt lẫn Trần Tín Sinh đều khá có danh tiếng trong ngành, tiếp xúc quá liên tục với Quách Tùng Duyên nói không chừng khiến các phương diện liên quan chú ý, công tác hiểm hộ phải làm tốt. Kinh động tới nhà cầm quyền Đài Loan, hạn mục nhà máy tinh viên có tới 8-9 phần sẽ bị đổ vỡ. Trần Tín Sinh báo cáo thu hoạch ở Đông Nam Á với Trương Khắc xong, nói nhân tuyển nhà khoa học mà hắn tiến cử đứng đầu phòng thực nghiệp kỹ thuật, cũng theo hắn từ Singapore tới gặp mặt Trương Khắc, tên Đàm Văn Tùng là Hoa Kiều quốc tịch Mỹ, tháng 10 sẽ kết thúc nhiệm kỳ của ông ta tại phòng liên hợp thực nghiệm Đại học Singapore. Nhiệm vụ của nhà khoa học đứng đầu là phụ trách vận hành cụ thể phòng thực nghiệm, bao gồm nghiên cứu định ra các hạng mục, tổ chức đội ngũ nghiên cứu, thuê kỹ sư chủ nhiệm, nắm phương hướng trọng điểm nghiên cứu v.v.v. Công tác trực tiếp báo cáo với phòng hạng mục lớn của tập đoàn Ái Đạt. Cuộc sống của Trương Khắc ngày càng nhà hạ rồi, trong mắt đám Trần Tín Sinh, phải để Đàm Văn Tùng trực tiếp báo cáo công tác với Trương Khắc mới đúng. Vậy thì cùng ăn bữa cơm là được. Nghe Trần Tín Sinh báo cáo một thời gian dài, Trương Khắc cảm thấy cổ tê nhức hết rồi, đứng dậy vặn lưng. Bảo Trần Tín Sinh đi mời ăn cơm cùng. Có điều tôi nói không tính, quyết định cuối cùng vẫn ở bên phòng hạng mục lớn. Trương Khắc hiện việc gì cũng đẩy cho phòng hạng mục lớn, cứ như ý nghĩa của việc thành lập phòng hạng mục lớn là chút bỏ trách nhiệm tên vai y vậy. Vẫn tới nhà ăn nhân viên Đại học Đông Hải à? Trần Tín Sinh hỏi. Hả? Trương Khắc hơi ngẩn ra, thấy ánh mắt mang vẻ hóm hỉnh của hắn thì bật cười. Khách từ xa đến phải long trọng một chút, nếu chỉ có ánh và anh Chu thì đúng là đến đó thật. Đàm Văn Tùng không cao, tuổi trông không giống người trung niên 45, 46 tuổi, vợ ông ta Ngô Văn Hy là học sinh của ông ta khi dạy ở Đại học Singapore, mới trên 30, ông ta tới khi gặp Ngô Văn Hy thì vẫn còn độc thân, Ngô Văn Hy học xong tiến sĩ mới kết hôn, hiện vẫn chưa có con cái. Với Trương Khắc mà nói đây là cuộc mua bán mua một tặng một. Hiện y cứ nghe tới giáo sư tiến sĩ là hai mắt tỏa sáng. Đàm Văn Tùng là người hay chuyện, chưa tự kể chuyện lặt vặt trong cuộc sống đa phần nói về tương lai phát triển kỹ thuật điện tử. May là Triệu Bằng,
Triệu Tử Lâm và vợ ông ta đều là người trong nghề, nên không cảm thấy vô vị, ngược lại Trương Khắc kiến thức kỹ thuật yếu nhất, có điều y hiểu xu thể phát triển kỹ thuật 10 năm sau, thấy Đàm Vân Tùng luôn nói trúng điểm mấu chốt, có thể tán thành năng lực của ông ta về mặt học thuật. Cuối cùng tôi muốn thỉnh giáo giáo sư Đàm ở phương diện kiến thiết phòng thực nghiệm kỹ thuật điện tử, không biết giáo sư có kiến nghị gì không? Bữa ăn gần kết thúc, Trương Khắc hỏi. Các phòng thực nghiệm trong nước thiếu nhân là việc bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật, Cẩm Hồ đang hợp tác mật thiết với Đại học Đông Hải có phải là vì việc này? Đưa các nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ trong quá trình nghiên cứu tham dự vào công tác của phòng thực nghiệm có thể giảm bớt nhiều chi phí nhân lực. Ngoài ra cần một giáo sư phụ trách dẫn dắt, để uốn nắn quá trình trưởng thành của bọn họ. Trương Khắc gật đầu, vẫn đá quả bóng sang cho Trần Tín Sinh. Có được hay không cần các anh ra quyết định. Nghe Trương Khắc trưng cầu ý kiến của Đàm Vân Tùng là Trần Tín Sinh biết ông ta đã được Trương Khắc thừa nhận, mặc dù Trương Khắc đá bóng sang cho phòng hạng mục lớn, có điều quyền uy của y dựng lên không phải chỉ trong một hai ngày, nhân tuyển y thừa nhận, khó tưởng tượng ra được sẽ bị người khác phủ quyết. Đưa Đàm Vân Tùng về nhà khách nghỉ ngơi, Trần Tín Sinh theo mọi người về nhà chiêu đãi số 2 Đại học Sư phạm. Chương 610, đêm tập kích núi Hợp Hoan. Xe đạp của Trương Khắc dừng ở trước tòa nhà chiêu đãi số 2 Đại học Sư phạm, ngồi xe đến Đại học Sư phạm, y lái xe đạp trở về trường học. Bọn Trần Tín Sinh, Chu Du nhìn đều bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn nói thân phận, địa vị, lúc này Trương Khắc phải ngang vai ngang vế với hiệu trưởng Lý Hồng Minh của Đại học Đông Hải cũng chẳng quá phận. Nhưng y lại làm bộ ăn chơi trác táng tại một xó xỉnh nào đó của Đại học Đông Hải, sinh hoạt tự tại nhàn nhã, không hiểu được trong lòng y đang nghĩ thế nào. Trước khi đi, Trương Khắc lại dặn dò Trần Tín Sinh buổi sáng ngày mai bớt chút thời gian, cùng Diêu Văn Thịnh báo cáo với Bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp La Quân, Phó Thị trưởng Thường ủy Vương Duy Quân việc thúc đẩy hạng mục xưởng tinh viên của chuyến đi Đông Nam Á. Hạng mục của xưởng tinh viên lúc này vẫn còn nằm trong giai đoạn chuẩn bị bí mật, tin tức không thích hợp mở rộng, chỉ cần có biến động nhỏ truyền tới lỗ tai của lãnh đạo Đài Loan thì việc này sẽ thất bại. Đạp xe về trường, đi qua ký túc xá nữ. Gặp Mông Nhạc đang đi cùng với một nhóm người. Hồ Kim Tinh cũng ở bên trong. Có vài người Trương Khắc cũng quen, đều trong hội sinh viên của trường. Trương Khắc cũng là người ham vui, đạp xe qua kéo Mông Nhạc đi ở sau cùng hỏi xảy ra chuyện gì. Đến núi Hợp Hoan dọn dẹp dã uyên ương. Mông Nhạc cười nói. Cũng đủ thất đức thật, chẳng qua hội sinh viên đã thống nhất an bài, không thể không đi chung được. Núi Hợp Hoan là chỉ gò đất phát ngang giữa khu ký túc xá nữ và khu ký túc xá nam, quả thật là nơi tuyệt hảo trời đất tạo nên để nam sinh nữ sinh yêu đương vụng trộm. Nhưng hội sinh viên tự xưng là gương mẫu về đạo đức, cho rằng trên núi Hợp Hoan thỉnh thoảng xuất hiện vài cái bao cao su đã dùng qua. Đạo đức thiên hạ liền tan vỡ. Mông Nhạc là chủ tịch của hội sinh viên Học viện Thương mại Quốc tế, cũng kiêm chức tại hội sinh viên trường. Thấy Trương Khắc đạp xe mới từ bên ngoài về trường học thì hỏi y. Có muốn đi xem cùng không? Đỗ Phi đi làm thêm ở tiệm Intuitor, mấy ngày nay đến phiên hắn trực đêm, về ký túc xá cũng không có việc gì, Trương Khắc liền vứt xe đạp ở trước ký túc xá nữ, sau đó đi cùng nhóm Mông Nhạc đến phía sau khu ký túc xá nữ. Đi tới dưới chân núi, Trương Khắc cầm đèn pin trong tay Mông Nhạc chiếu lung tung lên trên núi. Cuối thu không khí mát mẻ, nữ mặc quần dài, nam mặc quần đùi ở trên núi Hợp Hoan là rất dễ dẫn dụ ra việc cầu thả. Nhóm hội sinh viên len lén lẻn lên, chung quy sẽ có người không may bị bắt. Trương Khắc cầm đèn pin chiếu lung tung lên xem như là báo tin cho họ, đừng có không may bị rơi vào tay hội sinh viên quân tử đạo đức. Đèn pin của Mông Nhạc chứa được 4 cục pin, không biết tiểu tử này có ý nghĩ ban đêm đột nhiên đi soi cửa sổ của ký túc xá nữ không? Tia sáng chiếu ra sáng như tuyết, dọi qua bụi rậm thưa thớt trên núi, quả thật đã dọi chúng mấy cặp nam nữ đang đánh trần ôm nhau. Họ liền kinh hoàng tách ra. Núi Hợp Hoan cũng chỉ cao 3-40 mét, nhưng từ bên này bò lên trên cũng phải tốn chút thời gian. Vừa soi như vậy, chạy qua bắt người là không còn kịp rồi. Mấy cặp dã uyên ương đã sớm chỉnh lý quần áo chỉnh tề rồi tản ra, lúc này bắt được mới là lạ. Người dẫn đầu phía trước bực mình, quay đầu lại mắng. Ai soi lung tung đấy? Hắn mở đèn pin soi qua. Mông Nhạc thản nhiên che Trương Khắc đang cầm đèn pin ra phía sau người. Ánh sáng đèn pin đảo qua cũng thấy không rõ là ai đang soi đèn, nhưng có thể nghe được thanh âm. Mông Nhạc như không có việc gì ngẩng đầu nhìn trên núi, trong tay Trương Khắc lại không có đèn pin, tự nhiên không đáng để ý tới.
Người đó lớn tiếng chất vấn. Ai đang soi lung túng đấy, có biết quy củ không vậy? Hồ Kim Tinh cách Trương Khắc gần nhất, đương nhiên thấy vừa rồi là Trương Khắc cầm đèn pin của Mông Nhạc soi lên núi. Hắn soi đèn pin lên mặt Trương Khắc, cậy thế kiêu ngạo chất vấn. Mày soi lung tung cái gì? Muốn đem lửa giận của người khác dẫn hết lên đầu y. Con mắt nào của mày thấy tao cầm cái gì soi? Trương Khắc ngứa mắt với tiểu tử này, thấy hắn còn dám chọc tới mình, liền bước tới nắm cổ áo hắn, xoay cổ hắn ra sau. Mẹ mày thử soi đèn pin lên đó tao thử xem. Những đứa ngoài mạnh trong yếu này thấy Trương Khắc một lời không hợp liền động tay chân, giống như chịu oan ức lắm vậy, cả đám bu lại khuyên can. Họ qua đây là sửa chữa sai lầm của người khác, cũng không muốn nội bộ mình khắc khẩu với nhau, cũng không ý thức được Trương Khắc căn bản không phải là người của họ. Nhưng người dẫn đầu soi đèn pin qua mặt Trương Khắc, thấy lạ bèn hỏi. Anh là người của viện nào, không phải hội sinh viên, sao lại lẫn vào đây? Mới đi ngang qua thôi, sẽ không trở ngại mọi người chuyện gì chứ? Trương Khắc mỉm cười, hơi nghiêng đầu nheo mắt lại tránh đi ánh đèn pin chói mắt. Người đó cũng không tiện phát tác, nhưng hành động tối nay lên kế hoạch đã lâu, bị phá hủy như vậy thì trong lòng cũng tích tụ không ít oán khí, lại không thể nói bỏ vở nửa chừng, hắn hử mũi rồi quay đầu tiếp tục đi lên núi. Hồ Kim Tinh không nói gì nữa, hắn biết nói cũng không có tác dụng, chỉ là trừng mắt với Mông Nhạc, trách Mông Nhạc không đứng ra giúp hắn vạch trần Trương Khắc. Mông Nhạc thản nhiên cười, cũng không để ý tới Hồ Kim Tinh. Hồ Kim Tinh không biết Trương Khắc có thân phận gì. Tựa như Lục Thiên Hữu không biết thân phận của Trương Khắc, Hồ Tôn Khánh, Lục Văn Phu sẽ không tùy tiện nói ra chuyện ở Cẩm Hồ trước mặt người nhà. Người ở tầng cấp như họ, giữ kín như bưng hình như đã thành thói quen, chọc người oán hận có thể chỉ là lơ đãng một câu nói sai mà thôi. Hồ Tôn Khánh còn không biết Trương Khắc vào Đại học Đông Hải, Lục Văn Phu biết, Lục Văn Phu thậm chí biết Trương Khắc còn học cùng khoa với con trai hắn, nhưng tâm tư của hắn rất mâu thuẫn, cũng đoán không ra ý nghĩ của Trương Khắc vào Đại học Đông Hải học. Chỉ nhắc nhở con hắn ở trong trường phải khép mình, không thể gây gổ với bạn học, hắn cũng tin tưởng con trai mình không phải là loại người ương ngạnh, có thể trở thành bạn với Trương Khắc tự nhiên tốt nhất, không thể trở thành bạn cũng không sao, nhìn duyên phận đi. Lục Văn Phu không căn dặn thêm cái gì có cái gì không, hắn biết tiểu tử nhà hắn vẫn còn non trong đối nhân xử thế, vẫn chưa thể giả bộ cẩn thận trước mặt con tiểu hồ ly Trương Khắc này được. Việc biến khéo thành vụng hắn chưa bao giờ làm. Thôi thì cũng coi như không biết việc Trương Khắc ẩn thân tại Đại học Đông Hải, thậm chí cũng chưa thông chi với ông bạn học cũ Thôi Quốc Hằng là viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế, xem như là làm trái với tâm. Nhưng hắn cũng lo lắng xảy ra tình huống gì, rất quan tâm đến tình huống của con trai mình tại trường học, tự nhiên cũng có thể nghe được tin tức của Trương Khắc. Nhưng cũng càng không rõ ý đồ của Trương Khắc, họ không thể lý giải tâm tư của Trương Khắc thuần túy là muốn đi chơi cho thoải mái. Chương 611 Xung đột trong văn phòng khóa. Năm ngoái khi ở hiệu khu Tân Phổ, Hồ Kim Tinh cùng chú hắn Hồ Tôn Khánh tận mắt nhìn thấy thư ký Liễu Chí Quân của bí thư tỉnh ủy, trước khi ở trên xe rời khỏi hiệu khu Tân Phổ chạy tới tìm Trương Khắc nói mấy câu. Từ nhỏ hắn lớn lên trong hoàn cảnh đó, mưa dầm thấm đất nên cũng nhìn người biết chuyện, trong lòng rõ ràng Trương Khắc lai lịch bất phàm, tình huống thông thường sẽ không chủ động trêu chọc y. Lúc này thấy bắt không được nhược điểm của Trương Khắc, cũng chỉ có nén giận theo mọi người lên núi. Bắt được nhược điểm thì sao? Hắn còn chưa gặp qua người nào ở trước mặt hắn còn bố láo hơn Trương Khắc. Đổi lại người khác, Hồ Kim Tinh đâu thể để người ta túm cổ áo xoay ngược lại, bị vu cáo ngược còn phải nén giận. Mông Nhạc nói với người dẫn đầu. Tôi không đi, chẳng có ý nghĩa gì, mọi người thích thì đi đi. Người đằng trước nói thầm, cũng không nghe rõ ràng, kệ hắn đi. Mông Nhạc cùng Trương Khắc chạy đến cửa hàng phía đông mua bia. Tửu lượng của Mông Nhạc không được, chỉ mua 3L, on. Trương Khắc chuẩn bị 2L, on cho mình, cho Mông Nhạc 1L, on. Hai người ngồi trên thềm đá đi thông núi Hợp Hoan, vừa uống vừa nói chuyện. Thằng dẫn đầu là chủ tịch của hội sinh viên trường, thằng bị mày nắm cổ áo là chủ tịch hội sinh viên học viện quan hệ xã hội. Cũng là mày lợi hại, cứ thế trấn trụ họ không dám nói thêm câu nào.